Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 40. Bây giờ, với sự yêu nghiệt của Trần Bát Hoang, Bát Nguyên Tông sẽ gặp tai họa ngập đầu. Cho nên, Nam Cung Trần chỉ có thể lựa chọn đuổi theo. Ông ta tự tin, mượn dùng bí mật Bát Nguyên Tổng, thần binh và chiến xa màu đen của tổ tiên, 100% Trần Bát Hoang sẽ chết. Bụp, bọt nước văng lên, bóng dáng hai người trước sau xông ra ngoài mặt biển. Còn Trần Đức vẫn đang bỏ trốn, vẫn đang chạy thật xa. Vẫn chạy, mày chạy được sao? Nam Cung Trần gọi chiến xa màu đen đầu tiên, chiến xa ầm ầm vang dội, đại đạo quấn quanh, ông ta ngồi trong chiến xa, cầm yến nguyệt đao phong cách cổ xưa cũ kỹ, ông ta lái chiến xa màu đen, trực tiếp đuổi theo Trần Đức. Tốc độ của chiến xa màu đen quá nhanh, dưới lôi kéo của phi long già nua, nó nghiền ép bầu trời, chạy thẳng lên vân không, cách Trần Đức càng ngày càng gần. Rất nhanh. Đã đuổi kịp. Trần Đức đã tiến vào phạm vi công kích của ông ta. Chiến xa màu đen lướt sóng, đâm về phía Trần Đức, Nam Cung Trần dùng yển nguyệt đao càn quét, đánh ra từng trận thần ảnh hư ảo, như tiên vương giáng thế, trấn áp Trần Đức. Đoàng. Ánh sáng yển nguyệt đao đại thịnh, dưới càn quét, xuất hiện từng con chim hung dữ, gầm thét không dứt, chấn động tây hái, mỗi một con chim hung dữ dang rộng đôi cánh đều che lấp bầu trời. Mang theo huyết quang hung ác, giống như chấn động đáng sợ từ thiên ngoại. Lúc này, Trần Đức không thể không dừng lại. Cách hái tộc chắc đú xa rồi. Trần Đức lấm bấm, sau đó mang theo một trường, nhân vương tam ấn đã lâu không sử dụng lai một lần nữa được anh thi triển. Trấn lôi ấn, bình thiên ấn, nhân vương ấn, thậm chí bát hoang ấn anh thúc đẩy cũng đồng thời di chuyển. Giữa trời đất, sấm chớp lóe sáng, một bóng người khổng lồ rơi xuống. Giống như nhân vương giáng thế. Cấp bậc võ kỹ nhân vương tam ấn không cao, nhưng vào tay Trần Đức thi triển, bọn chúng đã sớm vượt qua cường độ bản thân, sẩm gió từng trận vang lên không dứt. Nhân vương tam ấn vẫn chưa đủ. Tam ấn đồng thời giáng xuống, hỗn độn tử kim lôi hóa thành một vùng lôi hải, bao phủ chân trời. Đồng thời, ly hỏa bùng cháy, biển lửa cuộn mở, nhào về phía mặt đất, nước biến cũng bị đốt cháy, theo sóng biến sôi trào. Chu vi trăm dặm hóa thành một vùng chiến trường lôi hỏa. Ầm ầm ầm, giống như đại chiến thế giới mở ra, âm thanh. Chín tầng mây ầm ầm không dứt, chim khổng lồ hung dữ che khuất bầu trời gặp phải trận đánh tranh đấu không ngừng nghỉ với hỗn độn tử kim lôi, ly hỏa, chiến xa màu đen đâm vào trong lôi hải, lao nhanh trong biển lửa, không gian bị đụng đến vỡ vụn, trời đất này giống như tờ giấy bị kéo cắt rách, khắp nơi đều là lỗ thủng. Cuối cùng, chiến xa màu đen dừng lại. Không cách nào tiếp tục tiến lên phía trước, Nam Cung Trần đứng thẳng người, tay cầm yến nguyệt đao, giống như chúa tể thế giới, uy thế tám hướng. Sức chiến đấu quá thật quá kinh khủng, Trần Đức rất vui. Vui vì đã dẫn Nam Cung Trần ra khỏi hái tộc. Với thực lực bây giờ của anh, có thể đánh một trận với Nam Cung Trần, nhưng với sức lực cá nhân không thể giống như ban đầu, ngăn cản toàn bộ uy thế, toàn bộ sát chiêu. Với một đao vừa rồi. Nếu như vẫn còn ở hải tộc, chỉ sợ một nửa hải tộc sẽ thất thủ, không biết bao nhiêu người phải chết. Anh cảm nhận được sâu sắc rằng, trước mặt cường giả thực lực tuyệt đối, đông người thật sự không có bất kỳ tác dụng gì. Thằng nhãi Bát Hoang, tao thừa nhận mày rất nghịch thiên, rất yêu nghiệt, chỉ tiếc rằng cuối cùng vẫn chết dưới đao của Nam Cung Trần tao. Nam Cung Trần quát khẽ, ánh mắt sắc bén, giống như thiên đao, giữa mí mắt thoáng qua như điện mang, vô cùng kinh khủng. Hô, xem ra phải nghiêm túc thật rồi. Trần Đức hít sâu một hơi. Rồi sau đó, khí tức trong cơ thể điên cuồng sôi trào, khí tức mãnh liệt từng trận, trời đất xung quanh lúc này đã mất đi màu sắc, chỉ còn lại hai màu đen trắng. Rõ ràng có thể thấy được. Đi cùng với khí tức đen trắng lưu chuyển, sau lưng Trần Đức hiện ra một đường hư ảnh. Hư ảnh đón gió căng ra, cao đến trăm trượng, ngàn trượng, đột phá mây xanh, giống như nâng cột thiên thần. Đứng sừng sững giữa trời đất. Tự tại thần ma công. Từ khi mớ võ kỹ này, Trần Đức Chí có dùng một tân khi chém chết Trần Võ Si, sau đó không ai xứng đáng để anh vận dụng chiêu thức này. Hôm nay, đối mặt với Nam Cung Trần, tự tại thần ma công lại xuất hiện. Đoàng đoàng, hư ảnh sôi trào, nổ tung, một bước vượt biển khơi, vượt qua bầu trời, tay trái mang theo hỗn độn tử kim lôi, tay phải mang ly hỏa. Trời đất bốn phía đều xuất hiện từng tầng kỳ quái. Lão già kia, ông muốn đánh thì tôi liền đánh. Lại, một tiếng quát trầm thấp,
Trần Đức bước lên, ép về phía trước. Đối mặt với cường giả không một chút sợ hãi, chiến ý của anh ngày càng mạnh, chỉ có chiến đấu thỏa thích say mê mới có thể khiến anh quật khởi càng nhanh. Huống chi, anh rất rõ Nam Cung Trần cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, dù đốt cháy máu tươi hay vận dụng bí mật của Bát Nguyên Tông, cuối cùng cũng không chống đỡ được bao lâu, thời gian cũng chỉ có hạn. Mau nhìn xem, lão tổ đang ở phía trước, người đánh nhau với ông ta là ai? Trẻ tuổi như vậy mà ép lão tổ phải đốt máu tươi, vận dụng bí mật. Lúc này, bên ngoài mấy trạm dặm, hơn 1000 cường giả Bát Nguyên Tông cuối cùng đã đến, từ xa xa liền cảm nhận được sự khủng khiếp trên chiến trường. Trên thực tế, không chỉ Bát Nguyên Tông. Xung quanh Tây Hải, rất nhiều thế lực, tông môn, gia tộc đều bị động tĩnh bên này thu hút, chỉ là không ai dám lại gần. Bên ngoài 4-500 dặm, dùng đủ mọi thủ đoạn để xem cuộc chiến. Giữa trời đất, đường hư ảnh kia của Trần Đức quá thật khiến người ta nhìn chăm chú, không chú ý cũng không được, lộ ra khí tức khủng khiếp, khiến vô số cường giả cấp bậc phản hư, cố bản cũng cảm thấy run sợ, kinh hãi. Cùng là cố bản, sức chiến đấu của chàng thanh niên kia thể hiện ra hoàn toàn không ở cùng một thế giới với bọn họ, những cường giả như bọn họ hoàn toàn không thể so sánh. Càng như vậy, sát khí của Nam Cung Trần lại càng sâu đậm. Nguyên lực cuồn cuộn, binh khí cố trong tay Nam Cung Trần hoàn toàn thức tỉnh, Yển Nguyệt đảo cố xưa vốn yên tĩnh lúc này tỏa ra hàng chục ngàn thánh quang, chói mắt một khoảng. Đồng thời, theo ánh sáng của Yển Nguyệt quang nở rộ, giống như có một con thú dữ thức tỉnh, sát ý như sa mạc Gobi xông về phía bốn phương tám hướng, vô số người quan sát cuộc chiến lúc này biến sắc, cảm nhận được một loại ý sát phạt mạnh mẽ đáng. Sợ. Loại sát ý này mạnh đến mức khiến người ta lóa mắt, lập tức khuếch tán ra, giống như chúa tế trời đất, ý niệm đáng sợ vang lên trong tâm thần mỗi người. Thần binh của tông chủ đời thứ nhất đã hoàn toàn thức tỉnh, năm đó tông chủ đời thứ nhất bỏ mạng, ông ta đã rót thần thức cuối cùng vào trong, không chỉ có mình ông ta, vô số cường giả Bát Nguyên Tông trước khi chết cũng dùng thần thức đế nuôi dưỡng, nhờ bồi dưỡng của cường giả hết đời này đến đời khác, mấy chục ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên nó tỉnh lại. Một trường lão của Bát Nguyên Tông chấn động, kích động đến mức kêu lên, có thể nhìn thấy binh khí cố tỉnh lại, cuộc đời này thế là đủ rồi. Khi Yển Nguyệt đao cổ thức tỉnh, nước biển xung quanh dâng lên độ cao ngàn trượng, không gian rung chuyển, ngọn núi phía xa cũng không chịu. Núi cũng đang sụp đổ, bắn tung tóe. Nam Cung Trần của múa Yển Nguyệt đao, nhìn qua đã dùng tương đối hết sức, khóe miệng cũng tràn máu, dốc hết sức bổ về phía trước. Soạt, thần quang chói lọi, chiếu sáng trời mây, đối mặt với loại binh khí này, Trần Đức không hề sợ, tự tại thần ma công đong đưa, quyền như Thái Sơn, chuyến động ầm ầm, lên về phía trước đụng nhau với binh khí cổ. Trong nháy mắt đánh tới, thần ma công mang theo hỗn độn tử kim lôi và ly hỏa, mở toang đại hợp, như sát thần tu la, mỗi một lần công kích cũng dùng hết toàn lực. Nam Cung Trần cũng không hề yếu, duy trì thần lực, máu tươi đốt cháy, lại có thêm Yến Nguyệt đao. Đối mặt với thần ma công, không hề rơi vào thế yếu. Rào rào. Chiến đấu giữa hai người quá mãnh liệt, núi cao rung chuyển, sụp đổ, biển lớn cuồn cuộn, đập vỗ liên tục. Trời xanh cũng bị chọc thành từng lỗ thủng. Giống như cái động đen trôi lơ lửng trên trời cao, tiếng nổ vang lên ầm ầm không dứt bên tai. Một vài tu sĩ hơi yếu cũng không nhìn thấy rõ chiến đấu giữa hai người, chỉ có thể dùng một vài phương pháp đặc thù, vừa chấn động lại kinh hãi. Nơi hai người từng chiến đấu, trời đất không còn, nước biển bị bốc hơi khô khốc, tất cả đều bị thần mang chôn vùi, gần như vùng đất đều hỗn loạn. Ầm ầm. Đối mặt với Nam Cung Trần, Trần Đức vận dụng toàn lực, nhưng vẫn có chút rơi vào thế hạ phong. Suy, một cánh tay của anh bị chém rời, máu tươi bắn tung tóe, rơi xuống trong nháy mắt, lập tức Nam Cung Trần đánh thành phấn vụn. Suy cho cùng vẫn còn chênh lệch cảnh giới giữa Khai Thiên và Cố Bản tương đối lớn. Huống chi Nam Cung Trần lúc này vẫn đang ở cảnh giới đạp thiên, duy trì các loại thần lực. Rắc rắc. Nhưng, chút vết thương này đối với Trần Đức mà nói không tính là gì, thần lực bất tử điếu vận chuyển, máu thịt sống lại, cánh tay hồi phục, trong khoảnh khắc, một cánh tay mới tinh lại tái hiện. Anh càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Khi đánh nhau, Thiên Yêu Hoàng vẫn còn đang chỉ điểm dẫn dắt anh, thậm chí còn đang truyền thụ thần thông võ kỹ của mình. Tên là Thiên Long Cửu Bộ, là một loại bộ pháp, cũng là một loại võ kỹ giết người. Tổng cộng 9 bước,
mỗi một bước đều khó đến mức khiến người ta tức lộn ruột. Sau khoảng 10 phút, cuối cùng Trần Đức đã đi một bước đầu tiên, không giống như dẫm lên hư không, cũng không giống như đạp trên mặt đất, giống như dẫm lên thần lôi, toàn bộ trời đất đột nhiên rung chuyển, làn sóng thần chập chờn vô cùng đáng sợ, chấn động đến mức khiến người ta tâm thần lay động. Bóng dáng Nam Cung Trần cũng suýt nữa đứng không vững. Sắc mặt ông ta biến đổi, kinh hãi muốn chết. Không ngờ lại đến trình độ này, Trần Bát Hoang còn có lá bài tẩy như vậy, hơn nữa anh còn giống như con rán giết không chết. Trong trận giao chiến này, không biết ông ta đã đánh bị thương, đánh Trần Bát Hoang tàn phế bao nhiêu lần. Nhưng, mỗi lần như vậy, anh đều sẽ hồi phục. Tốc độ hồi phục tương đối kinh khủng. Trần Đức càng đánh càng hăng, mà ông ta càng đánh càng run, càng sợ. Không có gì khác. Thời gian máu tươi cháy và duy trì thần lực bí mật có hạn, càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi với ông ta, mà Trần Đức thì ngày càng mạnh, cánh tượng lần này, ông ta có thể không cảm thấy kinh hoàng sao? Đùng, đùng, trong nháy mắt, Trần Đức lại bước ra hai bước, mỗi bước đều giống như đạp lôi, ầm ầm không dứt, điếc tai nhức óc, loại võ kỹ này quá khủng khiếp. Dưới sự duy trì của cực cánh và tự tại thần ma công, sức mạnh của Trần Đức lại một lần nữa đề thăng. Trần Đức chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như có sức mạnh kinh khủng gì đó thức tỉnh, cánh tay, hai chân, ngay cả hư ảnh sau lưng đều toát ra ánh sáng hừng hực chói lọi, từng miếng vảy xuất hiện, giống như vây rồng, như rồng hung bạo đang hồi phục. Anh vẫn còn muốn đi bước thứ tư, nhưng quả thật không làm được, liều mạng cũng chỉ có thể đến trình độ bước đầu tiên. Đồng thời, không ngừng đánh giết về phía Nam Cung Trần, hết quyền này đến quyền khác, hết chiêu này đến chiêu khác. Sát khí ngút trời, ma khí lăn lộn, đủ các loại phù văn đại đạo đang cuồn cuộn, tan biến tất cả, càn quét tất cả. Biến thái. Trong lòng Thiên Yêu Hoàng oán hận, có thể đi ba bước đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của ông lão rồi, loại thiên phú này khiến người ta sống thế nào đây? Tâm thần Nam Cung Trần không yên, ý chí suy yếu, sức chiến đấu cũng bắt đầu trở nên yếu đi, phi long kéo xe bị trúng một quyền của Trần Đức, liên lụy đến chiến xa màu đen. Lăn ra ngoài, còn phi long vốn đã chết, cơ thể trực tiếp sụp đổ, nổ tung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bụp bụp, hư ảnh thần ma như chiến thần, thừa thắng truy kích, hết quyền này đến quyền khác hạ xuống, dưới con mắt của mọi người, chiến xa màu đen sụp đổ, thần quang trở nên ảm đạm. Nam Cung Trần huy động binh khí cổ yển nguyệt đao, lại điều khiển chiến xa sông về phía Trần Bát Hoang. Võ kỹ hết chiêu này đến chiêu khác thi triển như hoa lê trong mưa lớn, chân trời loạn lạc. Rất nhanh, Nam Cung Trần đã bị thương, chiến xa dưới chân tan tành, chỉ còn lại một nửa có thể chịu đựng, mà bản thân ông ta cũng trúng một chưởng của Trần Đức, ngực bị đánh thủng, nhìn thấy cả xương cốt và tim, quần áo trên người hoàn toàn nhuộm đỏ. Không, cặp mắt Nam Cung Trần ứ máu, ông ta thề phải chém chết Trần Bát Hoang, lại một lần nữa xông tới. Nhưng lần này ông ta nhanh chóng bị thương nặng hơn, càng không có ý chí, lại càng không địch được, cái này đi xuống cái kia tăng lên, ông ta dần dần mất đi sức chiến đấu, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Trần Đức tóc trắng lay động, rõ ràng là một kẻ điên cuồng chiến đấu, giống như không biết mệt mỏi, ngày một hưng phấn, liên tục xuất chiêu, trời đất vang dội. Bát Nguyên Tông các người còn chờ gì nữa? Nam Cung Trần sắp tuyệt vọng, cứ tiếp tục như vậy, ông ta chắc chắn sẽ chết. Lúc này cũng không để ý mặt mũi, ông ta gào thét với đám người. Bát Nguyên Tông từ xa vừa mới đến. Nhanh tới giúp tôi, cùng xuất lực, giết chết tên này. Nam Cung Trần cuống cuồng hét lớn, đã đến bước này rồi, hôm nay không phải Trần Bát Hoang chết thì Bát Nguyên Tông cũng sẽ diệt vong, cho dù có vô số tu sĩ đang nhìn chằm chằm, ông ta cũng không cần mặt mũi nữa. Lấy giả ức hiếp ít, lấy nhiều địch ít, Trần Bát Hoang phải chết. Xin tuân lệnh lão tổ. 1056 cường giả phản hư của Bát Nguyên Tông, 30 cao thủ cố bản, 4 lão ngoan đồng cấp khai thiên cùng nhau ra tay. Hơn 1000 người nhảy lên bầu trời mênh mông, chân đạp sóng biển, hướng về trung tâm chiến trường, lập tức vây Trần Đức ở giữa. Giết! Sợi tóc Nam Cung Trần đã dính máu tươi, một tiếng gầm nhẹ, yến nguyệt đao cố xưa và máu tươi cháy xung phong huy động. Sức mạnh tổ tiên sôi trào. Gầm! Chiến xa màu đen như đèn đã cạn dầu lúc này phát ra tiếng thú man dợ, lại một lần nữa va chạm. Hơn 1000 người. Cùng ra tay. Bày trận.
Dưới sự chỉ huy của bốn vị hóa thạch sống cấp khai thiên, hơn 1.000 người đang niệm chú, niết ấn, chỉ trong nháy mắt, một vùng đại trận hiện lên, sát ý dạo rực từ mấy trăm dặm, toàn bộ Tây Hải đều bị cắt thành từng mảng thác nước, ánh sáng dữ tợn lóe sáng. Sát trận Bát Nguyên, đó là trận pháp mạnh nhất của Bát Nguyên Tông. Có người nhận ra trận pháp liền cả kinh biến sắc, mau lùi lại, trận này mà thành, sinh linh trong khu vực sẽ rơi vào khốn khổ. Không ổn, tôi cũng cảm nhận được nguy hiểm. Các võ giả bên ngoài 100-200 dặm đang xem trận chiến liền cảm thấy rợn tóc gáy, theo bản năng lại một lần nữa lùi xuống. Rõ ràng có thể thấy, khi đại trận thành hình, trong 200 dặm, nước biến sôi trào cuồn cuộn, vào lúc này đã biến thành hơi nước, biến mất trong vân không, trong toàn bộ phạm vi 200 dặm, đáy biến sâu vạn vạn trượng đều lộ hết ra, mà ngoài 200 dặm hoàn toàn bị sát trận ngăn cách, giống như hai thế giới. Đoàng đoàng, sát trận Bát Nguyên dâng trào, lóe lên vạn đường hung quang, nhào về phía Trần Đức, Nam Cung Trần lúc này cũng bị ép đến gần, đứng ở đỉnh chiến xa, huy động Yến Nguyệt đao, ánh sáng chói lóa tạo thành một đường trăng khuyết, hướng về phía bản thế Trần Đức, rơi vào sau ma. Ảnh của anh, tôi sẽ khiến ông phải chết. Đôi mắt Trần Đức lóe lên hung quang, một đôi mắt cực kỳ yêu dị, mắt ngự thú xanh biếc dạo rực, thử khống chế người thi triển đại trận, đồng thời âm dương kinh vận chuyển đến trình độ cao nhất, khí tức hỗn độn sôi trào. Bóng dáng thần ma bạo động, tay trái phất quyền, ép đổ không gian, quả đấm màu đen hủy diệt tất cả ánh sáng, đánh giết sát trận Bát Nguyên. Tay trái mở thành trường, lúc năm ngón tay lóe lên ánh sáng, đại đạo thần uy quấn quanh, che khuất bầu trời, nguyên khí trắng thuần như thủy triều biển khơi nghênh đón Yển Nguyệt đao, nghênh đón Nam Cung Trần. Xoạt xoạt, cùng dây, hỗn độn tử kim lôi hội tụ, quấn quanh, giống như từng chiếc xích sắt bao phủ bầu trời. Bổ vào hơn 1.000 cường giả bốn phương tám hướng. Hô! Ly hỏa giống như có sinh mệnh hồi phục, hóa thành một chiếc chiến xa hỏa diêm, đụng về phía chiến xa màu đen. Trời đất vang lên, hóa thành vòng xoáy. Cảnh tượng khủng khiếp, nổ tung giống như từng quả bom nguyên tử, trên 9 tầng mây, vân không cũng xuất hiện vòng xoáy cuồn cuộn, không thấy nhật nguyệt. Phụt! Phụt! Hỗn độn tử kim lôi nện xuống, thần uy lay động, mấy trăm người ho ra máu. Sắc mặt tái nhợt, trong đó còn có hơn 10 người tan thành mây khói ngay tại chỗ. Ly hỏa và chiến xa va chạm với nhau, thời không sụp đổ, xuất hiện một vùng hỗn độn, ly hỏa tán loạn, chiến xa màu đen chia năm xẻ bảy. Nam Cung Trần huy động Yến Nguyệt đao, đánh nhau với Trần Đức, trong hư không lóe sáng, khó mà bắt được bóng người. Áo quần Trần Đức đã nhuốm máu, tự tại thần ma công phía sau đã mở đi rất nhiều, dù anh rất mạnh, nhưng đổi mặt với đại trận Bát Nguyên, lại đối mặt với Nam Cung Trần thì vẫn tương đối quá sức, trên người xuất hiện từng vết máu, máu thịt lồi lên, nhìn mà giật mình. Nhưng, Nam Cung Trần cũng không khá hơn chút nào. Cơ thể ông ta đã trở nên cực kỳ già nua, khí huyết suy bại, quay về tóc trắng, lập tức già đi mấy chục ngàn tuổi, ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn. Lão già kia, hôm nay tôi lấy mạng ông, diệt Bát Nguyên Tông của ông. Trần Đức lửa giận ngút trời, dưới tốc độ mắt thường. Vết thương điên cuồng mở rộng, huyết mạch điên cuồng sôi trào, không gian bốn phía cũng đang nhảy nhót, theo gầm thét của anh mà sụp đổ. Nam Cung Trần không cần mạng. Anh cũng không cần mạng. Hoàn toàn không hề có phòng bị, để mặc hung quang của sát trận Bát Nguyên, phù văn rơi trên người anh, mỗi một tấc ánh sáng hạ xuống, gần như đều sẽ làm anh bị thương nặng, khiến xương cốt da thịt anh thành mảnh vụn. Nhưng, Trần Đức không quan tâm. Trong mắt anh chỉ có Nam Cung Trần. Cơ thể mang theo máu không ngừng ép tới gần, đói mắt như bọ cạp, hoàn toàn khóa kín Nam Cung Trần, mớ toang đại hợp, điên cuồng sôi trào các loại võ kỹ, quyền, chân. Ly hỏa đã mờ, tạm thời không thể khôi phục, hỗn độn tử kim lôi đi theo anh như lôi thần giáng thế, trong chu vi 200 dặm, sấm sét màu tím điên cuồng quét qua. Cũng may có hỗn độn tử kim lôi. Nếu không thì, với trận pháp 1.000 người Bát Nguyên Tông đang nóng lòng thúc giục, Trần Đức có khả năng sẽ trực tiếp rơi ra ngoài. Có sấm sét quấy nhiễu, đã có hơn 100 người chết chính giữa trung tâm sấm sét. Không thể tiếp tục như vậy nữa, lão tổ sắp không chống đỡ được rồi, các người thúc đẩy sát trận, ba vị thái thượng trưởng lão cùng tôi đi lên trước, bao vây kẻ địch. Bốn hóa thạch sống cấp khai thiên của Bát Nguyên Tông đã không ngồi yên nối, khả năng hồi phục của đối phương quá khủng khiếp, sát trận Bát Nguyên căn bân. Không thể nào tàn sát được anh. Mà đối phương gắt gao cắn Nam Cung Trần không buông,
không hề quan tâm đến bọn họ. Cứ kéo dài như vậy cũng không hề ổn. Bọn họ chỉ có thế liều mạng. Bỏ qua đại trận, gánh vác áp lực của Nam Cung Trần. Bốn người rời khỏi đại trận, gọi ra vũ khí của mình cùng đuổi giết một người cầm kiếm, một người cầm đao, người thì cầm giáo. Kiếm quang lóe lên, ánh đao chói mắt, mũi giáo như mũi tên lửa, từ ba hướng cùng đánh úp về phía Trần Đức. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Dường như chỉ trong nháy mắt đã đến sát người anh. Trần Đức chẳng hề quan tâm đến bọn họ, Nam Cung Trần chỉ còn đúng một hơi thở, anh không thể cho ông ta thời gian để lấy lại sức, phải. Nhanh chóng giết chết lão già này. Chỉ cần Nam Cung Trần chết, thì những người còn lại không đáng để bận tâm. Vì thế, anh chuẩn bị chịu đựng đòn tấn công của cả ba người, dùng nó để đổi lấy mạng Nam Cung Trần. Ông! Nhưng! Đúng lúc này, không gian bỗng nhiên run lên, bên trong tiểu thế giới, tiểu y xuất. Hiện, gọi vỏ trứng ra để ngăn cản ba người đó lại, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất để lao tới, che chắn trước mặt Trần Đức. Ba người đều là cao thủ khai thiên, một người ở cấp bậc đó không phải là thứ tiểu y có thể chịu nổi. Dù nó có lai lịch bí ấn, nắm giữ khá nhiều phép thần thông nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, nó vẫn thua kém rất nhiều. Bốp! Vỏ trứng lập tức bị đánh bay, văng ra xa mấy ngàn mét, hoàn toàn không thể giam được một người nào. Cùng lúc đó, xoẹt, 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 đòn tấn công của ba người cũng đánh vào tiểu y. Kiếm đâm thẳng vào đầu nó, đao chém xuống một tay của nó, giáp lại xuyên thủng ngực tiểu y. Bi bô, y y. Một chất lỏng màu tím từ cơ thể thú nhỏ xíu của nó chảy ra, đó là máu của nó, miệng nó phát ra những tiếng kêu quái lạ, như đang khóc nức nở. Đúng lúc này, hung quang của sát trận bát nguyên cũng như thủy triều bùng nổ, từ trên trời giáng xuống, đánh vào người tiểu y. Tiểu y, Trần Đức tức muốn sùi bọt mép, thật sự hóa thành một ma vương, đồng tử cũng biến thành màu đỏ. Nam Cung Trần, ông đi chết đi cho tôi. Một bàn tay giơ lên. Trần Đức mượn chút thời gian quý giá mà tiểu y đã cho anh, trực tiếp đánh vào đầu Nam Cung Trần, sau đó cơ thể ổng ta lập tức hóa thành vũng máu. Không! Nam Cung Trần gào thét, thần thức thoát ra khỏi cơ thể, giọng nói đầy tuyệt vọng và thê lương. Nhưng! Trần Đức không cho ông ta thêm bất kỳ một cơ hội nào, ngưng kết ra một luồng thất luyện, như một dòng sông dài bao trùm lấy ông ta. Trên thực tế, Trần Đức cũng không cần phải làm vậy, Nam Cung Trần vốn là nỏ mạnh hết đà. Là mặt trời xuống núi, thần hồn không còn chút lực chiến nào, tấn công như thế chính xác là dùng đại bác bắn muỗi. Thất luyện còn chưa bay đến thì Nam Cung Trần đã tan thành mây khói. Thất luyện mạnh mẽ chém không gian thành hai nửa, Nam Cung Trần còn lý do nào để sống sót nữa không? Chết! Chết đến mức không thể chết thêm. Trên đời này, từ nay về sau không còn Nam Cung Trần. Nắm đấm của tự tại thần ma thân rơi xuống. Dừng lại trên thân yến nguyệt đao cổ xưa, trong một giây mà không biết bao nhiêu đấm. Đánh xuống. Đất trời không ngừng vang lên âm thanh như tiếng sấm. Răng rắc. Yến nguyệt đao xuất hiện vết nứt, lan rộng, sau đó hoàn toàn nổ tung dưới nắm đấm của anh, không còn tồn tại nữa. Cổ binh mà Bát Nguyên Tông dùng mấy vạn năm mới đắp nặn xong, Trần Đức có được cũng không thể dùng được nên anh trực tiếp phá hủy nó. Tất cả xảy ra cực kỳ nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt. Trong một giây, Trần Đức đã lao về phía tiểu y, ôm nó vào lòng, trong lúc vội. Vã nên anh đã quên không dựng lá chắn phòng ngự lên, toàn bộ sức mạnh của sát trận bát nguyên đều rơi trên người anh. Trần Đức có mình đồng da sắt thì cũng mất đi một lớp da dưới sát trận bát nguyên, cả người máu me đầm đìa, không có chỗ nào lành lặn. Tiểu y. Trong lòng anh, tiểu y đã bị máu tươi nhuộm đỏ, miệng phát ra tiếng y y ra ra đầy yếu ớt, đôi mắt to tròn nhìn Trần Đức, rất nhỏ nhắn. Rất đáng yêu. Lòng Trần Đức đau như cắt, cực kỳ đau đớn, lão yêu hoàng, giúp tôi giữ lại mạng của nó, sau trận chiến này tôi sẽ tự tay cứu nó. Yên tâm, tôi không giúp thì nó cũng chẳng chết được, dùng nguyên khí hỗn độn của cậu để tẩy luyện, nó sẽ bớt một phần đau đớn. Lão yêu hoàng nói. Được. Trần Đức vuốt ve đầu tiểu y, nhóc con, đừng nhảy ra nữa, anh sẽ báo thù cho nhóc ngay bây giờ đây. Anh đặt tiểu y về tiểu thế giới của mình. Trần Đức chậm rãi đứng dậy, cả người nở rộ ánh sáng hai màu trắng và đen, ngọn lửa hừng hực điên cuồng thiêu đốt. Toàn bộ hỗn độn tử kim lôi, toàn bộ mọi thứ đều quấn quanh người anh. Sau đó, anh xoay người.
cặp mắt lạnh lẽo như hàn băng vạn năm, lại giống như tu la đến từ địa ngục đảo về phía bốn hóa thạch sống cấp bậc khai thiên sau lưng. Các người, đáng chết. Bốn người như bị ma xui quỷ khiến, bóng tối của tử vong nhanh chóng bao trùm lấy bọn họ, sâu trong mắt chỉ còn nỗi sợ hãi, là sợ hãi đến tận sâu trong linh hồn. Đi, mau trở về Bát Nguyên Tông, nhanh lên. Trong đó, người dẫn đầu bỗng nhiên hét lớn, ông ta cảm thấy vô cùng bất an, Nam Cung Trần đã chết rồi, không ai có thể kiềm chế được thanh niên này nữa. Cùng lúc đó, bốn người không hề do dự, nhanh chóng xoay người chạy thật xa. Thậm chí, họ còn chẳng thèm ngó tới hơn 1000 cao thủ đang thi chiến sát trận Bát Nguyên kia. Không bỏ cũng chẳng được. 1000 người này chết rồi có thể tìm lại được, nhưng nếu bốn người họ chết, thì Bát Nguyên Tông sẽ gặp nguy hiểm. Ngăn tên đó lại, mớ cho bốn vị lão tổ một con đường máu. Hơn 1000 người của Bát Nguyên Tông, có người dẫn đầu hét lớn, đó chính là trưởng lão của Bát Nguyên Tông, tông chủ không còn, ông ta chính là người địa vị cao nhất. Vù vù. Ông ta vừa dứt lời, thì cuồng phong đã nổi lên, tất cả mọi người bắt đầu thiêu đốt máu huyết, thúc đẩy sát trận Bát Nguyên. Sát trận mênh mông như biển, huyền hóa thành một con mãnh thú, hung hãn, che trời lao về phía Trần Đức. Kẻ nào chặn đường, giết. Mái tóc màu bạc của Trần Đức dựng thẳng lên, sau tiếng hét lớn, tự tại thần ma thân bùng nổ, thiên. Long cửu bộ, bước ra ba bước, hỗn độn tử kim lôi mạnh mẽ như con rắn lớn, lao tới xung phong liều mạng. Phụt, từng đóa hoa máu nở rộ, ánh sáng chói mắt như ngọc, cao thủ Bát Nguyên Tông từng người ngã xuống. Rõ ràng đang ứng với câu nói kẻ chặn đường sẽ chết, tất cả những người đứng trước mặt Trần Đức đều chết sạch, không có ai là ngoại lệ. Không còn Nam Cung Trần nữa, những người đó chẳng thể chịu nổi dù chỉ là một đòn, Trần Đức như sói lao vào bầy cừu, gặp đâu chém đó, không ai có thể ngăn nổi. Không ai có thể địch lại. Một đấm rơi xuống, như một đòn từ thiên thần đè chết mấy chục đến hơn trăm người. Chưa tới một phút, hơn 1000 cao thủ, chỉ còn đâu đó 100 người. Những người đó vẫn còn e ngại, vô cùng sợ hãi, cả người vã mồ hôi lạnh, không còn chút ý chí chiến đấu. Nào, bỏ vũ khí xuống chạy trối chết. Trần Đức không hề buông tha cho bọn họ. Hôm nay, nếu không phải anh đủ mạnh, thì người chết chính là anh, chính là Tiếu Y, chính là toàn bộ hải tộc. Những người này, chết không đủ đền tội. Hỗn độn tử kim lôi đánh xuống, hơn trăm người nháy mắt hóa thành cho tàn. Trần Đức lại sải bước đuổi theo bốn hóa thạch sống của Bát Nguyên Tông. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Như đang thi triển thứ võ kỹ nào đó, chẳng mấy chốc, cả Trần Đức cũng không thể đuổi kịp. Nhưng, nó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi. Khi họ chỉ còn một đoạn rất ngắn nữa là tới Bát Nguyên Tông, thì Trần Đức đã chắn ngay trước mặt. Chạy há, Kim Tứ Hái giết chết hơn 10 vạn người hải tộc, món nợ này, phải trả bằng cái chết của các người. Rầm rầm, vừa nói xong, Trần Đức không nói những lời vô nghĩa, vung tay lên, đánh về phía trước. Trong chốc lát, cả bốn đều ngơ ngác. Tự tại thần ma thản quá cao lớn, quá mạnh mẽ, một đấm vung lên, đồng thời đánh xuống cả bốn người, bọn họ cơ bản không thể tránh nổi, muốn trốn cũng không được. Thanh niên trước mặt thật sự rất giống một tu la đến từ địa ngục, một thiên thần trên trời, khiến tinh thần con người ta không thể chịu nổi. Bốn người bắt tay nhau để đỡ đòn, dùng hết mọi thủ đoạn mình có, nhưng cũng không thể ngăn nổi Trần Đức. Bởi vì, anh hoàng toanh nong he phong ngự, mặc cho đòn tấn công của bốn người đánh chúng, đây là lần đầu tiên từ trước đến nay, anh dùng vết thương đổi lấy vết thương, dùng máu đổi máu. Nắm đấm đó khiến đại đạo cũng bị nghiền nát. Cúi đầu trước nó, bán kính trăm ngàn dặm như bị sạt lở, ầm ầm rơi xuống. Ngay sau đó, cả bốn người đều bị bao trùm. Chẳng mấy chốc, giữa không khí chỉ còn những vệt máu, không còn bóng dáng của bốn người đó nữa. Chết trong giây lát, thực lực của bốn người cũng ngang ngửa với ba lão tổ hải tộc, Bát Nguyên Tông có thể đứng sừng sững ở Tây Hải, trở thành một tông môn lớn mạnh cũng vì có Nam Cung Trần, cũng vì Bát Nguyên Tông có hậu thuẫn rất mạnh. Thế mà bây giờ, hậu thuẫn đã biến mất, Nam Cung Trần bỏ mạng. Bốn người, chỉ có một con đường chết. Bát Nguyên Tông, 4000 vạn đệ tử, bấy giờ tất cả đều trông thấy cảnh tượng đó. Một đám tướng mình đang gặp ảo giác, linh hồn cũng run lên lẩy bấy, như bị hút ra, sững sờ đứng đó, không biết phải làm gì.
Trần Đức sừng sững trên trời cao. Rất lâu sau đó, Trần Đức xoay người bỏ đi mất. Anh rất muốn giết chết cả Bát Nguyên Tông, cũng giống như Kim Tứ Hải giết người hải tộc vậy, chém giết cả 10 vạn người, mấy chục vạn người rồi mới đi. Nhưng, anh lại không làm như thế. Nhóc con, cậu cũng thông minh đấy, không bị thù hận làm mụ mị đầu óc. Khoảnh khắc anh xoay người lại, lão yêu hoàng cũng có lời khen ngợi. Nhóc, nếu cậu không thể nhìn được mà ra tay với Bát Nguyên Tông, thì hậu quả rất khó đoán trước được. Lão yêu hoàng chậm rãi nói. Đúng vậy. Trần Đức cười khổ. Tại sao lại không giết Bát Nguyên Tông? Đúng là Trần Đức rất muốn giết. Nhưng, giết sạch là chuyện rất khó. Bát Nguyên Tông đứng hạng 16 trong các thế lực, tông môn ở Tây Hải. Có được thứ hạng đó, tất nhiên cũng có nguyên nhân của nó. Ngoài Nam Cung Trần, ngoài thực lực mạnh mẽ hậu thuẫn, Bát Nguyên Tông còn có đại trận bảo vệ tộc. Đó chính là sát trận Bát Nguyên thật sự. Trần Đức muốn đánh giết Bát Nguyên Tông là chuyện rất khó. Còn nữa, nhớ đâu sau lưng Bát Nguyên Tông còn thế lực nào đó, còn cao thủ nào đó chống lưng, bản thân anh cũng sẽ nguy hiểm. Chẳng hạn như, trước đó, khi anh đánh với Kim Tứ Hải một trận thì Nam Cung Trần có nhắc tới học cung đạo vận gì đó. Mà cả Kim Tứ Hải là người đứng đầu một tông, cũng chỉ là đệ tử của học cung đạo vận mà thôi, thế thì học cung đạo vận đó phải mạnh đến mức nào? Huống chi, anh với Nam Cung Trần một trận như thế đã tạo thành ảnh hưởng khá lớn, xung quanh không biết bao nhiêu người nhìn chăm chăm, nhỡ đâu anh làm gì đó sai, e là những kẻ biết lực chiến mạnh mẽ của anh sẽ như hổ vồ mồi, lao tới ra tay với anh. Đây là đại thiên thế giới, một nơi vô cùng tàn nhẫn, chuyện như thế đã xảy ra quá nhiều rồi, Trần Đức cũng đã nhìn thấy rất nhiều thông qua thiên cơ thuật. Tất nhiên, Trần Đức cũng biết rất rõ, dù anh không ra tay thì từ nay về sau, Bát Nguyên Tông cũng sẽ xuống dốc không phanh, chẳng còn được xưa nữa. Bát Nguyên Tông xảy ra chuyện lớn như thế, thực lực lại suy giảm, những thế lực xếp hạng cao hơn hay thấp hơn Bát Nguyên Tông. Hoặc là những người có thù oán với Bát Nguyên Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Anh không ra tay, sẽ có người ra tay, cần gì phải đẩy mình vào nguy hiểm. Suy cho cùng thì vẫn chưa đủ mạnh. Trần Đức cười khổ. Nếu đủ mạnh, thì anh cần gì phải lo lắng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Cần gì phải mượn tay người khác. Trận chiến ngày hôm nay, Trần Đức đã nhìn thấy được thủ đoạn của đại thiên thế giới. Một Nam Cung Trần thôi đã có được tư chất và lực chiến mạnh mẽ như thế, Bát Nguyên Tông, hay có thể nói là toàn bộ Tây Hải này với đại thiên thế giới mà nói, thì chỉ là một góc im hơi lặng tiếng, một nơi nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Nơi này, thậm chí còn là nơi mà cao thủ thật sự không thèm đến. Nói thắng ra ấy à? Là cái nơi chim không thèm thả phân xuống. Thế nhưng người ở nơi này đã mạnh đến thế, thì bên ngoài kia còn mạnh đến mức nào nữa? Hùng hãn đến mức nào nữa. Cả nhà họ Trần cũng thế. Đó sẽ là sự tồn tại mạnh đến đâu. Bây giờ, thậm chí Trần Đức còn nghi ngờ Trần Nguyên Vũ không phải là cảnh giới lăng thiên đơn giản như vậy. Có thể ông ta còn đang che giấu cảnh giới. Phù, không cần biết thế nào, nhanh chóng chớ nên mạnh hơn mới là vương đạo. Trần Đức đã quyết tâm rồi, chuyện lần này qua đi, anh nhất định phải nghe lời Thiên Yêu Hoàng, đến đảo Định Thiên một chuyến. Thiên Yêu Hoàng bảo anh đến đảo Định Thiên chắc chắn là có nguyên nhân, nghe bảo trên đảo Định Thiên có thần kích Định Thiên, anh cũng thấy hứng thú với nó lắm. Vũ khí. Nhu cầu thiết yêu của anh bây giờ chính là một món vũ khí thuận tay. Nếu như hôm nay có một món vũ khí mạnh mẽ trong tay, anh đã chẳng phải chiến đấu khổ sở, vất vả như vậy. Chớ lại hải tộc. Người nhà họ Đoàn đang giải độc cho Cơ Thăng Nguyệt, bố Cơ Tuyết, bọn họ đã nhận được tin tức Bát Nguyên Tổng thua thảm hại. Đoàn Phong Trần, thậm chí cả bố Đoàn Phong Trần cũng chết thảm, nên lập tức chạy đến nhà họ Cơ. Hơn nữa, còn là lão tổ của nhà họ Đoàn đích thân tìm tới. Không chỉ giải độc cho Cơ Thăng Nguyệt, còn dâng lên thiên tài địa bảo quý giá, cắt đất đền bù cho những hành vi của vài thành phần trong gia tộc, muốn giữ được nhà họ Đoàn nguyên vẹn. Đó đều là chuyện của hải tộc nên tất cả đều do Cơ Tuyết quyết định, Trần Đức chưa từng nhúng tay vào. Trần Đức trở lại hải tộc. Bế quan. Không phải anh muốn đột phá, mà là để chữa thương cho Tiểu Y. Tiểu Y bị thương rất nặng, nếu không phải thể chất của nó đặc biệt, lại có thêm nguyên khí hỗn độn của anh tấm bố thì chắc đã chết lâu rồi. Trần Đức tự tay luyện đan, chữa thương, thậm chí còn dùng máu tươi của mình để nuôi dưỡng cho Tiểu Y.
mà khoảng thời gian gần đây, trận chiến ở Tây Hải cũng đã đến tai rất nhiều người. Khu vực Tây Hải này đều nghe ngóng được tin tức. Người đó còn trẻ quá, theo hơi thở mà đoán thì cùng lắm là 30 tuổi thôi. Đúng đó, cái hôm diễn ra trận chiến ấy tôi cũng may mắn nhìn thấy, dùng cảnh giới cổ bản đế chém giết Nam Cung Trần cảnh giới đạp thiên, đúng là yêu nghiệt mà. Sốt cuộc cậu ta là ai thế? Không biết, chỉ nhớ là cậu ta có tự xưng là Hoang Thiên Vương. Đúng, chính là Hoang Thiên Vương, tôi cũng có nghe thấy. Dù là các thế lực, các thành trì, hay là không gian đại thiên, tất cả đều có những câu chuyện về trận chiến đó, không biết bao nhiêu người đang bàn tán. Thậm chí, có người còn dùng nguyên khí ngưng tụ thành hình dạng mờ ảo của Trần Đức. Ba chữ Hoang Thiên Vương lại một lần nữa được mọi người biết đến và nhắc tới sau khi rời khỏi Vân Tiêu Giới. Trong khoảng thời gian đó, Trần Đức đang tập trung toàn tâm toàn ý chữa thương cho Tiểu Y, khoảng 7 ngày sau, nó mới hoàn toàn khỏi hẳn. Bi bô, bi bô. Tiểu Y đã trở về trạng thái ban đầu, vui vẻ nhảy nhót, vuốt thú của nó tạo thành ấn, ngay sau đó, nửa cái vỏ trứng không biết đã lạc đâu mất lại trở về bên nó. Tiểu Y vui vẻ như vừa tìm lại được món đồ chơi yêu thích, đầu nhỏ không ngừng cọ tới cọ lui có vẻ hào hứng, dường như đã quên mất chuyện bị thương trước đó. Nhóc con, sau này anh chưa đồng ý thì không được phép tùy tiện xuất hiện nữa biết chưa? Trần Đức khẽ vỗ đầu Tiểu Y, nó cũng hưởng thụ híp mắt lại. Y ra, y ra. Nó giơ móng vuốt lên, như đang phản bác lời Trần Đức nói. Được rồi, quay về tiểu thế giới đi. Trần Đức thầm quyết tâm sau này phải trông chừng nhóc con đó thật kỹ, không thể để nó tùy tiện ra vào nữa. Y y. Tiểu Y lập tức nhảy đi, đầu liên tục lắc lắc, dường như đang muốn nói là nó không vào, nhất quyết không vào. Dù Trần Đức dỗ ngon dỗ ngọt thế nào nó cũng không chịu nhúc nhích. Này, cậu đừng bắt nó vào tiểu thế giới, để nó đi cùng cậu tìm kiếm cơ duyên trải nghiệm thêm đi, nhóc con này không đơn giản đâu. Lúc này, Thiên Yêu Hoàng lên tiếng. Trần Đức sửng sốt. Anh đột nhiên nhớ tới lão Yêu Hoàng đến từ yêu tộc, còn là Kỳ Lân cực kỳ tôn quý trong yêu tộc. Kỳ Lân. Đó chính là một thần thú, tộc này được ông trời thiên vị hơn rất nhiều, vừa sinh ra đã nghịch thiên. Đến thời điểm này, dù tộc này rất ít khi xuất hiện nhưng vẫn có truyền thuyết nói về bọn họ. Mà Tiểu Y, ắt hẳn cũng thuộc về yêu tộc nhỉ. Lão Yêu Hoàng, ông có biết lai lịch của Tiểu Y không? Nó rốt cuộc là giống loài gì vậy? Kỳ Lân, rồng, hay là cái gì? Trần Đức hỏi theo bản năng. Trên người nhóc con này có rất nhiều thứ đặc biệt lại kỳ quái. Toàn thân nó là màu trắng, đầu lại tròn, giống con mèo nhỏ, nhưng tay chân nó lại rất giống Kỳ Lân. Chỉ là từ lần trước, sau khi ăn quả âm chi thì nhúm lông tím trên đầu nó bỗng mọc lên cái sừng nhỏ, trông giống sừng hươu, lại giống sừng rồng trong truyền thuyết. Không chỉ thế. Thỉnh thoảng, Trần Đức lại cảm nhận được hơi thở của huyết mạch bất tử điếu trên người nó, hơi thở đó cực kỳ mỏng manh. Nhưng anh thật sự đã cảm nhận được, không sai một tí nào. Trong thiên hạ này, có chuyện gì mà bổn yêu hoàng không biết, chuyện gì mà tõi không hiếu. Chỉ là một con thú nhỏ, tất nhiên là tôi biết lai lịch của nó, khỏi phải nói, xác chắn nó được mang về từ đảo Khốn Long đúng chứ. Giọng lão yêu hoàng có vẻ vô cùng tự hào. Lại nói như bản thân mình bị khinh thường. Ngay lúc đầu lão yêu hoàng đã biết Tiểu Y từ đâu đến, điều đó khiến Trần Đức lại càng chắc Trần ông ta biết giống loài của Tiểu Y. Đúng, nó được tôi mang về từ đảo Khốn Long, lão yêu hoàng, chắc là ông biết nó thuộc tộc nào đúng chứ? Tất nhiên là biết, nhưng mà không thể nói ra được. Giọng lão yêu hoàng cứ bí ổi thế nào ấy, chẳng khác gì một lão già khó chơi, nói tóm lại, cậu cứ nhớ kỹ. Nó rất đặc biệt, một khi nói ra thân phận của nó tôi sẽ bị trời trách phạt, không chỉ mình tôi mà cả cậu, cùng với những người còn sống trong tộc tỏi cũng sẽ bị trời phạt, mà Tiểu Y cũng sẽ rơi vào khốn khổ. Nửa câu sau, lão yêu hoàng nói cực kỳ nghiêm túc. Sau đó bèn ngậm miệng lại không nói nữa. Dù Trần Đức có hỏi thêm gì, ông ta cũng nhất quyết không nói nửa chữ liên quan đến Tiểu Y, khá là kiêng dè với thân phận của nó. Đành vậy, Trần Đức cũng không hỏi nữa. Ôm lấy Tiểu Y, nếu nhóc không muốn vào tiểu thế giới thì cứ ở bên cạnh anh vậy, nhưng mà đừng đi đâu kẻo lạc mất, hiểu chưa? Y y. Tiểu Y thốt ra mấy tiếng kỳ quái, cơ thể nho nhỏ nhảy nhót bên cạnh anh, trông có vẻ hào hứng lắm. Được rồi, đến lúc xuất quan rồi. Trần Đức mỉm cười,
đã 7 ngày trôi qua kể từ trận chiến của anh với Nam Cung Trần. 7 ngày qua, thực lực của anh lại có xu hướng tăng lên. Nhưng, cảnh giới y ai không tăng lên chút. Nào, nghĩ đến hiệu quả kinh người của địa vu lôi lần trước, anh cũng khá mong chờ được nuốt thêm một nguyên tố lôi giống như địa vu lôi vậy. Thưa anh, ra khỏi cửa cung điện đang bế quan, trông thấy một người vội vàng hành lễ. Đó là Cơ Sung, là thanh niên mạnh nhất của hải tộc, khi Trần Đức vừa tới, hắn cũng chính là kẻ đầu tiên khiêu khích, mỉa mai anh. Cách một tháng, thân phận của hai người đã hoàn toàn đảo lộn. Nhìn thấy Trần Đức, hắn nào dám bất kính nửa lời, khiêu ngạo nửa phần. Phải cụp đuôi lại mà làm người rồi. Có việc gì? Nhìn thấy Hân như thế, Trần Đức lại thấy bùi mùi xúc động, những chuyện xảy ra trong đời anh quả là kỳ diệu. Anh Trần, Cơ Sung đến đẩy là để xin lỗi cho sự ngu xuẩn và xúc phạm đến anh vào một tháng trước. Cơ Sung cúi đầu, khom hẳn 90 độ, thật lòng xin lỗi. Chuyện đó đã qua rồi, sau này anh cứ cố gắng dốc sức vì nhà họ Cơ y à được. Trần Đức cũng không muốn chút giận lên đầu Cơ Sung làm gì, bài học cần cho anh đã cho rồi, vết thương trên. Người hắn e là đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Cảm ơn anh. Cơ Sung sắp khóc đến nơi rồi. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn thấp thỏm lo lắng, đêm không thể ngủ, sợ Trần Đức trách tội mình, ghi hận mình. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy tự trách. Đúng vậy, hắn rất ngông cuồng, nhưng lại là người tuyệt đối trung thành với nhà họ Cơ, nhất quyết phải sống chết với nhà họ Cơ. Nếu không, với tiềm năng của hắn thì rời khỏi hải tộc, không biết ngoài kia có bao nhiêu người muốn tranh giành và thu nhận. Mà Trần Đức lại chính là ân nhân của cả hải tộc. Được rồi. Còn trẻ mà, cũng nên có chút ngông cuồng. Trần Đức vỗ vai hẳn, còn nữa, đừng có suốt ngày rú rú trong hái tộc thế, phải thường xoẽn ra ngoài sông pha, biết chưa? Cảm ơn anh Chí Bảo. Cơ Sung lại chuyến chủ đề, anh này, tôi còn một chuyện nữa, tộc trưởng và đại trưởng lão nói anh xuất quan thì hãy đến cung Bích Xu một chuyến, nói là có người tìm anh. Cung Bích Xu là cung điện mà cả nhà Cơ Tuyết đang sinh sống. Dù bọn họ không gọi Trần Đức tới thì anh cũng chuẩn bị sang đó một chuyến, anh sắp rời khỏi hái tộc, trước khi đi phải chào tạm biệt họ một câu. Cung Bích Xu cũng không xa cung Hải Vương là mấy, nó được xây dựng dựa trên khung xương của một loài động vật biển khổng lồ trông giống cá mập. Cung điện rất lớn, cũng không đến mức lộng lẫy rực rỡ, nhưng đáo mắt nhìn lại, cũng có thể thấy được rất nhiều vật trang trí, trang sức có giá trị phi phàm. Bát Hoang, cuối cùng cậu cũng xuất quan rồi. Cơ Thăng Nguyệt nhận được tin Trần Đức xuất quan bèn đích thân ra cửa đón. Bên cạnh ông ta là mẹ của Cơ Tuyết, ông nội và bà nội đều có mặt. Kính chào các vị tiền bối. Trần Đức nở nụ cười ấm áp, chào hỏi mọi người. Được rồi, đừng khách sáo như thế, mau theo chú vào đây, chú đã chuẩn bị sẵn tiệc gia đình, chỉ chờ cháu tới thôi đấy. Cơ Thăng Nguyệt kéo tay Trần Đức, nhiệt tình dẫn anh vào cung Bích Xu. Trong sảnh lớn của cung điện là một chiếc bàn. Trần bàn là đủ các món ăn mà Trần Đức chưa từng thấy bao giờ, những món đó đa số đều làm từ sinh vật biến. Bát Hoang, lần này hải tộc có thể vượt qua kiếp nạn, trước mắt lại có thêm một sổ đất đai của nhà họ Đoàn, cũng như chú có thể khỏe lại đều nhờ vào cháu cả. Chú lớn tuổi rồi, còn là bố của Cơ Tuyết, nên xin phép được tự xưng một tiếng chú, nào, để chú mời cháu một ly. Cơ Thăng Nguyệt giơ ly rượu lên. Thật ra, Trần Đức nhìn Cơ Thăng Nguyệt, hơi áy náy. Thật ra độc của Cơ Thăng Nguyệt hoàn toàn không cần đến người nhà họ Đoàn hợp sức. Anh có thể thoải mái giải quyết. Anh giao Đoàn Phong Trần cho hải tộc là để nhà họ Đoàn phải sợ hãi, hoàn toàn cắt đứt những âm mưu của nhà họ Đoàn, để nhà họ Đoàn không dám chống lại hải tộc. Quá trình đó có hơi quanh co. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tốt. Trần Đức định nói lời xin lỗi, để Cơ Thăng Nguyệt phải chịu thêm chút khổ sở, nhưng... Anh còn chưa dứt lời thì ông ta đã ngặt ngang. Bát Hoang, nghe Tuyết nói cháu thích uống rượu, đây chính là rượu ngon chú cất giữ đã nhiều năm, theo như người địa cầu quê hương cháu thì có lẽ được gọi là cái gì đấy nhỉ? Đúng rồi, nữ nhi hồng. Ặc, Trần Đức cầm ly rượu, cảm giác hơi nóng bỏng tay. Là một người đam mê uống rượu, làm gì có chuyện Trần Đức không biết nữ nhi hồng có ý nghĩa gì? Khoảnh khắc con gái được sinh ra thì chôn cất vỏ rượu xuống. Chờ đến khi con gái gá chồng thì mang ra đãi khách, từ đó được gọi là nữ nhi hồng. Nếu đứa bé không may bỏ mạng, thì rượu đó được gọi là hoa điêu. Nữ nhi hồng,
nữ nhi hồng, khi người con gái đó gả chồng mới được gọi là nữ nhi hồng. Hôm nay Cơ Thăng Nguyệt lại lấy nó ra, còn gọi nó là nữ nhi hồng, Trần Đức có ngốc cũng biết được óng ra muốn nói. Gì? Mặt Cơ Tuyết đã đỏ còn hơn quả táo, cúi thấp đầu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trần Đức, xem coi anh có uống ly rượu đó không, vừa mong chờ, lại ngượng ngùng, như một cô gái nhỏ. Mẹ Cơ Tuyết cùng với ông bà nội cũng mang vẻ mặt mong chờ. Với Trần Đức, trước kia, đúng là bọn họ có hơi chướng mắt, không chỉ họ mà cả hải tộc chẳng một người nào có ấn tượng tốt với anh. Nhưng nay, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Có được đứa con rể như Trần Bát Hoang, là may mắn của cả hải tộc. Thế thì, cháu cảm ơn chú. Đào Mét nhìn Cơ Tuyết, trông thấy gương mặt ửng đỏ của cô ta, Trần Đức lại quyết định một ngụm uống sạch rượu trong ly. Tốt! Cơ Thăng Nguyệt vô cùng vui vẻ, lại liên tục uống rất nhiều rượu với Trần Đức. Tửu lượng của ông ta, nếu không cố tình giữ tính táo, thải trừ rượu đi thì làm sao có thể địch lại Trần Đức. Vài vò rượu cạn đáy, ông ta đã sống chết đòi xưng huynh gọi đệ với Trần Đức, kết bái anh em. May là mẹ Cơ Tuyết dùng nguyên khí hấp thu cồn trong người ông ta, đế Cơ Thăng Nguyệt tỉnh táo y ại đúng lúc nên mới ngăn được tấn bi kịch đó. Một bữa tiệc gia đình hết sức hòa thuận vui vẻ. Mọi người đều biết, sau bữa tiệc này, Cơ Tuyết đã chính thức trở thành người phụ nữ của Trần Bát Hoang, thuộc về Trần Bát Hoang. Thế nhưng, cả quá trình đó, không có ai nhắc tới hôn lễ. Bọn họ biết rất rõ, bây giờ Trần Bát Hoang chỉ mới hai mấy, 30 tuổi, tương lai cực kỳ rộng mở. Hôn lễ, cũng không vội. Thứ bọn họ muốn chính là Trần Đức chấp nhận Cơ Tuyết, xác nhận quan hệ của hai người. Huống chi, với tính cách của Trần Đức, muốn tổ chức hôn lễ cũng sẽ không làm ở đại thiên thế giới. Mà phải chớ về quẻ hương của anh, địa câu. Chú và các vị chướng bối này, Cơ Sung nói có người tìm cháu mà phải không? Rượu được 3 tuần, đồ ăn cũng lưng bụng, Trần Đức lại ỉ hỏi, không biết đó là ai, đến từ đâu thể ạ? Xem cái trí nhớ của chú này. Cơ Thăng Nguyệt vỗ đầu, đúng. Đúng đúng, 3 ngày trước có người tới tìm cháu, hình như là người Cố Đáo Định Thiên. Biết cháu đang bế quan nên bây giờ vẫn còn đang ở hái tộc, chờ cháu xuất quan đấy. Đáo Định Thiên. Trần Đức có chút kinh ngạc. Đúng lúc anh định đến Đáo Định Thiên một chuyến, thì đã có người Cố Đảo đến tìm anh, đúng là hay không bằng hên. Tại sao người Đáo Định Thiên lại biết cháu ở hải tộc? Trần Đức có hơi khó hiểu. Bát Hoang, có chuyện này anh không biết. Lúc này, Cơ Tuyết ngẩng đầu, giọng mềm mại ngọt ngào nói. Sau trận chiến của anh với Nam Cung Trần, danh hiệu Hoang Thiên Vương đã bắt đầu tạo nên chút danh tiếng ổ Tây Hải, Đảo Định Thiên cử người đến nói muốn mời anh đến đảo một chuyến, cụ thể vì lý do gì thì họ y ại chưa nói. Đảo Định Thiên cũng khá y à nổi tiếng ở Tây Vực, nên nhà chú không từ chối, chờ cháu xuất quan lại quyết định. Cơ Thăng Nguyệt bổ sung thêm, chú nghĩ cháu vẫn nên gặp người đó một lần, có thể làm quen với Đảo Định Thiên cũng là chuyện tốt. Tẩy Vực. Tên sao ý vậy? Đó chính là phía tây của đại thiên thế giới, còn được gọi là Tây Thần Châu, Tây Hái của hái tộc nằm ở phía tây của phía tây, chính là một góc nhỏ xíu của đại thiên thế giới. Tây Hái, chỉ chiếm nhiều nhất là 1% của Tây Thần Châu. Đừng thấy Trần Đức và đám võ giả có thể bay, có thể đạp không di chuyển, tốc độ rất nhanh mà lầm, nếu chỉ bay thôi thì chắc 1000 năm cũng chưa thể bay ra khỏi Tây Thần Châu. Thế nhưng... 1000 năm đó cũng chỉ tính cho những võ giả như Trần Đức mà thôi. Nếu như thấp hơn anh, có lẽ 1 vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí là cả đời cũng không thể rời khỏi Tây Thần Châu. Mà kẻ mạnh hơn anh, những cao thủ hàng đầu, một ý nghĩ là có thể xuyên qua cả đồng bằng sông núi, đừng nói tới Tây Thần Châu, chỉ trong mấy giây thôi họ có thể đi hết Tây Thần Châu, Đông Bộ Châu, Nam Hạ Châu, Bắc Nguyên Châu, Trung Nguyên Châu, cả Đông Nam Tây Bắc một lượt. Đó là chuyện hết sức dễ dàng. Tất nhiên, cao thủ như thế, đảo mắt khắp đại thiên thế giới cũng ít đến mức đáng thương, võ giả bình thường thì đừng nói tới chuyện gặp, nghe tới thôi cũng đã khó khăn rồi. Có thể nói, thế giới của bọn họ hoàn toàn khác biệt với những võ giả bình thường. Được, Trần Đức quyết định gặp người của Đảo Định Thiên một lần. Cung Hải Vương, trong đại điện, trắng mấy chốc, võ giả của Đảo Định Thiên đã được mời tới. Đó là một thanh niên còn rất trẻ, thực lực không mạnh, thậm chí có thể nói là hơi yếu, cũng chỉ đâu đó hợp đạo đính phong hoặc là cảnh giới quy nguyên mà thôi. Là anh, Thương Lan. Thế nhưng,
Trần Đức vừa nhìn thấy đã lập tức nhận ra hẳn ta. Đó chính là người đàn ông đi cùng với Vạn Tịch Giao trước đó, tên Thương Lan. Khi đó, ba người Vân Tịch Giao, Lãm Không, Thương Lan chính là những người đại thiên thế giới đầu tiên mà Trần Đức được gặp. Thế nhưng, sau khi anh giết chết Lâm Không, Vân Tịch Giao và Thương Lan cũng không truy cứu. Chuyện đó đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Trần Đức. Vì thế, đến nay anh vẫn không quên được dáng vẻ của bọn họ. Thương Lan cung kính đứng dưới đại điện, không còn dáng vẻ cao ngạo từ trong trứng nước, khinh bỉ người của Vân Tiêu Giới vào ngày đầu tiên gặp nhau nữa. Hân ta hành lễ với Trần Đức, nói. Trí nhớ của anh tốt thật. Anh tới đây để làm gì? Trần Đức hỏi, giọng nói cực kỳ bình thản, anh và Thương Lan không có tiếp xúc với nhau quá nhiều, chỉ mới gặp nhau một lần, cũng không cần phải khó chịu quá. Trận chiến ở Tây Hải đã đẩy danh tiếng của anh lên rất cao, biết được anh đã đến đại thiên thế giới, chủ nhàn nhà tôi, Cũng chính là Vân Tịch Giao muốn mời anh đến đảo Định Thiên ôn chuyện, và tham gia sự kiện bồng lai 10 năm một lần của đảo Định Thiên, đây là thiệp mời. Thương Lan dùng hai tay dâng lẽn tấm thiệp mời, tấm thiệp như hạc dương cánh, bay lên không trung, một thần niệm từ trong tấm thiệp bay ra, tạo thành một cô gái. Vân Tịch Giao. Cô ta rất đẹp. Khuynh quốc khuynh, thành, ăn mặc mỏng manh, như tẽn nữ dáng trần, đùi da ỉ thắng tép bị lớp ren mỏng bao trùm, dưới chân là đôi giày thủy tinh sáng lên, xinh đẹp không sao tả được. Anh Trần, lâu rồi không gặp, nghe nói anh đã đến đại thiên thế giới, tôi xin phép sược mời anh cùng Thương Lan đến đảo Định Thiên một chuyến. Giọng Vân Tịch Giao trong trẻo, khiến lòng con người ta trở nên êm dịu, đó chí là thần niệm, lại nghe vô cùng sống động, như người thật đang nói vậy. Trên thực tế, tấm thiệp này cũng là một phương tiện để trò chuyện, nó thông qua đại đạo thiên địa, pháp tắc trật tự, mang những cánh tượng bên Trần Đức về đảo Định Thiên. Đồng thời, những gì Trần Đức nhìn thấy, cũng chính là dáng vẻ thật sự của Vân Tịch Giao vào lúc này. Cảm ơn, Trần Đức nói, và tôi cũng sẽ theo Thương Lan đến đó. Được, thế thì Tịch Giao chờ đợi anh đến. Vân Tịch Giao cười tao nhã như gió xuân ập đến, chim sa cá lặn. Khiến con người ta như si như say. Thiệp mời khép lại, Vạn Tịch Giao biến mất, rơi xuống trước mặt Trần Đức. Sau đó, Trần Đức không nấn ná y ải hải tộc quá lẩu, anh tìm đến chỗ Cơ Thăng Nguyệt để chào tạm biệt Cơ Tuyết cùng người lớn trong nhà. Tuyết à, trong khoảng thời gian tới em cứ ở lại hải tộc sắp xếp cho mọi người, chờ Cơ Vô Thượng về tới lại xin ông ấy chỉ dạy cho, rồi học tập cho tốt. Trần Đức nói, chờ anh có thời gian rảnh sẽ đến thăm em. Dạ. Cơ Tuyết cố lấy can đảm kiễng mũi chân lên, hôn Trần Đức một cái thật mạnh, rồi mặt đỏ tai hồng cúi đầu xuống, em chờ anh. Khụ. Cơ Thăng Nguyệt cười nói, bát hoang, cánh cổng của hải tộc sẽ luôn. Rộng mờ chờ đón cháu. Được, tạm biệt mọi người. Vừa nói xong, Trần Đức và Thương Lan đã đi vào trận truyền tống, hào quang lóe lên rồi biến mất. Không gian bắt đầu khởi động, lao vút đi thật nhanh. Trần Đức chỉ cảm thấy cả người mình bị hút đi, bằng xuyên qua cả màn đêm. Khoảng một tiếng sau, cảm giác lao đi đó mới dừng lại, ánh sáng chợt lóe, hai người xuất hiện ở điểm truyền tống tập trung. Nơi này là một tòa thành. Bên trong thành, có rất nhiều kiến trúc kỳ lạ và quái dị, có tòa nhà giống con khủng long khổng lồ, cũng có những cửa hàng quần áo xa hoa giống địa cầu thời hiện đại, có cả cửa hàng vũ khí, đan dược với đủ hình thù khác nhau. Có lúc nó được xây dựng trên khung xương của dị thú, khi lại tạo thành từ thân cải giống, trên đường là những thứ rực rỡ đầy sắc màu đầy lạ lùng và quái dị. Trần Đức như nông giản mới lên thành phố, cứ nhìn trái ngó phải, lòng thầm than thở, đúng là đại thiên thế giới, một kiến trúc ở đây thôi đã cao hơn ngàn mét rồi. So với địa cầu thì mấy tòa cao tầng đó phải gọi bằng cụ, cụ của cụ. Hai loại, hoàn toàn không thể đặt ngang hàng trên bàn cân. Quan trọng nhất là trên đường, người người qua lại tấp nập, dù là người bán hay người qua đường, tất cả đều rất mạnh. Yếu nhất, chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi đi bên đường cũng đã sắp chạm tới cảnh giới thánh nhân, còn người trưởng thành đều trên thánh nhãn hết. Thánh vương, thánh tố, đại năng, có thể bắt gặp được rất nhiều. Đây là đại thiên thế giới sao? Trong lòng Trần Đức đầy bùi ngùi, đại thiên thế giới quả nhiên không phải là nơi Vân Tiêu giới có thể so sánh được. Hai thế giới chẳng thể nào đặt lên cán cằn. Y ra, y ra. Tiểu Y đứng trên vai Trần Đức có vẻ cực kỳ hào hứng,
đôi mắt to tròn cứ đảo quanh, đầy tinh nghịch khiến con người ta yêu thích. Anh Trần, anh vừa đến đại thiên thế giới nên có điều chưa biết. Thương Lan thấy Trần Đức như thế bèn giải thích. Người ở đại thiên thế giới đều là võ giả từ những thế giới bậc thấp đột phá lên, cũng giống như anh, từ vân tiêu giới phi thăng lên tận đây, trải qua trăm vạn năm, ngàn vạn năm như thế, nên điếm khới đầu của những người ở đây đều rất cao, vừa sinh ra đã có được sức mạnh vượt trội. Tất nhiên, cũng vì sinh ra đã rất mạnh, nên rất nhiều người không có duyên với tu võ, tu đạo, cả đời chỉ dừng lại ở đó, bọn họ, trong mắt chúng tôi cũng không khác gì người bình thường. Đó chính là lý do tại sao khi Lâm không nhìn thấy anh, đã nghĩ rằng anh rất yếu. Thương Lan nói hết sức khách sáo. Trên thực tế, khi đó dù là Thương Lan hay Lâm không thì ánh mắt họ nhìn Trần Bát Hoang, và thậm chí là những người ở vạn tiêu giới, không khác gì nhìn một con kiến, bọn họ muốn dầm y à dầm, muốn giết là giết. Vì thế, bọn họ mới tự cho là mình hơn người, mới trở nên kiêu căng như thế. Nào ngờ mình lại đụng chúng kẻ biến thái như Trần Bát Hoang. Khiến Lâm không đụng phải tảng đá cứng, trực tiếp bỏ mạng ở vân tiêu giới. Cũng may trên đời không có quá nhiều tên biến thái, cả vân tiêu giới chỉ có đúng một Trần Bát Hoang. Thật ra cũng có những người bình thường hơn nữa, bọn họ đều tập trung ở những nơi nguyên khí khô cạn, không có tư cách đến nơi này. Nghĩ nghĩ, Thương Lan lại bổ sung thêm. Nơi này chính là đảo Định Thiên đó. Hả? Trần Đức Y ại hỏi, còn nữa, Vân Tịch Giao là chủ nhân của anh há? Tôi nhớ lúc trước anh còn gọi thắng tên cơ mà. Nơi này không phải đảo Định Thiên, còn một đoạn ngắn nữa mới tới đảo Định Thiên, nhưng cũng không cần phải dùng trận truyền tống nữa. Thật ra tòa thành này đang nằm lơ lửng giữa trời, tên là Bồng Lai, là một tòa thành nằm trong phạm vi quản lý của đảo Định Thiên. Tôi gọi thắng tên chủ nhân là vì bình thường có ấy cũng khá khiêm tốn và kín tiếng. Khi đó phái đến vân tiêu giới nên cô ấy bắt tôi với Lâm không phải gọi thắng tên, chúng tôi cũng không thế làm khác. Thế hả? Bây giờ nhớ lại thì đúng là Vân Tịch Giao rất khiêm tốn, khi đó cô ta đã cố. Tình đè nén hơi thở, khác với Lãm Không và Thương Lan, ai cũng hận không thể dùng khí thế của mình để nghiền nát vân tiêu giới. Với cả sự kiện Bồng Lai mà anh nói trước đó là gì thế? Nơi này tên Bồng Lai, tức là sự kiện đó được tổ chức ở đây hả? Trần Đức hỏi. Đúng, nhưng cũng không hắn. Thương Lan cung kính đáp lời, cách 10 năm, đảo Định Thiên lại tổ chức sự kiện Bồng Lai một tân. Sự kiện này sẽ mời cao thủ khắp nơi tề tựu về đây luận võ, nơi luận võ chính là thuyền Bồng Lai nằm ở ngay thành Bồng Lai này. Luận võ? Nói đơn giản thì chính xác là luận võ, chia người tham gia thành từng nhóm để luận võ, người thẳng sẽ được tiến vào đảo Định Thiên. Nhưng mà, anh Trần là người chủ nhà đích thân mời. Nên bước đó có thể bỏ qua, không cần tham gia luận võ, 3 ngày sau đáo Định Thiên sẽ mở ra, anh có thể trực tiếp vào trong nhờ thiệp mời, sự kiện chính sẽ được tổ chức ở trên đáo Định Thiên. Đến lúc đó, sẽ có cao thủ của các thế lực lớn ở Tây Thần Châu xuất hiện, chẳng hạn như Tông Chú, Gia Chủ, hoặc là các cao thủ đứng đâu, tất cả đều sẽ đến đáo Định Thiên để tham gia hoạt động. Thương Lan càng giải thích thì thắc mắc trong lòng Trần Đức càng nhiều, cao thủ các thế lực lớn há, tại sao họ? Phải tới, xác phải có nguyên nhân gì đó nhỉ? Nên biết rằng, tông chủ, gia chủ, các thế lực hàng đầu, đó đều là những người có thể ra lệnh cho rất nhiều người. Ở đại thiên thế giới này, bất kỳ một thế lực nhỏ, một gia tộc nhỏ nào cũng có đến cả ngàn vạn người. Bình thường bọn họ sẽ bận rộn rất nhiều việc. Trong lúc bận rộn như thế, nhưng người đó lại đến đảo Định Thiên, nói là tham gia một sự kiện bình thường, ăn bữa tiệc rồi về, thì có ma mới tin. Thậm chí, Thiên Yêu Hoàng bảo anh đến đáo Định Thiên, có lẽ cũng liên quan gì đó đến sự kiện lần này. Đúng vậy. Thương Lan gật đầu, không hề kiêng dè giấu giếm gì, chuyện đảo Định Thiên thì đa số mọi người đều biết, nó không phải là bí mật gì. Anh Trần có điều này không biết, đảo Định Thiên chúng tôi ở Tây Thần Châu này còn chưa được tính là một thế lực hạng ba, đệ tử và dân cư trên đó không quá 100 triệu, đó là con số rất ít. Từ khi đảo Định Thiên được thành lập tới nay, không ai dám đụng vào, thậm chí còn có một số thế lực hạng nhất tranh chấp nhau lại đến tìm thánh chủ của chúng tôi hòa giải. Khụ! Trần Đức ho khan, cái gì mà dân cư không quá 100 triệu, mẹ nó con số đó ít lắm há? Quá nhiên! Tư duy của anh vẫn chưa thế theo kịp đại thiên thế giới, anh không thể dùng những kiến thức trước kia để gán ghép cho đại thiên thế giới được. Một đường đi tới,
Trần Đức không chỉ nhìn thấy những thứ mà chỉ có ở thế giới tu võ, mà còn thấy cả máy móc, thậm chí còn gặp được người máy. Đại thiên thế giới, vạn tộc hội tụ. Dù nhìn thấy điều gì, thì nó cũng hết sức bình thường. Trần Đức Chí có thể nghĩ vậy để thuyết phục bản thân mình. Tất cả mọi thứ đều vì một nguyên nhân quan trọng, đó là thánh chú chúng tôi chính là người của học cung đạo vận, đảo Định Thiên có quyền tiến cử người đến học cung đạo vận. Cách mỗi năm, nếu như thánh chủ chọn được người nào thì sẽ trực tiếp tiến cử đến học cung đạo vận. Học cung đạo vận. Lại là học cung đạo vận, đây là lần thứ hai Trần Đức nghe thấy cái tên học cung đó. Học cung đạo vận là nơi hội tụ cao thủ, lượng tài nguyên tu luyện không thể tưởng tượng nổi, người của học cung ra ngoài có thể trực tiếp bước vào thế gia, thế lực viễn cổ, rất nhiều người nghĩ nát óc để được bước chân vào. Thương Lan biết Trần Đức trắng thế biết gì về học cung đạo vận, vì thế hắn ta bèn giải thích thật nghiêm túc. Nói cho dễ hiểu, thì học cung đạo vận này chính là trường chuyên lớp chọn, bên trong học cung đều là những kẻ trâu bò, vào đó chẳng những có thể mở rộng mối quan hệ, còn có thể học thêm kiến thức. Thêm vào đó là tài nguyên tu luyện phong phú đến mức con người ta lóa mét. Người bên trong đó, bất kỳ một ai bước ra cũng có thế danh chấn tứ phương. Võ giá trên đời, có 80% người mướn chớ thành đệ tử của học cung đạo vận. Tóm lại, có sức hấp dẫn cực lớn với võ giả. Ngoài ra, thần kích định thiên trên đáo cũng sẽ xuất hiện, nếu được thần kích định thiên chấp nhận và mang nó đi, là nữ sẽ trở thành đệ tử của thánh chủ, là nam thì, thánh nữ của chúng tôi, cũng chính là chú nhân Vân Tịch Giao sẽ được gả cho người đó. Trần Đức thoáng ngơ ngác, không ngờ Vân Tịch Giao lại muốn đưa ra giao ước như thế, anh cũng muốn ngất tới nơi. Chí là, học cung đạo vận cũng vậy, Vân Tịch Giao cũng thế, tuy là Trần Đức cảm thấy hứng thú, nhưng hứng thú đó cũng không nhiều. Chỉ có hai lợi ích đó thôi hả? Hết rồi. Há? Thương Lan ngẩn người, anh Trần, hai lợi ích đó đã ghê gớm lắm rồi. Nhan sắc của chủ nhân tôi xếp hạng 3 ở Tải Thần Châu, thực lực mạnh mẽ, có thể cưới được cô ấy à, phước đức 10 đời đấy. Huống cho còn có quyền đề cử người đến học cung đạo vận, đó cũng là thứ mà bao nhiêu người ngoài kia nghĩ nát óc để có được. Thế nhưng, Thương Lan lập tức chuyến lời, nói, đúng là có lợi ích thứ ba, nhưng lợi ích này, anh Trần à, tôi nghĩ thôi anh đừng nhòm ngó tới thì tốt hơn, ha ha. Tại sao tôi lại không được nhòm ngó tới? Trần Đức nhướng mày, dáng vẻ không mấy hứng thú cho lắm. Hai lợi ích trước đó cũng đâu có dễ lấy tí nào, suất đề cử vào học cung đạo vận chí có một, bao nhiêu người tranh một suất. Thần kích định thiên chẽn đảo định thiên đó không phải ngày một ngày hai, hay một năm, hai năm, mà là vài vạn năm. Thời gian dài như vậy vãn không có ai lấy được, thưởng như thế có khác gì không thưởng đâu. Trần Đức liên tục hỏi. Trước đó anh đã hỏi Linh Lung. Nói là trên đảo Định Thiên có kích Định Thiên, tồn tại ít nhất 3 vạn năm và có thế hơn. Mấy vạn năm nay không có ai lấy được, nào có dễ dàng như thế. Ặc, Thương Lan lập tức nghẹn họng, cảm thấy Trần Bát Hoang hơi quá đáng. Nên biết rằng, sự kiện bồng lai hàng năm, tất cả những người có thế đến và lấy được tư cách tiến vào đảo Định Thiên thì chẳng những có thế gặp gỡ những cao thủ ở các cặp bậc khác nhau, mà còn có thế trao đổi cho nhau những tâm đắc trong tu luyện. Chỉ từng đó thôi đã đủ để thèm nhỏ dãi rồi. Huống chi, nếu như đó là kẻ nghịch thiên thật, thì sẽ được đề cử vào học cung đạo vận, còn có cơ hội lẩy được thần kích định thiên, cưới được thánh nữ đảo định thiên, Vân Tịch Giao. Một số võ giả có tư chất khá bình thường, các thế lực nhỏ nghĩ nát óc, trả một cái giá rất đắt chỉ để được phép tham gia. Trần Bát Hoang thì sao? Thánh nữ đích thản mời tới, luân võ này kia đều được giản lược, lại còn tỏ vẻ ghét bỏ như thế. Thế nhưng, Thương Lan cũng không tiện nói, xưa không bâng nay, bây giờ Trần Bát Hoang đã không còn là con kiến cấp bậc thánh tổ ngày xưa nữa. Cái gì mà thánh nhân, thánh tổ, thánh vương ở vãn tiêu giới, trong mắt người của đại thiên thế giới thì hoàn toàn không xứng với chữ thánh đó tí nào. Hẳn ta chỉ có thế kiên nhẫn nói. Anh Trần, nếu anh cảm thấy hai lợi ích trước đó là không tưởng, thì khụ. Thứ cho tôi nói thắng, lợi ích thứ ba nghe còn giống mỏ trăng đáy nước hơn. Thế hả? Thương Lan vừa nói xong thì Trần Đức lại càng tò mò, mau nói đi, nó là cái gì? Truyền thừa. Sắc mặt Thương Lan bỗng nhiên biến thành vẻ kính sợ, nghiêm túc, không biết anh có nhớ thú cưỡi của chủ nhân tôi khi đó con gì không? Nhớ rõ. Trần Đức gật đầu. Chuyện ngày hôm đó đã tạo thành ấn tượng khắc sâu trong đầu anh, nên anh nhớ rất rõ.
Khi đó ba người Vân Tịch Giao đến Van Tiêu Giới, trong đó thì Lâm Không cưỡi trên một con cốt long, thú cưỡi của Thương Lan là con trâu đen có hai sừng trên đầu. Mà tòa kỵ của Vân Tịch Giao chính là một con kỳ lân. Đúng vậy, chính là kỳ lản. Kỳ lân cao đến ba trượng, toàn thân màu tím hồng, kèm theo ánh sáng điểm lành đầy màu sắc, thần võ uy nghiêm, chấn nhiếp tâm hồn người khác. Nghĩ đến những thứ này, Trần Đức cũng hơi ngây ra. Kỳ lân. Khụ. Có lẽ là hậu duệ của Thiên Yêu Hoàng. Nhưng Trần Đức không nói, hậu nhân của mình trở thành vật cưỡi của người khác, nếu như Thiên Yêu Hoàng biết được, chắc ông ta sẽ bùng nổ. Truyền thừa có liên quan đến vật cưỡi của Vân Tịch Giao. Trong lòng Trần Đức đã có suy đoán, lần này Thiên Yêu Hoàng đã gọi anh đến đảo Định Thiên, rất có khả năng chính là truyền thừa trong miệng Thương Lan. Đúng. Thương Lan mặt lộ vẻ kính sợ, đảo Định Thiên tôi có thấy một phần truyền thừa này đến từ mấy chục ngàn năm trước, hoàng giả tộc Kỳ Lân mà Thiên Yêu Hoàng giữ lại chính vì muốn có được phần truyền thừa kia, cho nên Kỳ Lân đó mới bằng lòng ký khế ước với chủ nhân nhà tôi, thành vật đế cưỡi, lần này thuận lợi lấy được truyền thừa kia. Đáng tiếc, cho dù nó đến từ tộc Kỳ Lân thì vẫn không có được. Nói đến đây, Thương Lan thương tiếc lắc đầu, đừng báo lấy được, nhiều năm như vậy. Ngay cả chuyện bảo vệ truyền thừa nước cũng không lọt qua, cho đến bây giờ cũng không biết truyền thừa kia rốt cuộc là cái gì. Truyền thừa 300.000 năm đó. Thương Lan vô cùng xúc động. 300.000 năm trước, đồ chí cường giả lưu lại nhất định là đồ nghịch thiên, nhưng nhiều năm như vậy, truyền thừa hoàn toàn là để trưng bày, không ai có được. Đảo Định Thiên có lịch sử hơn 3.000 năm. Trần Đức có chút kinh ngạc, nguyên do cái tên đảo Định Thiên là vì thần kích Định Thiên. Mà thần kích Định Thiên cũng ở trên đảo khoảng 30.000 năm. Truyền thừa lại có hơn 300.000 năm, cái này không đúng lâm. Nhưng, có một điểm gần như Trần Đức có thể xác định, lão yêu hoàng bảo anh đến đảo Định Thiên, e rằng thật sự là đến để lấy truyền thừa kia. Nhưng Thiên Yêu Hoàng vẫn như giả chết, không nói tiếng nào. Đảo Định Thiên cũng thành lập khoảng 30.000 năm, nhưng truyền thừa kia lại tồn tại mấy trăm ngàn năm qua, thế lực thay đổi. Gia tộc đổi hết nhà này đến nhà khác, mà truyền thừa kia vẫn còn ở đây. Thương Lan cười khổ, cũng bởi vì như vậy, tôi mới nói phải lấy được nó, còn hơn mò kim đáy bể. Thì ra là như vậy. Trong mặt Trần Đức thoáng qua vẻ mong đợi, khao khát nồng đượm. Mấy trăm ngàn năm, vô số thế lực thay đổi, truyền thừa vẫn tồn tại. Có thể tưởng tượng được. Rốt cuộc truyền thừa được bảo vệ tốt thế nào? Khó trách vừa nhắc đến liền chớ nên mạnh mẽ, Thiên Yêu Hoàng liền bảo anh đến đảo Định Thiên. Trần Đức hoàn toàn bị khơi lên hứng thú. Cho dù là mò kim đáy bể cũng phải mò, thử một chút, không thử làm sao biết. Trần Đức cười nói. Ừ, đến lúc đó công tử thử chút liền biết. Thương Lan cười một tiếng, không có nói nhiều, cũng không để chuyện này trong lòng. Nếu thật sự có được dễ dàng như vậy, cũng không mức 300.000 năm vẫn tồn tại. Khi nói chuyện, hai người đã đến một khách sạn. Khách sạn tên là Mãn Hương Viên. Thương Lan đưa cho Trần Đức một tấm thẻ gỗ. Công tử, đây là thẻ chứng nhận của Mãn Hương Viên. Người đảo Định Thiên mời đến đều ở trong Mãn Hương Viên này. 3 ngày sau sự kiện mới chính thức bắt đầu. Tôi cũng không ở bên anh được. 3 ngày nay anh ở thành Bồng Lai cố gắng làm quen hoàn cảnh. Ngoài ra, sáng ngày mai những người tham gia đấu võ kia cũng sẽ bắt đầu tỉ thí trên 2 chiếc thuyền Bồng Lai. Anh dùng thẻ chứng nhận này đi xem cuộc chiến trước nhé. Được. Trần Đức nhận lấy thẻ chứng nhận, đưa mặt nhìn Thương Lan rời đi, lúc này mới bước vào Mãn Hương Viên. Tửu lâu lớn đến lạ thường. Tầng thứ nhất cao chừng trên 100 mét, trên đỉnh 100 mét khám nạm từng viên ngọc minh châu, ánh sáng sáng ngời giống như khoác một chiếc áo ngoài nguy nga lộng lẫy cho tửu lâu, cực kỳ chói mắt. Mà bên trong tửu lâu, người lui đến không một ai không phải tuấn nam mỹ nữ. Ai nấy đều có thể so sánh với minh tinh tuyến một, cho dù là dung mạo, vóc dáng, xác chắn là hạng thượng thượng đẳng. Công tử, nơi này là chỗ ở của khách mời đặc biệt của đảo Định Thiên, mấy ngày nay không đối ngoại, nếu như anh muốn dừng chân dùng cơm thì có thể đổi chỗ khác. Trần Đức vừa đi vào thì có người phụ nữ tiến lên nghênh đón, dáng người phụ nữ thướt tha, đôi mắt hoa đào quét mắt nhìn Trần Đức từ trên xuống dưới. Tuổi không quá 30. Cảnh giới, không nhìn ra, hoàn toàn không cảm nhận được khí tức. Trước tiên, cô ta loại bỏ khả năng Trần Đức là khách hàng đặc biệt, nhưng vẫn xem như khá khách sáo, cô ta mang theo nụ cười dịu dàng, 3 phần quyến rũ, 3 phần lộng lẫy,
đương nhiên cũng không thiếu được chút khinh thường lúc ẩn lúc hiện. Oa, vật nuôi này thật đáng yêu, một. Trần Đức đang muốn nói thì đột nhiên một giọng nói ngạc nhiên truyền tới. Rồi sau đó, một bóng người xinh đẹp đến trước người Trần Đức, cũng không cần anh đồng ý, càng không chào hỏi anh, giơ tay lên sờ Tiểu Y. Tiểu Y nhanh tay lẹ mắt, linh động chợt lóe, từ đầu vai Trần Đức chạy vào trong ngực anh, thoát khỏi cái tay kia, nghiến răng nghiến lợi, không hề vui vẻ với chủ nhân của cái tay kia. Người tới là phụ nữ, mái tóc bù xù, ngược lại ngũ quan dưới mái tóc cũng xinh đẹp, tổng thể mà nói trông không tệ, nhưng bắt mắt nhất vẫn là vóc dáng của cô ta. Người phụ nữ ăn mặc rất táo bạo, đôi gò bồng đào nửa kín nửa hờ, khiến người ta lóa mắt, giống như quần áo có thể bị xé toạc bất cứ lúc nào, khe sâu chính giữa cất giấu dây chuyền hình tròn màu xanh lam. Sau lưng cô ta, còn có một người đàn ông đi theo, bên hông đeo kiếm, kiếm dài va thước, rộng ba tấc, trang phục cực kỳ hào hoa, chẽn vỏ kiếm nạm mấy viên đá quý, quần áo trên người cũng tương đối hoa lệ, vừa nhìn cũng biết rất giàu có, hơn nữa thân phận không thấp. Cô gái nhìn thấy Tiểu Y né tránh tay mình, cô ta không hề để ý chút nào, theo bản năng lại muốn sờ. Hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Trần Đức và Tiểu Y. Nhưng, lần này, Trần Đức lui về sau một bước, hơi cau mày, bình tĩnh nói, người đẹp, cảm phiền giữ tự trọng. Dường như lúc này người phụ nữ mới chú đến Trần Đức, đôi mắt trong trẻo quét mắt nhìn Trần Đức từ trên xuống dưới, hơn 30 tuổi. Giống như nhìn thấy thứ chân quý gì đó, người phụ nữ tỏ ra có chút ngạc nhiên. Người hơn 30 tuổi, đặc biệt hiếm thấy ở đại thiên thế giới. Ngoài trừ một vài người chuyến thế, người trùng sinh trong truyền thuyết, thanh niên trong vòng 100 tuổi đều lớn lên ở gia tộc hoặc thế lực. Chưa trưởng thành, rất ít người sẽ xuất hiện bẽn ngoài. Huống chi nơi này còn là Hương Mãn Viên. Chào anh, tôi là Sở Kiều, bán vật nuôi trong lòng anh cho tôi trả 5.000 cân nguyên thạch thượng phẩm. Sở Kiều cười ha ha một tiếng, giống với người phụ nữ trước đó chào đón Trần Đức, giống như có vài phần khinh bỉ, nhưng cô ta ẩn giấu cũng rất tốt. Xin lỗi, nó không phải vật nuôi, là bạn tôi, không bán. Trần Đức lắc đầu, anh chưa từng coi Tiểu Y là vật nuôi, vẫn đối xử như bạn bè, càng chưa từng nghĩ muốn dùng nó để buôn bán. 10.000 cân nguyên thạch thượng phẩm. Sở Kiều mỉm cười, trực tiếp tăng giá, hơn nữa, tăng gấp đôi. Cái gì mà bạn bè hay không? Đại thiên thế giới chỉ cần giá cả đủ, anh em bố con đều có thể bán, huống chi là bạn. Đôi môi đỏ mọng của cô ta nhếch lên nụ cười, tràn đầy tự tin. Bên cạnh hai người, người phụ nữ nghênh đón Trần Đức kinh ngạc không thôi. 10.000 cân nguyên thạch thượng phẩm đã là một con số tương đối lớn, nói thế nào nhỉ, đối với cô ta mà nói, là một nhân vật quản lý cấp cao của Hương Mãn Viên, thù lao một năm cũng chỉ khoảng 150.000 cân nguyên thạch trung phẩm. Đổi lại là nguyên thạch thượng phẩm, chắc khoảng 1.500 cân. 10.000 cân, cô ta phải kiếm 10 năm. Xin lỗi, tôi thật sự không bán. Trần Đức lại lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi thì người đàn ông đi theo Sở Kiều kia đột nhiên lên tiếng hỏi, cô Sở, cô thật sự thích con tiểu bạch thú kia. Ý ơ, Sở Kiều gật đầu, cười nói, tôi vừa liếc mắt liền nhìn chúng, cảm thấy nó rất đáng yêu, rất có duyên với tôi. Được, nếu cô nhìn chúng, tôi sẽ tặng cô. Người đàn ông vô cùng tự tin. Sau đó tiến lẻn một bước, nhìn về phía Trần Đức, người anh em, tôi tẽn Quách Khai, con thiếu bạch thú này tặng tôi được không? Xem như Quách Khai tôi nợ anh một ân huệ. Quách Khai, vừa nói ra cái tên này. Lập tức, rất nhiều người xung quanh cũng dừng bước chân. Không có gì khác, người này quả thật khá nổi tiếng. Quách Khai, 368. Tuổi. Ừ, tuổi tác không lớn. Nhưng, hắn ta đứng hàng thứ 9 trên bảng xếp hạng ngàn tuổi của Tây Thần Châu. Thế nào là bảng xếp hạng ngàn tuổi? Nói đơn giản thì bảng xếp hạng này thống kê 1.000 người thực lực mạnh nhất trong khoảng 1.000 tuổi ở Tây Thần Châu. Mà Quách Khai đứng thứ 9. Đến từ một vương triều tên là Đại Triệu ở Tây Thần Châu. Hắn ta còn có một danh hiệu vang khắp Tây Thần Châu. Chiến thần. Chiến thần Quách Khai. Khi gần 100 tuổi đã nổi tiếng vì đánh bại hai lão tướng hơn 3.000 tuổi nổi danh nhiều năm của Đại Triệu. Dõi mắt toàn bộ Tây Thần Châu, danh hiệu của hắn ta cũng tương đối vang dội, không ai không biết hắn ta. Cho nên vừa nghe thấy cái tên này, không ít người cảm thấy chấn động,
đặc biệt là người phụ nữ nghênh đón Trần Đức, mắt cô ta cũng trợn lên, Quách Khai, anh chính là chiến thần số một Đại Triệu, Quách Khai. Không sai, chính là tôi. Hiển nhiên, Quách Khai rất hài lòng phản ứng của những người xung quanh, thừa nhận thân phận của mình, sau đó nói với Trần Đức. Người anh em, tôi thấy anh muốn ở Hương Mãn Viên, đúng không? Nếu như đưa con thú nhỏ này cho tôi liền đưa thẻ chứng nhận của mình cho anh, có thế rồi, thẻ của tôi là thẻ thượng phẩm, chắc anh cũng biết tầm quan trọng của thẻ chứng nhận. Lời Quách Khai vừa nói ra, rất nhiều người đều cực kỳ hâm mộ. Một vật nuôi nhỏ, không chỉ có thể khiến chiến thần Quách Khai nợ một ân huệ, còn có thể được thẻ chứng nhận thượng phẩm, có thẻ rồi, toàn bộ thành Bồng Lai không nơi nào không thế đi. Điều quan trọng nhất chính là, đãi ngộ không phải thẻ chứng nhận trung phẩm hạ phẩm có thể so sánh. Cầm thẻ chứng nhận thượng phẩm, chỉ cần bằng lòng, thậm chí có thể gia nhập đảo Đỉnh Thiên, trở thành đệ tử nòng cốt trên đảo Đỉnh Thiên. Nhưng cho dù là thẻ chứng nhận hạ phẩm cũng vỏ cùng vô cùng hiếm thấy, trong thành Bồng Lai, phần lớn người đều là nguyên bài, không phải thẻ chứng nhận, còn thấp hơn mấy bậc so với thẻ chứng nhận hạ phẩm. Có thể nói, thằng nhãi khoảng chừng 30 tuổi, chỉ cần gật đầu, đưa vật nuôi kia ra, hoàn toàn là một bước lên trời. Tiểu Y, nhóc muốn đi theo hắn không? Trần Đức nhìn Tiểu Y trong ngực. Y Y, Tiểu Y lắc đầu như người, còn chui vào trong ngực Trần Đức. Rất lanh lẹ, rất đáng yêu. Thấy chưa, nó không muốn. Trần Đức cũng không quen biết gì Quách Khai, chí là không có thiện cảm gì với tên nhãi này. Sở Kiều nhìn chúng Tiểu Y, chí ít còn đưa giá để mua. Mà Quách Khai này, lại bảo anh đưa cho. Cái quái gì thế, mặt dày vậy. Nhưng Trần Đức đã đoán ra thân phận đặc thù của đối phương, nếu không thì không thể có loại tự tin như vậy, ngược lại không nổi giận. Vừa mới đến phải khiếm tốn một chút, anh nhẫn nại, cực kỳ nhẹ nhàng nói, nó tên Tiểu Y, là bạn tôi, nếu nó muốn, tôi có thể tặng cho anh, nhưng... Nó không muốn, hay là thôi đi. Sắc mặt Quách Khai phút chốc liền cố quái. Không ngờ Tây Thần Châu này còn có võ giả hơn 30 tuổi không cho hắn ta mặt mũi. Chẳng lẽ đối phương không biết hắn ta? Ừ, rất có thế. Người thanh niên khoảng chừng 30 tuổi. Nói không chừng có lẽ vừa mới ra khỏi gia tộc, ra khỏi lịch luyện. Vì vậy, Quách Khai nhắc nhở, người anh em, anh không biết tôi sao? Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là Quách Khai, đến từ Đại Triệu, năm nay 368 tuổi, cảnh giới khai thiên ba giai, đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng ngàn tuổi. Hắn anh biết thiên cơ thuật, có thể tra xem bảng xếp hạng ngàn tuổi là gì, cũng có thể điều tra danh hiệu của Quách Khai tôi nợ anh một ân huệ. Anh tuyệt đối kiếm ra tiền. 368 tuổi, khai thiên ba giai. Trần Đức hơi ngẩn ra. Quả nhiên, tên nhãi này thật sự rất mạnh đó. Chưa nói hắn ta đến từ đâu, trong bảng xếp hạng gì. Chỉ nhắc đến hơn 300 tuổi này có thể đến khai thiên ba giai, có sao nói vậy, thật sự rất mạnh. Với thực lực của mình, hắn ta đã vượt qua toàn bộ hải tộc. Khó trách nói hải tộc là nơi xó xỉnh. Chỉ là một nơi hoang vu không thể hoang vu hơn, chim cũng không thèm đậu. Trần Đức cảm thán. Đại thiên thế giới quả nhiên không đơn giản như vậy. Anh cảm thán sự mạnh mẽ của người ta, nhưng dường như đã hoàn toàn quên mất bản thân biến thái cỡ nào. Nhìn thấy Trần Đức ngẩn người. Quách Khai còn tưởng Trần Đức bị dọa sợ, thật sự đã tra được thông tin về hắn ta trong không gian đại thiên, chờ một lúc, hắn ta dương lên nụ cười tự tin. Sao hả? Bây giờ có thể đưa cho tôi không? Ách, dừng một chút, Trần Đức nói, tôi có thế không thua thiệt, nhưng... Người anh em, anh kiếm được nhiều phết đấy, không chỉ miễn phí lấy đi bạn tôi, còn cố ý tặng thẻ chứng nhận cho tôi. Theo như tôi biết, một thẻ chứng nhận chỉ đại diện cho một người, thẻ anh đưa cho tôi rồi, há chẳng phải có thế ở chung phòng với cô sở này. Anh Quách không hổ là chiến thần, đưa ra một ý kiến hay. Nếu anh muốn thứ khác, tôi cũng cho anh được. Nhưng con thú nhỏ này, nói lại một lần nữa, nó là bạn tôi, không bán, cũng không tặng. Trần Đức mỉm cười lắc đầu, anh liếc mắt liền nhìn ra suy tính của Quách Khai. Còn ân huệ gì đó, hoàn toàn không thể tính là trả giá tốt, dựa theo logic thông thường, cường giả cấp bậc như hắn ta, nếu như nói nợ ân tình với một võ giả 30 tuổi bình thường, cho dù võ giả 30 tuổi muốn đòi ân tình, đòi được không? Thằng nhãi này, nghe con mới sinh chẳng biết sợ cọp. Ngay cả yêu cầu của Quách Khai cũng dám từ chối. Mẹ kiếp, tôi thấy hắn chán sống rồi.
Nếu không phải hương mãn viên này không cho phép giết người, tên nhãi kia chắc phải chết cả chục ngàn lần. Không sai. Bốn phía, một vài người bàn luận sôi nổi, giọng bọn họ không nhỏ, không có ý kiêng kỵ cái gì, suy cho cùng, người có thể đi vào hương mãn viên, tất cả đều là khách mời đặc biệt của đảo Định Thiên, đều không yếu. Đương nhiên, ngoại trừ Trần Đức, bọn họ đều nghe thấy cuộc nói chuyện trước đó giữa Trần Đức và cô gái ở hương mãn viên kia, nhất trí cho rằng anh đi nhầm rồi, không có tư cách đến hương mãn viên. Người anh em, dám từ chối tôi, anh rất có dũng khí. Giọng nói của Quách Khai có hơi trầm xuống, bị tên nhãi trước mắt nhìn thấu mục đích, trong lòng hắn ta rất khó chịu, trong ánh mắt mang theo vài phần uy hiếp, nhưng lời từ chối của anh và mấy lời anh nói kia cũng khiến tôi rất mất mặt trước cô Sở, anh biết không? Xin lỗi xin lỗi. Trần Đức cười nói, con người tôi luôn luôn nói thắng. Lời Trần Đức còn chưa dứt. Quách Khai đột nhiên cắt đứt lời anh, thằng nhãi, bốn công tử cho anh cơ hội cuối cùng, đưa bốn công tử con xúc xỉnh kia. Anh xúc phạm bổn công tử, bốn công tử sẽ không truy cứu. Lời của Quách Khai đã rất nghiêm khắc, thậm chí mang theo vài phần sát. Ý, đối với xưng hô của Trần Đức, từ anh em biến thành thằng nhãi, tự xưng từ tôi, thành công tử, đối với thiếu y lại không ngừng kêu là con xúc sinh. Lập tức xa lạ hơn rất nhiều. Lại dùng khí tức trực tiếp phong tỏa Trần Đức. Ý đồ giam cầm anh, để anh không thể động đậy. Đồng thời, đưa tay ra. Túm về phía ngực Trần Đức, chuẩn bị cưỡng ép bắt Tiếu Y đi. Nhưng, ngay lúc hắn ta sắp chạm được Tiếu Y ập Trần Đức lùi lại, trong phong tỏa của hắn ta, ung dung lùi về sau một bước. Quách Khai, anh cũng xúc phạm. Tôi, khóe miệng Trần Đức vẫn mang theo nụ cười, chỉ có điều nụ cười này có chút lạnh lùng. Đối phương làm nhục anh, không sao, anh có thể nhịn. Nhưng, gọi Tiếu Y là xúc sinh thì vô cùng quá đáng. Lập tức thiện cảm của anh với hai người Quách Khai và Sở Kiều hạ xuống số 0. Từ đầu đến cuối, Sở Kiều đó đứng ở một bên nhìn giống như đang xem kịch, dáng vẻ như đang cười chẽn sự đau khổ của người khác, rất chán ghét, khiến người ta phản cảm. Dừng một chút, Trần Đức nhìn chằm chằm Quách Khai, bổ sung nói, nếu muốn lấy lòng phụ nữ, anh có thể dùng cách khác, nhưng nếu muốn đạp đầu tôi lấy lòng người ta, coi chừng dẫm phải đinh đấy. Lời này vừa nói ra. Phụt. Người phụ nữ nghênh đón Trần Đức ở hương mãn viên kia cũng không nhịn được che miệng, muốn cưỡng ép bản thân nín nhịn, nhưng dường như thật sự không nhịn được liền phát ra tiếng cười cổ quái. Mấy người xung quanh dừng lại xem cuộc vui cũng mặt đầy cười đùa. Đúng là cạn lời. 30 tuổi còn có đinh. Lấy đâu tự tin và dũng khí nói lời này. Thú vị, quá thú vị. Sở Kiều cũng cười, hai vai không ngừng run rẩy. Đôi gò bồng đào trắng nõn giống như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào, Quách Khai, hắn nói anh dẫm hắn sẽ dẫm phải đinh, tôi rất muốn biết hắn có phải đinh hay không. Sở Kiều rất thích Tiếu Y, vừa nhìn liền thích, suy cho cùng nó thật sự quá đáng yêu, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng không nhịn được muốn sờ nó, ôm nó. Trong lời nói mang theo khích bác, cố ý khích tưởng Quách Khai. Được, nếu anh muốn chứng minh, vậy thì tôi liền chứng minh cho anh xem. Nhưng đảo Định Thiên có quy định, ở hương mãn viên không thể giết người, vẫn phải cho đảo Định Thiên một chút mặt mũi. Quách Khai sớm đã muốn biểu hiện bản thân, từ lúc hắn ta gặp được Sở Kiều, vừa nhìn liền nhìn chúng thân hình của cô ta, muốn ngủ cùng cô ta. Cho nên, dọc theo đường đi, hắn ta kết bạn với Sở Kiều, đi chung với cô ta, nhưng dường như Sở Kiều không thích hắn ta vẫn không có cơ hội. Bây giờ khó khăn lắm mới có thể biểu hiện. Đương nhiên hắn ta sẽ không bỏ qua. Quay đầu. Hắn ta trách mắng người phụ nữ hương mãn viên, tên nhãi này không có thẻ chứng nhận, cô còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đuổi hắn ra ngoài, chẳng lẽ rác dưới gì cũng có thể làm bẩn đất của hương mãn viên sao? Dạ dạ dạ. Người phụ nữ kinh hãi, bị lời trách mắng đột nhiên của Quách Khai làm cho mất hồn mất vía, gật đầu liên tục. Rồi sau đó. Quát lớn, người đâu, đuổi thằng nhãi này ra ngoài. Ngoài ra, nơi hắn đi qua, nơi hắn đã đứng quét dọn 100 lần, không được phép thiếu một lần. Bụp bụp bụp. Trong 7-8 cái hít thở thì có mười mấy người từ 4 phương 8 hướng xuất hiện, vây xung quanh Trần Đức. Người xung quanh ngày càng hứng thú. Một khi Trần Đức rời khỏi hương mãn viên, chắc chắn sẽ chết. Quách Khai nhất định phải giết. Anh. Một vài người vốn dĩ chuẩn bị đi, cũng dừng lại chuẩn bị xem kịch. Cùng dây.
Người phụ nữ đi về phía trước hai bước, đến trước mặt Trần Đức, khinh miệt nói, thằng nhãi, mày và con súc sinh của mày, mời lập tức rời khỏi đây, không. Lập tức cút khỏi đây, đây là Hương Mãn Viên, không phải là nơi ai cũng có thế dương oai, hiếu không? Con súc sinh. Lại nói một câu con súc sinh. Ánh mắt Trần Đức lạnh lùng, thản nhiên nói, không phải là nơi ai cũng có thế dương oai. Được, tiểu y. Y nha. Tiểu y hiểu ý, nhảy lên giữa không trung, rất nhanh một cột nước liền bắn ra. Là nước tiếu. Hơn nữa, nước tiếu kia trực tiếp phun lên người phụ nữ, làm áo váy cô ta bị ướt. Hôm nay tôi không chỉ muốn ngang ngược ở đây, mà còn phải tiếu luôn ở đây đấy, cô nghĩ sao? Trần Đức bảo tiếu y trở lại bên người, lạnh như băng hỏi, cần tôi. Áo váy người phụ nữ ướt một mảng lớn, một mùi khó ngửi gay mũi theo hơi thở tiến vào khứu giác, cộng thêm lời cực kỳ phách lối và ngang ngược, toàn thân cô ta đều ngây ra trong mấy giây. Bốn phía, các tu sĩ vây xem cũng ngây người. Giỏi lắm thằng nhãi. Đúng là mạng lớn muốn chết mà. Dám ở địa bàn của Hương Mãn Viên làm nhục người của Hương Mãn Viễn. Giỏi lắm thằng tạp chủng. Dám ngông cuồng ở Hương Mãn Viên như vậy, anh tưởng mình là ai? Cô gái chừng hai mắt, gần như hét lén, cơn phẫn nộ phủ lén mặt đẹp, cá khuôn mặt giống như con nhện, cực kỳ khó coi, tôi muốn anh phải chết. Sắc mặt cô ta u ám bất định. Giữa ngón tay xuất hiện một đường phù văn. Phù văn lóe lên. Lập tức, không gian xuất hiện từng trận phù văn lóe sáng, một lão già mặc áo gấm bước ra từ trong phù văn. Bái kiến Tô lão. Tô lão, người này vừa xuất hiện, cho dù là người phụ nữ hay mười mấy người của Hương Mãn Viên, tất cả đều đồng thời khom lưng hành lễ, thần thái cung kính. Quách Khai, Sở Kiều, thậm chí người xung quanh cũng khẽ ngây ra. Tô Dịch Khôn, quản chế của Hương Mãn Viên, cảnh giới khai thiên chín giai. Hương Mãn Viên có quy định riêng, ở trong đây không cho phép giết người, dù có tội gì, chuyện gì, tiến vào Hương Mãn Viên. Vậy thì Hương Mãn Viên sẽ bảo vệ. Rất ít người dám đắc tội với Hương Mãn Viên hay cưỡng ép xông vào giết người. Nhưng, cái này cũng không chứng minh trong Hương Mãn Viên có thế không kiêng kỵ gì hay hung hăng càn quấy, bởi vì trong Hương Mãn Viên có người quản chế. Quản chế nắm quyền sinh sát. Hơn nữa, mỗi một quản chế đều rất mạnh, bọn họ tương đương với khách khanh được mời tới, bình thường chỉ là treo danh tiếng, tự do hoạt động, chỉ có lúc thật sự có chuyện mới phải xuất hiện. Vậy nên nói, quản chế xuất hiện thì không sao, xuất hiện rồi thì nhất định sẽ có người phải chết. Hoặc là người gảy chuyện chết, hoặc là quản sự chịu trách nhiệm cũng phải chết, tóm lại là nhất định có người phải đổ máu. Cho nên bình thường, ngoại trừ xác định có người tranh cãi vô lý, cố ý gây chuyện, nếu không thì không ai mời quản chế tới. Người biết những chuyện này nhìn thấy Tô Dịch Khôn, không khỏi cười trên nỗi đau khổ của người khác, chờ xem kịch hay. Sở Kiều lại hừng một tiếng. Cô ta hạ quyết tâm. Trần Đức chết rồi, nói thế nào cô ta cũng phải bật tiểu bạch thú kia vào tay mình. Lăng Yến, tìm tôi có chuyện gì? Tô Dịch Khôn vừa xuất hiện liền ngửi thấy trong không khí có chút mùi khó chịu, ông ta khẽ cau mày, xảy ra chuyện gì thế? Hóa ra người phụ nữ này tên là Lăng Yến. Tô Dịch Khôn hỏi, Lăng Yến vội vàng kể lại chuyện này từ đầu đến cuối. Đương nhiên chuyện liên quan đến Quách Khai và Sở Kiều muốn ép mua ép bán, cô ta nói rất mơ hồ, chủ yếu nói đến vé ngông cuồng rốt nát của Trần Đức. Quách Khai tán dương nhìn cô ta. Lập tức Lăng Yến tràn ngập xuân tình, giống như có được ân huệ lớn, mặt đỏ dần. Vậy sao? Bất ngờ là, nghe Lăng Yến kế lễ xong, Tô Dịch không lập tức ra tay giết người. Ông ta nhìn Lăng Yến, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Vừa bắt đầu cô ta không hề hỏi đối phương có thẻ chứng nhận không, thậm chí ngay cả tên đối phương cũng không biết. Danh tiếng của Hương Mãn Viên không hề yếu trong toàn bộ Tây Thần Châu, dám ở đây gây chuyện ngông cuồng, ngộ nhỡ không phải vì rốt nát, không phải vì điếc không sợ súng, mà là có chỗ ỷ lại, hoặc là có thẻ chứng nhận thì sao? Anh bạn này, tôi là quản chế của Hương Mãn Viên, tên là Tô Dịch Khôn. Tô Dịch Khôn bình thản nói, nơi này là Hương Mãn Viên. Quy định ở đây chắc cậu cũng rõ, làm loạn ở đây bình thường sẽ không có kết cục tốt đẹp, không biết. Anh bạn này xưng hô thế nào, có thẻ chứng nhận không? Tôi họ Trần, người khác đều gọi là Trần Bát Hoang. Trần Đức có lòng khen ngợi Tô Dịch Khôn, lão già này ngược lại không ngu xuẩn, không hố có thế làm chấp pháp. Tô lão,
Ông đừng hỏi nhiều, thằng nhãi này nhiều nhất cũng chỉ khoảng 30 tuổi, Đảo Định Thiên sao có thế mời loại nhỏ bé này, hắn làm sao có thẻ chứng nhận được, cho dù có cũng chỉ là thẻ chứng nhận hạ phẩm, không có tư cách vào từ cửa chính, càng không có tư cách ngông cuồng như vậy. Lăng Yến trợn trừng mắt, mặt lộ vẻ giễu cợt. Cô ta ở Hương Mãn Viên hơn 200 năm rồi, hơn 200 năm qua có gì cô ta chưa từng thấy. Văn chưa thấy có ai khoảng 30 tuổi được mời đến Đảo Định Thiên. Cho nên, từ đầu đến cuối cô ta cũng chẳng buồn hỏi có thẻ chứng nhận hay không. Anh có thế có thẻ sao? Chuyện cười quốc tế gì vậy? Tô Dịch Khôn cũng quá mức cẩn thận rồi. Nhưng, cô ta vừa dứt lời. Lại thấy trong tay Trần Đức xuất hiện một tấm thẻ chứng nhận bằng gỗ. Ném vào trong tay Tô Dịch Khôn nhẹ tênh, không biết dựa vào cái này, tôi có thế vào Hương Mãn Viên được chưa? Người phụ nữ này cản tôi có thế ngang ngược hay không? Tô Dịch Khôn nhận lấy thẻ chứng nhận, thần niệm tiến sâu. Liền sau đó, khuôn mặt già của ông ta cứng lại, tay cầm thẻ chứng nhận cũng hơi run lén. Mẹ nó! Con chó cái Lăng Yến, suýt nữa hại chết ông ta. Thẻ chứng nhận trong tay ông ta, lại, là cấp chí tôn. Thẻ chứng nhận Hương Mãn Viên, phân ra tam phẩm thượng trung hạ, nhưng chén thượng phẩm còn có cấp chí tôn. Đây là thẻ chứng nhận tôn kính nhất, cao cấp nhất Hương Mãn Viên. Buổi sự kiện bồng lai Đáo Định Thiên, thẻ chứng nhận cấp chi tôn, không có nhiều, chỉ có 10 tấm. Hơn nữa, chỉ có người cấp rất cao của Đảo Định Thiên mới có thế có tư cách phát ra. Người có thẻ chứng nhận chí tôn, được hưởng tất cả dịch vụ của Hương Mãn Viên, đừng nói một con thú nhỏ tè bậy ở đây, kế cả ị trên đầu Lăng Yến, cũng tuyệt đối không vấn đề. Cậu Trần, gần như cùng lúc, Tô Dịch Khôn khom lưng 90 độ hành lễ. Tuy ông ta rất mạnh, nhưng đây là quy tắc. Đây cũng là thỏa thuận đã ký giữa người chế tài và Đảo Định Thiên và Hương Mẩn Viên, buộc phải phục tùng quy tắc. Không phục. Chết. Bất luận đối phương là ai, chỉ cần có thẻ chứng nhận cấp chí tôn thì là khách quý. Khách quý trong khách quý. Cho nên Tô Dịch Khôn hành lễ không hề do. Dự. Sau lưng ông ta toát hết mồ hôi lạnh, cũng may ông ta nhanh trí, nếu không chết chắc rồi. Hai tay Tô Dịch Khôn cầm thẻ chứng nhận. Hai cánh tay cũng run lên, cậu Trần, lão có mát mà không thấy Thái Sơn, không biết cậu Trần là khách cấp chí tôn, xin cậu Trần thứ lỗi. Cấp chí tôn. Trần Đức ngấn người, anh chưa từng nghĩ thẻ chứng nhận có cấp bậc gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Tô Dịch Khôn, hình như cấp bậc này rất cao. Cô gái Vân Tịch Giao đó, hình như, cũng không tệ. Cái gì, cấp chỉ tôn. Tô Dịch Khôn vừa dứt lời, sắc mặt Quách Khai nghiêm lại. Hắn ta đâu thế không biết cấp chí tôn có nghĩa là gì. Hắn ta, chiến thần Quách Khai, ngàn tuổi xếp hạng thứ 9, cũng chỉ có thế lấy được một tấm thẻ chứng nhận thượng phẩm. Sở Kiều bên cạnh hắn ta chỉ có thế lấy được thẻ chứng nhận trung phẩm. Còn tên nhóc 30 tuổi đó lại có thẻ chứng nhận cấp chí tôn. Không chỉ hắn ta, những người xung quanh cũng không dám tin. Tại sao? Tại sao anh có thế có thẻ chứng nhận cấp chí tôn? Tô lão, liệu ông cỏ nhìn nhầm không? Sắc mặt của Lăng Yến trở nên trắng bệch như chết, ngay cả đôi môi đỏ cũng như sơn một lớp sơn trâng, giọng lấp bập, run run, làm sao có thể là thẻ chứng nhận cấp chí tôn? Anh ta mới 30 tuổi, có lẽ còn chưa đến 30, không thế nào, tuyệt đối không thế nào. Lăng Yến rất hoảng loạn, thực sự rất hoảng loạn. Người chế tài xuất hiện, ắt sẽ có máu cháy. Có ý gì? Cũng có nghĩa là giữa cô ta và Trần Bát Hoang, ật có người phải chết. Nếu thẻ chứng nhận trong tay Trần Bát Hoang thực sự là thẻ cấp chí tôn, cỏ ta chết chật. Tô lão, ông xem lại đi, xem có phải là thẻ giả không. Lăng Yến sắp òa khóc, tim đập điên cuồng, Tô Dịch Khôn ngẩng đầu, nhìn cô ta một cái. Liền sau đó, lập tức đổ ngã xuống đất như xào trúc. Chết! Tô Dịch Khôn không cho cô ta cơ hội, giết ngay tại chỗ. Hơn nữa, ổng ta vung tay. Thi thế của Lăng Yến hóa thành cho bụi ngay tức khắc, không còn lại gì, như chưa từng xuất hiện, thủ đoạn dứt khoát, không hề dây dưa kéo dài. Sau đó, ông ta bổ sung nói, cậu Trần, tôi thay mặt Lăng Yến xin lỗi cậu, xin lỗi. Đúng là quyết đoán. Trần Đức cảm khái trong lòng, chẳng trách ngay cả chiến thần như Quách Khai cũng không dám dễ dàng phản lại quy tắc của Hương Mãn Viên. Phong cách làm việc như vậy. Nếu không phải bản thân mạnh đến phi lý, có mấy người dám chọc vào.
Trầm mặc một hồi, Trần Đức cất thẻ chứng nhận. Lăng Yến đã chết. Anh cũng không cần thiết làm ầm ĩ thêm nữa. Vân Tịch Giao nế mặt anh như vậy, anh cũng phải nế mặt Vạn Tịch Giao và Đảo Định Thiên. Tôi không sao, ở đây có chỗ uống rượu không? Đưa tôi đến đó. Trần Đức cười nói. Được, cậu Trần, mời đi bẽn này. Tô Dịch Khôn cung kính chỉ đường chỉ Trần Đức. Sau đó ông ta nhìn xung quanh, nói, các vị, nghe kỹ đây, cậu Trần Bát Hoang là khách quý trong khách quý của Hương Mãn Viên, bất luận ở trong hay ngoài Hương Mãn Viên, nếu ra tay với cậu Trần, thì là kẻ địch của Tô Dịch Khôn, kẻ địch của Hương Mãn Viên. Đương nhiên, nếu khiêu chiến công bằng, cậu Trần cũng chấp nhận, hoặc là cậu Trần ra tay trước, Hương Mãn Viên chúng tôi sẽ không quản. Chư CMG 1162, phục vụ. Nói xong, ổng ta đặc biệt nhìn sang hai người Quách Khai, Sở Kiều một lúc. Người tinh quái như Tô Dịch Khôn, đương nhiên biết hai người Quách Khai, Sở Kiều rất không vừa mắt với Trần Đức, ông ta nói vậy, vừa là nhắc nhở người xung quanh, cũng là cảnh cáo hai người họ. Sau đó ông ta đích thân dẫn đường cho Trần Đức rời đi. Rốt cuộc tên nhóc này có lai lịch thế nào, lại có thể có được thẻ chứng nhận cấp chí tôn. Sở Kiều rất đố kỵ, rất ghen ghét. Cô Sở, bất kể hắn ta có lai lịch thế nào, tôi cũng phải đập hắn ta. Quách Khai hừ lạnh lùng một tiếng, tên xúc sinh đó, tôi nhất định giúp cô xử lý. Kha kha. Sở Kiều khè cười, vậy Sở Kiều cảm om anh rồi, nhưng anh ta được Hương Mãn Viên bảo vệ, không dễ ra tay đâu. Một tiếng, anh, khiến trong lòng Quách Khai vui như nở hoa, hắn ta tràn đầy tự tin nói, yên tâm. Chẳng phải lão già Tô Dịch Khôn đã nói rồi ư, hoặc là khiêu chiến, hoặc là hắn ta ra tay trước, Hương Mãn Viên sẽ không quán, tự tôi có cách. Được, vậy Sở Kiều đợi tin tốt của anh. Sở Kiều bày dáng vẻ làm nũng điệu đà, cố ý ghé sát gần Quách Khai, hương thơm ập vào mũi, lại thẽm đôi thỏ vô cùng hoành tráng, thị giác và khứu giác cùng bị tấn công, khiến Quách Khai thần trí mê loạn. Sau khi hai người rời đi, chỉ còn lại mười mấy người vây quanh Trần Đức trước đó. Sợ đến toát mồ hôi hột, cũng may trước đó bọn họ không ra tay với Trần Đức. Nếu không, kết quả của bọn họ, e rằng còn thảm hơn Lăng Yến. Người nào cũng sợ hãi, nhanh chóng biến. Mất. Còn cái chết của Lăng Yến, không ai quan tâm, cũng không ai dám quán, một con kiến thôi, không tuân thú quy tắc, chết cũng không oan. Sự việc được lan truyền, khiến 90% số người Hương Mãn Viên đều biết đến ba chữ Trần Bát Hoang. Chưa đến 30 tuổi đã là khách cấp chí tôn của Hương Mân Viên. Muốn không cho người khác biết cũng khó. Ở chẽn không trung cao ngàn mét của Hương Mãn Viên là một hội trường, hơi giống quán bar ở địa cầu, chuyên dùng để uống rượu, giao lưu. Trần Đức ngồi bẽn cửa sổ, thong thả uống rượu, đồng thời, nghe những người xung quanh bàn luận về con người và sự việc của Đảo Định Thiên. Trần Đức mới biết thì ra sự kiện lần này cũng được coi là khá lớn ở Tây Thần Châu rồi. Ngoại trừ một số gia tộc đẳng cấp, thế lực đẳng cấp không thèm để mất đến sự kiện này, còn có trợ thủ của hơn vạn thế lực, và hơn nám vạn võ giả bình thường tham gia. Đa số người trong đó đều phải thông qua đấu vổ, tuyến chọn. Cuối cùng, chỉ có 600 người được chọn, có cơ hội vào Đảo Định Thiên. Lại thêm 300 khách mời của Hương Mãn Viên, hơn một vạn người đến, cuối cùng chỉ có thế có 900 người có thế vào đảo. Những người còn lại chỉ có thể quan sát bên ngoài Đảo Định Thiên. Sự kiện bồng lai 10 năm một lần, mỗi năm đều có người đột phá, tăng cấp trong buổi luận đạo, giao lưu của sự kiện, càng có người tìm được người tâm đầu ý hợp trong sự kiện, hoặc là kết được ly án minh. Tóm lại, sự kiện bồng lai cũng coi là một hoạt động khá cao cấp của Tái Thần Châu. Trần Đức uống rượu ở bên này, còn Tô Dịch Khôn từ đầu đến cuối đều phục vụ bén cạnh, hơn nữa, thái độ phục vụ khá tốt, uống hết một ly. Ông ta rót một ly, cũng không nghỉ ngơi một khắc. Đây chính là điểm đặc biệt của Hương Mãn Viên. Ở chỗ khác, thực lực là hàng đầu, còn Hương Mãn Viên lại khác, chỉ cần có thể có thẻ chứng nhận chí tôn, bất kể anh có thực lực thế nào, kể cả anh là trẻ sơ sinh, thì cũng là ông nội, là thượng đế. Tất cả nhàn viên làm việc tại Hương Mãn Viên, bất kể anh mạnh thế nào, lợi hại thế nào, cũng phải phục vụ người có thẻ chứng nhận chí tôn thật tốt. Hương Mãn Viên có thể nổi tiếng khắp Tây Thần Châu, cũng không phải không có lý, ngay cả Trần Đức cũng khảm phục người sáng lập Hương Mãn VN. Cường giả khai thiên đỉnh phong, cũng gần như đẳng cấp của Nam Cung Trần đấy. Mấy ngày trước Nam Cung Trần vần bày dáng vẻ hủy thiên diệt địa, bây giờ, cũng là người đẳng cấp này,
lại ở đây cung kính rót rượu cho anh, đúng là như nằm mơ. Tiểu Y cũng đang uống rượu trên bàn, uống hơi nhiều, say ngà ngà, đứng cũng không vững, rất hài hước, dễ thương. Tô lão, ông đừng rót nữa, tôi định ra ngoài đi dạo. Trần Đức cười hòa nhã nói, thành Bồng Lai có nơi nào đáng để đến chơi không? Thưa cậu, Tô Dịch Khôn cười nói, thành Bồng Lai có rất nhiều nơi đáng đến, nhưng tôi đề xuất cậu nhất định phải đến bốn nơi này. Tô lão, ông nói đi. Trần Đức nói. Thứ nhất, không cần nói, đương nhiên là nơi luận võ bắt đầu vào ngày mai, đến lúc đó thuyền Bồng Lai khởi hành, cậu có thể đi nhờ vào thẻ chứng nhận, đấu võ ngày thứ nhất không có gì đáng xem, nhưng trận chung kết ngày thứ hai sẽ rất đặc sắc. Nơi thứ hai là thành đấu giá, mấy ngày nay mở hội lớn, rất nhiều cường giả đến đây, cho nên trong thành đấu giá có không ít đồ tốt được bán đấu giá, nếu cậu có thứ đồ gì cũng có thể mang qua đó bán, hoặc có thể bán với giá cao. Thứ ba là phường giao dịch, nơi đó tốt xấu lẫn lộn, có đồ tốt cũng có đồ không tốt, là nơi dày nhặt nhất, nếu ánh mật cậu không tệ, có thể dùng giá cả rất rẻ để mua được đo tốt. 3 năm trước, tôi dùng hơn 100 cân nguyên thạch thượng phẩm, mua được ở đó một quyển chí cường thần thông thời kỳ viền cổ, công tử cũng có thể đi thử một chút. Nói xong ba nơi, Tô Dịch Khôn dừng một chút, lúc này mới nói tiếp cái thứ tư. Nơi cuối cùng đề cử với cậu là Thành Thạch, một thành chi nhỏ thành Bồng Lai một minh quy hoạch, là nơi chuyên dùng để khai phá cổ nguyên. Cố nguyên. Cia, Tô Dịch Khôn nhìn Trần Đức có chút kỳ quái, thấy biểu tình của anh, hình như không biết thần nguyên là gì. Nhưng nghĩ một chút thì cũng bình thường, Trần Bát Hoang cũng mới hơn 20-30 tuổi, dựa theo tuổi tác mà nói, tuổi này rất nhiều người vẫn chưa rời khỏi bao bọc của gia đình, thậm chí vẫn còn đang bế quan, căn bản không thể ra ngoài xông xáo. Chắc chắn, Trần Bát Hoang trước mặt cũng vừa ra ngoài không lâu, rất nhiều thứ đô không rõ, không biết, nên cũng không kỳ quái. Cổ nguyên chính là một loại đá, giống như nguyên thạch, nhưng trong nguyên thạch tồn tại nguyên khí, cũng là một loại tiền của đại thiên thế giới, cổ nguyên thì khác, nó là một loại đá đặc biệt có lịch sử lâu dài rất nhiều năm trước. Trong những loại đá này, thông thường có thể sẽ chứa nguyên thạch, đương nhiên. Còn có một vài thứ đô khác, có người khai thác được binh khí, thần thông, võ kỹ ở bên trong, thậm chí. Tây Thần Châu còn có người từng mở ra một loại truyền thừa tồn tại tiên hiền, từ đó một bước lẽn. Trời! Tóm lại, chỉ cần vận khí tốt, về lý thuyết lấy ra đồ gì cũng được. Hiểu rồi! Cổ nguyên trong miệng Tô Dịch Khôn đại khải chính là nguyên thạch phi thủy của địa cầu. Điểm khác nhau duy nhất là nguyên thạch phỉ thúy chỉ có thể lấy ra các loại phỉ thúy, cố nguyên thì có thể lấy ra một vài thứ đồ khác. Ba nơi Tô Dịch Khôn nói trước đó, ngược lại Trần Đức không cảm thấy hứng thú lầm, anh định chuẩn bị đi Thành Thạch. Anh muốn thử dùng mắt nhìn thấu của mình có thể nhìn xuyên thủng cố nguyên giống như ả địa cầu hay không. Nếu như có thể, tuyệt đối bội thu. Nhưng trước đó anh vẫn phải đi một chuyến đến hàng đấu giá và phường giao dịch. Tại sao? Bởi vì anh hết tiền rồi. Tiền thòng dụng của đại nguyên thế giới chính là nguyên thạch, không có nguyên thạch thì chẳng khác nào không có tiền làm sao mua được cố nguyên. Đến lúc đó ngộ nhỡ có thể nhìn thấu, lại nhìn thấy đồ tốt, nhưng không có tiền mua, vậy thì chẳng phải rất đáng tiếc sao. Trên người Trần Đức không có đồ gì bán, anh chỉ có hai kiếu đồ duy nhất có thể sản xuất không ngừng. Thứ nhất, nguyên khí hỗn độn. Thứ hai, luyện đan. Nguyên khí hỗn độn quá mức dọa người, đương nhiên anh không thể trực tiếp lấy ra bán, như vậy có thể dẫn đến phiền toái không cần thiết, phương pháp kiếm tiền duy nhất chỉ có thế là luyện đan. Luyện đan được gì đây? Luyện đan là một chuyện phức tạp, đan dược một đêm có thể luyện chế xong không nhiều, mà một đêm có thể luyện chế ra đan dược hấp dần người ta để bán được giá tốt lại càng khó. Tính lựa chọn của anh không nhiều. Suy cho cùng, phương thuốc anh biết rất ít, trong đó có một phần là Linh Lung truyền cho anh. Nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có Tị Lôi đan mới có thể bán ra giá tốt nhanh nhất, hấp dẫn người ta nhất. Đột phá đến cảnh giới khai thiên và trên khai thiên, mỗi một cường giả đều cần độ lôi kiếp, mà lôi kiếp vô cùng kinh khủng, làm không tốt thì sẽ chết dưới lôi kiếp. Mà có Tị Lôi đan thì khác. Tị Lôi đan sơ cấp có thể giảm nhẹ 10% lôi kiếp. Trung cấp có thể giảm nhẹ 15%. Tị Lôi đan cực phẩm thậm chí có thể giảm nhẹ 20% áp lực lôi kiếp. Đừng nghĩ đến 10%, 15%, 20% này, đến lúc đó vì một chút này thôi cũng sẽ mất mạng. Mà quá trình luyện chế tị lôi kiếp cũng không phức tạp, trong một đêm,
ít nhất anh có thể luyện chế 2 viên, vận khí tốt nói không chừng có thể luyện chế 3 viên. Đương nhiên, nói không phức tạp, cũng chí lẻ với Trần Đức, cũng không phải ai ai cũng biến thái như anh, còn có cả loại ngon lửa ly hỏa biến thái này nữa. Nếu không cũng không đáng giá. Muối tỏi. Trần Đức nhờ Tô Dịch Khôn lấy 2 cái đỉnh và một vài dược liệu cần luyện chế, còn đỉnh và dược liệu tốn bao nhiêu nguyên thạch, đương nhiên Trần Đức chỉ có thể thiếu nợ trước. Đối với một người có thẻ chứng nhận cấp chí tôn mà nón, nợ một chút nguyên thạch, Tô Dịch Khôn cũng không để ý, dù Trần Bát Hoang không trả, ông ta còn có thể đi tìm Đảo Định Thiên. Suốt một đêm, Trần Đức bắt đầu không ngừng luyện đan. Quá trình rất thuận lợi. Giống như anh dự đoán, khi tia nẳng ban mai xuất hiện vào ngày hôm sau, 3 viên đan dược đã luyện xong. Huyết mạch vô địch, còn biết luyện đan, trong tiểu thế giới, lão Hiếu Hoang hâm mộ bật khóc, muốn ói máu, cái tên khốn địa cầu này, quả thật không cho người ta sống mà. Tu võ mạnh thì thôi đi, thần hồn còn vượt quá cánh giới hiện tại của anh, cái này cũng không nói, con mẹ nó còn biết luyện đan. Nhìn trình độ luyện đan thành thục này giống như đầu bếp đẳng cấp đang nấu án, tay nghề điêu luyện, hạ bút thành văn. Lão Yêu Hoàng cũng hoài nghi rốt cuộc Trần Bát Hoang có phải người hay không, trên đời này sao lại có loại người như vậy? Không phải là loài người rồi. Cũng may thằng nhãi này thần hồn dù mạnh nhưng vẫn chưa mở rộng, thiên tâm ấn ký cũng chưa phát giác, lão Yêu Hoàng cưỡng ép an ủi ý bản thản. 3 viên tị lôi đan luyện chế thành công. Trần Đức đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên, Trần Bát Hoang, mau ra đây, tao muốn khiêu chiến với mày, một tiếng quát chói tai vang lén, truyền vào trong lỗ tai Trần Đức. Trần Bát Hoang, mày dựa vào cái gì mà có thể có thẻ chứng nhận cấp chí tôn, tao không phục, tao muốn khiêu chiến với mày. Trần Bát Hoang, mau đi ra. Trần Bát Hoang, mày chỉ biết làm con rùa rụt cố, chỉ biết trốn trong hương mãn viên thôi sao, có gan thì ra chấp nhận khiêu chiến của tao đi. Một loạt tiếng vang truyền đến, Trần Đức đẩy cửa số ra, nhìn thấy rõ ràng ở cửa hương mãn viên có một chàng thanh niên đang hét lớn về phía hương mãn viên. Thực lực của hắn ta không yếu, cố bản ba giai. Nhưng ở trong thành Bồng Lai này, cố bản ba giai này cũng không phải mạnh. Hơn nữa, tuổi tác của hắn ta không nhỏ, từ khí tức và khí huyết phán đoán, ít nhất 3-4 ngàn tuổi. Ngoài hân ta ra, ở cửa hương mãn viên còn có mấy trăm người đang đứng. Mấy trăm người này dường như đến xem cuộc chiến, hoặc đi cùng hiền ta. Trần Bát Hoang đó cũng chỉ như vậy thôi, ha ha, ngay cả khiêu chiến cũng không dám chấp nhận, cũng không biết có mối quan hệ đặc biệt gì mà lại nắm được thẻ chứng nhận cấp chí tôn. Đúng rồi, dựa vào cái gì mà hẳn có thể có được thẻ chứng nhận cấp chí tôn, chúng ta thì phải tham gia luận võ, tôi không phục cách sắp xếp này của Đảo Định Thiên. Đúng, anh Ngô, hôm nay tôi nhất định phải đánh ngã hân. Nghe một hồi, cuối cùng Trần Đức đã hiểu, hóa ra sau một đêm, chuyện liên quan đến thẻ chứng nhận cai tần của anh đã truyền vào tai những người tham gia luận võ. Những người đó ai cũng tâm cao khí ngạo, biết được tuổi tác anh chưa đến 30, ngay cả khí tức cảnh giới cũng không cảm nhận được, đương nhiên không phục, cho nên liền tìm đến cửa. Theo quy định bất thành vãn của thành Bồng Lai, chỉ cần đánh bại anh, hình như anh phải dâng ra lệnh bài chí tôn. Tôi không gãy sự. Mấy chuyện này cứ tìm đến cửa. Trần Đức có chút hết nói nổi, luyện đan cá một đếm, quá thực rất mệt, cũng không có tâm trạng so đo với những người khác, anh trực tiếp đóng cửa số, khép kín giác quan thứ 6, đi ngủ. Sau hơn 3 canh giờ, đến giờ đi hàng đấu giá rồi, lúc này anh mở mắt, xuống tầng. Xuống tầng rồi, anh bất ngờ phát hiện những người đó vẫn còn ở đây. Chỉ có điều, bọn họ không cao giọng gào thét, Ngô Động cầm đầu. Cứ ngồi im lặng ở cửa. Số người từ mấy trăm sau 3 canh giờ trước phát triển thành 4-5 ngàn người, liếc mắt nhìn, cảnh tượng rất tráng lệ. Những người này bao gồm cả Ngô Động trong đó đều không có thẻ chứng nhận, không thể tiến vào hương mãn viên, cho nên chỉ có chờ đợi ở cửa. Trần Đức nhìn thấy cả đám người như vậy, anh có chút hết nói nối. Nhưng, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, thời gian của anh rất quý báu, không có thời gian kéo dài với mấy người đó. Lúc này anh TSL chiến hư không thuật bí mật rời đi. Hàng đấu giá của thành Bồng Lai rất lớn. Còn lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Trần Đức. Hàng đấu giá tên là Hằng Thiên Các. Toàn bộ Hằng Thiên Các nhìn vô cùng rộng lớn, không nhìn thấy biên giới, diện tích ít cũng phải 700-800 dặm. Cửa lớn Hằng Thiên Các như một đầu một con cự thú,
Cự thú đó lớn như núi cao, há miệng ra như một cái động đen, đầu lưỡi được một tấm thảm đỏ thâm chiếm lấy. Trước cửa, có hơn 10 người đẹp cực phẩm đang đứng chào đón, từng cường giả đều dùng vé vào cửa, lần lượt đi vào trong. Buổi đấu giá còn có một canh giờ nữa mới bắt đầu. Mà một canh giờ này cũng là thời gian cuối cùng tiến vào hội trường cho một vài người có đồ muốn bản, bỏ lỡ một tiếng này, trừ phi là bảo vật cực kỳ đặc biệt, nếu không thì quyết không cho phép nửa đường tham gia đấu giá. Bình thường, đi vào hàng thiên các cần vé vào cửa, nhưng Trần Đức có thẻ chứng nhận chí tôn, chỉ cần có thẻ chứng nhận này ở trong thành Bồng Lai, cho dù ở đâu cũng đều được miễn vé. Anh đến trước cửa, nói rõ ý đồ, lấy ra thẻ chứng nhận. Nhân viên đón khách trước cửa vừa nhìn thấy thẻ chứng nhận chí tôn thì chớ nên vô cùng chăm chú. Công tử, mời anh vào bên trong. Cô ta dùng sự nhiệt tình cao nhất mời Trần Đức vào một phòng bao hào hoa, rộng rãi. Công tử, anh chờ chút, cấp bậc của tôi không đủ tiếp đãi anh. Rất nhanh, một người phụ nữ khác vào phòng, người phụ nữ vô cùng lẳng lơ xinh đẹp, so với Lăng Yến và Sở Kiều thì càng lẳng lơ xinh đẹp hơn, mang đến một loại khí tức ma mị, mắt như sóng mùa thu. Mày như nước, cho dù phụ nữ Trần Đức gặp cũng nhiều, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, anh lại ngây ngẩn, giống như suýt chút nữa rơi vào trong một vòng xoáy nào đó. Nhưng, cũng chỉ trong một giây sau, Trần Đức liền thoát khỏi cái bẫy đó. Người phụ nữ này tu luyện mị thuật sao, trong lòng Trần Đức tự hỏi, âm thầm kinh hãi, cảm giác vừa rồi 100% không bình thường, một khi anh chìm vào trong đó. Rất có khả năng sau đó sẽ để mặc cho người phụ nữ chỉ đạo. Phòng đấu giá như vậy có thể giành được vị trí chủ đạo của đàm phán, lợi nhuận mang lại chắc chắn tương đối lớn. Hằng Thiên Các đúng là có tính toán tốt. Cùng lúc anh kinh hãi, người phụ nữ bề ngoài bình tĩnh, mang theo vẻ tươi cười, thật ra nội tâm thì vô cùng chấn động. Cô ta đến từ tộc Hồ, từ nhỏ đã tu luyện một loại mị thuật ở tộc Hồ, cũng là phương pháp cấm. Kỵ. Loại mị thuật này tu luyện từ nhỏ đã sớm thấm vào xương tủy, đi sâu vào máu, sâu thẳm vào môi tế bào, có thể nói đã mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Cho dù lè cường giá khai thiên, đạp thiên, thậm chí mạnh hơn, trong lúc không chú ý cũng sẽ bị thuật mị hoặc của cô ta ảnh hưởng. Mà người đàn ông trước mắt, lại, không chịu một chút ảnh hưởng. Không đúng, có một giây, nhưng, một giây kia có thể tính là ảnh hưởng sao? Quan trọng nhất là người thanh niên trước mắt này rất trẻ. Tuổi tác không tới 30. Thông thường người tuổi này vừa nhìn thấy cô ta, cản bản không thể duy trì nổi, chí ít cũng phải choáng váng quay cuồng, đế mặc cô ta sắp đặt, cô ta nói một, đối phương tuyệt đối sẽ không nói hai. Tình huống bây giờ khác hoàn toàn một trời một vực với kết quả trong dự liệu của cô ta, ngược lại cũng không danh là người có thẻ chứng nhận chí tôn. Công tử, tôi tẽn chúc mặc quen. Là người chú chỉ buổi đấu giá này của Hằng Thiên Các, cũng là người phụ trách cao nhất của buổi hôm nay. Kinh ngạc thì vân kinh ngạc, nghiệp vụ bồi dinh cơ bản Trúc Mạc Uyên vẫn có, bước chân cô ta uyển chuyến, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Trần Đức, không biết công tử họ gì. Có đồ muốn đấu giá. Họ Trần. Trần Đức cũng chẳng buồn so đo chuyện vừa rồi, anh lấy ra một cái bình nhỏ trong suốt, trong này có 3 viên đan dược, tên là Tị Lôi Đan, 1 viên trung cấp, 2 viên cấp thấp. Tị Lõi Đan. Đương nhiên Trúc Mạc Uyên đã từng nghe qua giá của viên Tị Lôi Đan này, cô ta giơ bàn tay ngọc ra nhận lấy, dùng nguyên khí cảm nhận một hồi, sau khi chắc chân là Tị Lôi Đan, trong lòng lại lần nữa nối lên gợn sóng. Dõi mặt toàn bộ Tây Thần Châu, người có thể luyện chế thành công Tị Lôi Đan sẽ không vượt quá 1.000 người. Dân số Tây Thần Châu 1.000 tỷ, chỉ có 1.000 người có thể luyện chế, nhưng có thể tưởng tượng được, Tị Lôi Đan chân quý, hiếm hoi biết bao. Công tử, giá thị trường của Tị Lôi Đan trung cấp khoảng 100.000 nguyên thạch thượng phẩm một viên, sơ cấp là 60.000 nguyên thạch thượng phẩm một viên, nhưng đan dược này rất ít khi xuất hiện trên thị trường, mặc dù có tiền, bình thường cũng rất khó mua được, vì vậy bán đấu giá xác hẳn cao hơn giá cả thị trường. Cho dù Trúc Mạc Uyên chỉ nói chuyện cũng mang theo một vẻ quyến rũ nồng đượm, loại quyến rũ này nghe vào trong tai người đàn ông, có thể khiến người ta tê dại, tràn đầy ma lực. Mạc Uyên định giá khởi điểm đấu giá đến 50.000 cản nguyên thạch thượng phẩm và 30.000 cản nguyên thạch thượng phẩm, thế nào? Công tử yên tâm, giá giao dịch cuối cùng sẽ không thấp hơn giá thị trường mà tôi đã đề cập trước đó. Sau khi giao dịch, hàng đấu giá sẽ thu lại 10% tiền hoa hồng theo quy định, anh cảm thấy sao? Được,
Trần Đức gật đầu. Vâng, công tử, anh ở đây chờ đợi hay vào phòng đấu giá? Người trong phòng đấu giá hơi đông, nhưng ở đây cũng có thể thể thông qua truyền tống trận nhìn thấy tình hình bên trong, Trúc Mạc Uyên từ đầu đến cuối mang theo nụ cười mê hoặc động lòng người. Cứ chờ ở đây. Vốn dĩ vì chuyện thẻ chứng nhận chí tôn đã rước lấy chút phiền toái, Trần Đức tạm thời không muốn đi đến nơi đông người lộ mặt. Vâng. Trúc Mạc Uyên có chút mất mát, từ khi cô ta gia nhập Hằng Thiên Các tới nay, đây là lần đầu tiên giao tiếp với người khác bị đối xử lạnh lùng như vậy. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, người thanh niên trước mắt này đối xử vô cùng lạnh lùng với cô ta, thậm chí ngay cả một chữ cũng không muốn nói nhiều. Đàn ông, không phải đều giống nhau ư, tại sao anh chàng này có thể chống cự lại mị lực của cô ta? Trúc Mạc Uyên mang theo nghi ngờ rời khỏi phòng bao, khi tiến vào lần nữa, cô ta bưng theo một vài món ăn ngon và rượu ngon thượng đẳng, công tử, anh từ từ hưởng thụ, buổi đấu giá sắp bắt đầu, Mạc Uyên phải đi chuẩn bị một. Chút, có chuyện gì anh cứ gõ ngón tay, bên ngoài sẽ có người phục vụ anh, nếu anh nhìn chúng món đồ gì, cứ ra giá, anh chỉ cần ấn nút bên cạnh ghế ngồi là được. Ừ, Trần Đức nhàn nhạt đáp lại một tiếng, anh không ác cảm gì với Trúc Mạc Uyên, nhưng cũng không có thiện cảm gì, người phụ nữ này quả thật quá yêu tinh, từ đầu đến cuối đều sử dụng thuật mị hoặc, nếu không phải thần hồn anh quá mạnh, tâm trí đủ kiên định, không thì thần hồn đã sớm điên đảo, ý loạn thần mê. Để mặc cô ta dần dắt không chế. Tóm lại, người phụ nữ Trúc Mạc Uyên này không phải loại tầm thường. Người phụ nữ không tầm thường, Trần Đức không muốn có giao lưu nhiều. Quá mệt mỏi. Một canh giờ sau, buổi đấu giá bắt đầu, thông qua hình ảnh truyền tống trận truyền lại, Trần Đức không thể không cảm thán bản lĩnh của Trúc Mạc Uyên. Một buổi đấu giá bình thường được cô ta nhiều lần đấy lên cao trào, phần lớn người trong hội trường không rời mắt nổi bóng hình cô ta. Phàm là đồ tốt một chút, giá cả đấu giá dưới dẫn dắt của cô ta cũng vượt xa giá thị trường. Mà tỷ lôi đan của Trần Đức lại đấu giá cao đến 580.000 cân nguyên thạch thượng phẩm. Loại giá cả này võ giả bình thường, hơi phổ thông một chút có thể nói là cả đời cũng khó mà thấy. Cả buổi đấu giá Trần Đức không nhìn chúng bất kỳ thứ đồ nào, nhưng anh cũng tham gia đấu giá, đều là một vài thiên tài địa bảo, các loại dược liệu. Coi như mua chút quà vặt cho tiểu y, tổng cộng hết 30.000 cân nguyên thạch thượng phẩm. Đến khi kết thúc, Trúc Mạc Uyên biến mất khỏi võ đài, rất nhiều ánh mắt lưu luyến khó quên trên người cô ta, giống như mất hồn. Tiểu yêu tinh này nên bắt lại 100 lần, quá lẳng lơ, lão yêu hoàng đột nhiên mớ miệng, cười đê tiện, tên nhãi Trần, tôi đề nghị cậu nghĩ cách đoạt cô ta về tay, tiếp xúc chục năm. Khụ, Trần Đức vừa đưa rượu lên đến miệng, suýt chút nữa bị sặc, lão yêu hoàng. Không ngờ lão già mấy trăm ngàn tuổi như ông còn có mồm miệng tốt vậy. Mấy trăm ngàn tuổi thì tôi cũng là một người đàn ông, lão yêu hoàng lấm bấm, hơn nữa, không phải tôi nói tôi muốn làm, mà để cậu làm, tộc hồ chơi rất thú vị, chắc chắn không thử chút. Thôi, Trần Đức lắc đầu, mặt đầy vạch đen người quân tử thích tiền của, đế dùng nó cho việc đạo, tạm thời tôi không hứng thú với cô ta. Trong lúc Trần Đức và lão yêu hoàng tính toán với Trúc Mạc Uyên, Hằng Thiên Các, trong phòng VIP mật thất khác, lúc này Trúc Mạc Uyên đang hơi khom người, rất cung kính trước mặt một lão giả. Lão giả đã hơn 70.000 tuổi, thực lực rất mạnh, nhưng dáng vẻ nhìn qua cũng chỉ 5-60 tuổi ở địa cầu. Mặc chiếc áo khoác giá trị không nhỏ, ánh sáng chói lọi, tóc dài xõa sau lưng, mang khí tức cấp trên. Ông ta là Tào Nam Thiên, các chủ Hằng Thiên Các. Vừa đến đây 10 phút trước, lúc này ông ta ngồi trên một chiếc ghế, đối mặt với Trúc Mạc Uyên, mặt mang theo vài phần chăm chú, dường như đang suy nghĩ gì đó. Mạc Uyên, cô chắc chắn hắn chính là Hoang Thiên Vương. Chưa đến 30 tuổi mà miễn dịch thuật mị hoặc của cô. Chắc chắn, ông cũng biết đấy, vài ngày trước Mạc Uyên đúng lúc qua bên đó làm việc, tôi cũng quan sát cuộc chiến từ xa, hôm nay nhìn thấy hắn tôi cảm thấy có chút quen mặt, sau khi hắn miễn dịch mị thuật của tôi vẫn đang suy nghĩ. Biết trong buổi đấu giá xuất hiện một món đồ đến từ Tây Hải, tôi mới liên tưởng đến hắn. Hắn chính là Hoang Thiên Vương chém chết Nam Cung Trần, cũng là một trong 300 người sống sót rời khỏi đảo Khốn Long, chém chết Trần Võ Si, Trần Tử Phi. Mạc Uyên cho rằng tị lôi đan cũng do anh ta tự luyện chế, từ trong tị lôi đan, tôi cảm nhận thấy khí tức giống với anh ta. Trúc Mạc Uyên nói hết chuyện này đến chuyện khác, Tào Nam Thiên nghe mà mí mắt không ngừng nhảy. 30 tuổi. Ở tuổi này,
Bọn họ ở trong mặt mấy lão già chẳng khác gì trẻ sơ sinh mới chào đời, ngoại trừ những yêu nghiệt cao cấp không thể cao cấp hơn, ai có thể đạt được thành tựu này. Những yêu nghiệt đẳng cấp hàng đầu kia, hoặc xuất thân từ chín thế gia viễn cổ lớn và ba thánh địa viễn cổ lớn của đại thiên thế giới. Hoặc chính là bốn đất nước lớn trên thế gia viễn cổ. Nước Vĩnh Hằng, nước Thông Thiên, nước Băng Hàn, nước Vạn Thánh. Người của bốn đất nước lớn này đứng trên đại thiên thế giới, quyết định số mạng của toàn bộ đại thiên thế giới, hậu nhân của họ bình thường sẽ không xuất hiện ở đại thiên thế giới này. Mà yêu nghiệt thế hệ trẻ của chín thế gia viên cổ lớn và ba thánh địa viên cổ lớn, Tào Nam Thiên đều nghe qua, thậm chí có một vài người ông ta còn tận mắt nhìn thấy. Nhưng, danh hiệu Hoang Thiên Vương, nhân vật Trần Bát Hoang này ông ta chưa bao giờ nghe, trước giờ cũng chưa từng thấy. Tào Nam Thiên âm thầm suy đoán, cuối cùng không suy nghĩ Trần Đức đến từ vị trí dưới, dù sao trong nhận thức của ông ta, vị trí dưới cho dù có người có thể đột phá vị trí đến đại thiên thế giới, nhưng cũng sẽ không tồn tại biến thái như vậy. Sau đảo Khốn Long, hắn đột nhiên xuất hiện, không biết đến từ đâu, hay là hắn vốn dĩ đi ra từ đảo Khốn Long, là người trong đảo. Càng nghĩ, Tào Nam Thiên càng cảm thấy chấn động, kinh khủng, nếu như thật sự đi ra từ đảo Khốn Long, Trần Bát Hoang có khả năng là người của 100.000 năm trước. Ông ta rất rõ, trên đời này có một vài thủ đoạn nghịch thiên có thể phong ấn con người, khiến người ta sống tiếp, đến thời gian nhất định, thời cơ nhất định thì sẽ hồi phục, lại xuất hiện. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có loại khả năng này. Mạc Uyên, bên cậu Trần kia, cho dù hắn đưa ra yêu cầu gì, cô thỏa mãn hết, trước khi tôi quay về, cô phải đi theo bên cạnh hắn. Tào Nam Thiên đứng ngồi không yên. Nếu Trần Bát Hoang lai lịch khiếp người như vậy, phải quay về bẩm báo chuyện này. Về đâu? Thánh địa Thái Thương, một trong ba thánh địa viễn cổ lớn. Tào Nam Thiên ông ta cũng chỉ là một đệ tử bình thường của thánh địa Thái Thương, phát hiện trọng đại như vậy phải bẩm báo lên trên. Vâng, các chủ xin hãy yên tâm. Trúc Mặc Uyên nhận lệnh, lời còn chưa dứt, Tào Nam Thiên biến mất tại chỗ. Lúc này, Trần Đức đang uống rượu. Rượu của đại thiên thế giới so với rượu của địa cầu tốt gấp 10.000 lần, vì, rượu, thời gian càng dài càng tốt. Thời gian của địa cầu vô cùng trân quý, rượu mấy năm, mười mấy năm, trên trăm năm đếm trên đầu ngón tay, ít lại càng ít, trên trăm năm quả thật chính là quý hiếm. Còn đại thiên thế giới thì sao? Thời gian hoàn toàn không đáng. Tiền, cứ so với cái tên chiến thần đại triệu tên Quách Khai gì đó, hơn 300 tuổi. Tuổi này ở địa cầu đã sớm lên bàn thờ rồi. Đại thiên thế giới thì sao? Hơn 300 tuổi, con mẹ nó vẫn là thê, hệ trẻ. Rượu nơi này có thể tưởng tượng được, rượu lâu trăm năm hoàn toàn chính là rượu cấp thấp nhất, rượu Trần Đức uống là loại rượu ngon thượng phẩm, niên đại 30.000 năm. Hơn nữa, nguyên liệu chính là các loại thiên tài địa bảo luyện chế, mùi thơm cực điểm. Trần Đức uống từng ngụm như nước, thậm chí cũng có chút say. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon, mặc dù so với rượu tôi trưng cất vẫn kém hơn chút, nhưng cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm, lão yêu hoàng, rượu ngon như vậy đáng tiếc ông chỉ có thể nhìn tôi uống. Đột nhiên truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Vào đi. Trần Đức đặt chén rượu xuống, nhìn về phía cửa. Cửa nhanh chóng được mở ra. Trúc Mặc Uyên từ ngoài cửa đi vào, trong thời gian ngắn, cô ta đã thay quần áo, áo hai dây vải ren, giày cao gót. Toàn thân nhìn càng quyến rũ, càng nóng bỏng, càng lẳng lơ, đôi mắt hấp dẫn, môi miệng ửng đỏ, cổ áo thấp đến mức như không mặc, váy chạm vừa đến đùi, khoe một cách tinh tế cơ thể cô ta. Khi cô ta đến gần, trong không khí cũng có thêm một mùi thơm phụ nữ hấp dẫn đàn ông. Quần áo của Trúc Mặc Uyên có thể nói là cực kỳ mê hoặc, thật sự là một yêu tinh, cũng may phụ nữ Trần Đức từng gặp quá nhiều, nếu không thì đã xịt máu mũi lâu rồi. Sau lưng cô ta còn có một phụ nữ đi theo. Người phụ nữ ngược lại ăn mặc bình thường, tay bưng một cái khay, trên khay có hai cái túi càn khôn, một vàng một tím. Công tử, đây là nguyên thạch anh đấu giá được, ba viên tị lôi đan tổng cộng đấu giá được 580.000 cân nguyên thạch thượng phẩm, khấu trừ 10% phí thủ tục và 30.000 tiền thiên tài địa bảo, còn 490.000 cân nguyên thạch. Thượng phẩm, tất cả ở trong túi càn khôn, công tử xem đi ạ. Trúc Mặc Uyên đích thân cầm túi càn khôn lên, đưa cho Trần Đức, lúc anh giơ tay cầm, không biết vô tình hay cố ý, cô ta gãi vào lòng bàn tay, rất nhẹ, rất ngứa, đôi mắt long lanh liếc mặt đưa tình.
Những thứ này là thiên tài địa bảo anh đấu giá được, cũng đã đựng trong túi càn khôn cho anh, sau đó Trúc Mặc Uyên lại cầm túi càn khôn màu tím đưa tới. Lần này, lúc Trần Đức lấy túi càn khôn, Trúc Mặc Uyên hoàn toàn không còn âm thầm gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh, mà trực tiếp bắt lấy, hình như công tử rất thích uống rượu, chỗ tiểu nữ có một bình rượu ngon, không biết công tử có muốn thưởng thức không? Một. Đúng, quả thật tôi thích uống rượu, nhưng... Trần Đức tỉnh bơ rụt tay về, bỏ hai túi càn khôn vài tiểu thiên địa, thản nhiên nói, nhưng không thích uống rượu hoa, xin cô Trúc tự trọng, còn dùng thuật mị hoặc của cô, đừng trách tôi không khách khí, hiểu chưa? Mặt đẹp của Trúc Mặc Uyên hơi cứng lại. Hóa ra người đàn ông này đã sớm nhận ra thuật mị hoặc của cô ta. Hình như còn khó làm hơn trong tưởng tượng. Cô ta có thể nhìn ra, Trần Bát Hoang tuyệt đối không phải người cô ta đùa cợt nổi, nếu cô ta cố ý dẫn dụ, e rằng thật sự sẽ không nể mặt. Quả nhiên công tử không phải người thường, Trúc Mặc Uyên vẫy tay, bảo cô gái sau lưng lui xuống, đóng cửa phòng VIP, thu hồi thuật mị hoặc. Nhưng, cho dù thu hồi vẫn có cảm giác mị hoặc nồng nặc, không còn cách nào khác, từ nhỏ cô ta đã tu hành thuật pháp, có phần đã khắc vào xương tủy, không phải cô ta muốn khống chế thì có thể khống chế. Nói đi, có chuyện gì, Trần Đức rất trực tiếp, giữa anh và Hằng Thiên Các cũng chỉ là giao dịch đấu giá, giao dịch hoàn thành, một phát cắt đứt là bình thường, nhưng Trúc Mặc Uyên vẫn còn ở đây, hiển nhiên là có chuyện. Cậu Trần, quả thật thiếu nữ có chuyện, giọng Trúc Mặc Uyên êm dịu, được biết Hoang Thiên Vương đến đây, các chủ Hằng Thiên Các Tào Nam Thiên muốn gặp mặt công tử, bảo anh. Đợi ông ấy ở đây. Xin lỗi, thời gian của tôi rất quý báu. Trần Đức không chút suy nghĩ, trực tiếp từ chối, cái gì mà các chủ Hằng Thiên Các, anh căn bản không quen, ngay cả đối phương là nam hay nữ, tốt hay xấu, bạn hay địch, tất cả đều không biết, tại sao phải chờ. Hơn nữa, Trúc Mặc Uyên gọi anh là Hoang Thiên Vương, rõ ràng đối phương đã biết chuyện của Tây Hái, cá chuyện của đảo Khốn Long cũng đã tra ra, biết rồi, ngộ nhỡ cô ta lòng mang ác ý, sẽ rất phiền toái. Lời vừa dứt, Trần Đức định đi, nhưng, Trúc Mặc Uyên lại nhắm mắt theo đuôi. Làm sao, tôi không đợi được người mà các cô gọi là các chủ, các cô không cho phép tôi rời đi, giọng Trần Đức có chút lạnh, nếu thật sự như vậy, anh không ngại cứng rắn. Không, không, công tử không cần đa nghi, chỉ là các chủ có dặn dò, trước khi ông ấy quay về, bảo tôi nhất định đi theo anh, chỉ cần cho tiểu nữ đi theo anh, yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng. Trúc Mặc Uyên rất rõ, người đàn ông như Trần Đức thẳng thắn, thà nói thẳng còn hơn vòng vo. Tùy cô, giọng Trần Đức vẫn rất lạnh nhạt, không nói nhiều, rời khỏi Hằng Thiên Các, đi thẳng về phía Thành Thạch. Thành Thạch lớn hơn Hằng Thiên Các, lớn hơn gấp 10 lần. Vừa đi vào, Trần Đức nhìn thấy hai bên đường phố có các loại cổ nguyên, anh lập tức khởi động mắt nhìn thấu, thử xem có thể nhìn thấu những viên đá này hay không. Nhưng, anh bất ngờ phát hiện, anh có thể xuyên thấu, chỉ có một phần nhỏ, mà phần nhỏ này cực kỳ rác rưởi, một khi mua vào tay, ắt sẽ thua thiệt. Ví dụ như, trong một khối cổ nguyên niêm yết giá 10.000 cân nguyên thạch thượng phẩm, cũng chỉ có hơn 1 cân nguyên thạch thượng phẩm, chênh lệch giữa trả giá và thu hoạch cực lớn. Càng nhiều, anh càng không có cách nào nhìn thấu. Trong những cổ nguyên kia đều có đường quấn quanh, mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Đúng là phải dựa vào vận khí, Trần Đức có chút thất vọng, mang theo kỳ vọng đến đây, không ngờ lại có kết quả như vậy. Đi dạo một vòng, Trần Đức không mua được bất kỳ một viên cổ nguyên nào. Ngược lại theo sau anh, Trúc Mặc Uyên ăn mặc lẳng lơ đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Không còn cách nào khác. Cô ta nổi danh toàn thành Bồng Lai, nổi đến mức nào chứ, tương đương với minh tinh người người nhà nhà đều biết. Không ai không nhận ra. Lúc này, cô ta giống như nữ bộc, cung kính, đi theo phía sau Trần Đức, muốn không thu hút sự chú ý cũng khó. Đó chẳng phải là Trúc Mặc Uyên sao? Mau nhìn xem, Trúc Mặc Uyên, đúng là Trúc Mặc Uyên. Wow, cô ta ăn mặc như này, đẹp, đẹp quá. Không được, nước mắt của tôi chẳng ra làm sao chảy ra từ miệng rồi. Những chỗ cô ta đi qua không ngừng vang lên tiếng bàn tán xôn xao, tuy Trúc Mặc Uyên đã cô, hết sức giảm bớt thuật mê hoặc, nhưng một số đàn ông nhìn thấy cô ta, vẫn không nhúc nhích nổi, chảy nước dãi, hận không thể. Nhào đến, đi trong đám đông như nước chảy, cô ta giống như con đom đóm, vô cùng nổi bật, thu hút, kéo theo cả Trần Đức cũng trở thành đối tượng bị bàn tán. Vãi,
Tên nhóc đó là ai, mà lại để Trúc Mặc Uyên đi theo phía sau? Dáng vẻ của Trúc Mặc Uyên rất giống một nô bộc. Chuyện gì vậy, tên nhóc đó có tài đức gì chứ? Rất nhiều người nhìn Trần Đức với ánh mắt tức giận, giống như từng con sói hoang, hận không thể ăn thịt anh, thậm chí có những võ giả đã bị thu hút đến mức không nhịn được, không tự chủ đi theo phía sau họ. Đúng là phiền phức. Trần Đức được một phen đau đầu, tôi nói này, cô cũng thật nổi tiếng đấy. Hoàng Thiên Vương, tôi cũng không muốn, nhưng hàng ngày có quá nhiều người đến Hằng Thiên Các bán đấu giá, lâu dần, mọi người cũng biết đến tôi, anh cũng biết đây, đó là công việc của tôi. Trần Đức bĩu môi, không nói thêm nữa. Bởi vì có rắc rối đến, một luồng khí thức không thân thiện đang điên cuồng, nhanh chóng lại gần. Sau hai ba hơi thở, một người đàn ông đột ngột xuất hiện trước mặt anh, đôi mắt nhìn chằm chằm anh. Người đàn ông không yếu, ngược lại, vô cùng mạnh, phán đoán từ khí tức chảy ra từ hắn, ít nhất cũng là thiên khai bậc 2, chỉ thấp hơn một cảnh giới nhỏ so với Quách Khai được gọi là chiến thần đại triệu. Hắn khoanh hai tay trước ngực, như nhìn thấy kẻ thù giết cha, đôi mắt chỉ có ngọn lửa tức giận hừng hực, đố kỵ. Trầm mặc một lúc, hắn dùng giọng điệu ra lệnh, lạnh lùng nói với Trần Đức, mày, quỳ xuống liếm giày cho tao. Trong lúc nói, hơi thở của hắn cũng ập lên mặt Trần Đức, vênh váo hung dữ, vô cùng bá đạo. Ánh mắt của hắn mang theo nỗi hận vô tận nhìn vào Trần Đức, lại thêm lời nói và giọng điệu ra lệnh, tỏ ra rất bá đạo. Khiến rất nhiều người đều hơi ngẩn người, nhưng, khi mọi người nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, lập tức hiểu ra. Trần Đức nhìn tên nhóc trước mặt, sau khi trải qua chuyện Quách Khai lần trước, anh dùng thiên cơ thuật kiếm tra lai lịch của hắn theo thói quen. Không điều tra được những thông tin cơ mật, bí mật, nhưng muốn điều tra được thông tin cơ bản cũng không khó. Rất nhanh, thông qua so sánh dung mạo, đã điều tra được. Hạng Diễm, 3600 tuổi. Người thành Bồng Lai. Trong thành Bồng Lai, có không ít sản nghiệp thuộc về nhà họ Hạng hẳn. Bản thân Hạng Diễm là người xuất sắc trong nhà họ Hạng, cũng là đệ tử nòng cốt Đảo Định Thiên, ở nhà họ Hạng, có lúc quyền lên tiếng của hắn còn có trọng lượng hơn gia chủ nhà họ Hạng, thân phận cao đến dọa người. Hiển nhiên, Hạng Diễm xuất hiện là vì Trúc Mặc Uyên. Hắn là người theo đuổi Trúc Mặc Uyên, thời gian theo đuổi cũng khá dài, rất nhiều người ở thành Bồng Lai đều biết rõ. Chẳng trách hắn dám hống hách như vậy, thực sự có chút bản lĩnh, nhưng với Trần Đức, chút bản lĩnh này thực sự chẳng là gì. Hơn 3000 tuổi, khai thiên bậc 2, cuồng ngạo cái gì? Vốn dĩ, vì Trúc Mặc Uyên thu hút quá nhiều sự chú ý, nếu có người đến tranh giành ghen tuông, thái độ tốt một chút, Trần Đức sẽ trực tiếp tặng cô gái này đi, dù sao cô gái này thực sự quá quyến rũ, đưa cô ta theo bên cạnh, có thể chuốc lấy rắc rối bất cứ lúc nào. Nhưng Hạng Diễm này thực sự quá đáng ghét, vừa đến đã ra lệnh cho anh quỳ xuống, còn phải liếm giày. Khiến Trần Đức rất ghét, rất không vui. Nhóc con, mày không nghe thấy tao nói hả? Thấy Trần Đức mãi chằm chằm nhìn hắn, Hạng Diễm lên tiếng nói tiếp, lần này giọng càng lạnh lùng hơn, thậm chí một thanh kiếm đã xuất hiện trong tay hân, một thanh đoản kiếm 3-40 cm. Chỉ cần Trần Đức nói một chữ không, hắn lập tức sẽ giết người, phái thấy máu. Đối với Hạng Diễm, cái mạng của một con kiến 30 tuổi chẳng hơn súc sinh là bao, giết thì giết, sẽ không có chút gánh nặng tâm lý nào. Nghe thấy rồi, Trần Đức khẽ nhếch khóe miệng, nở nụ cười theo thói quen, nếu tao không đoán nhầm, mày đến gây chuyện với tao vì Trúc Mặc Uyên, đúng không? Đúng thế. Hạng Diễm thừa nhận rất sảng khoái, toàn thành không ai không biết hắn theo đuổi Trúc Mặc Uyên, chẳng có gì phải che giấu. Huống hồ! Lúc này kiêu ngạo thừa nhận theo đuổi Trúc Mặc Uyên, có thể thể hiện trước mặt Trúc Mặc Uyên, có lẽ sẽ có được trái tim của cô ta, chẳng phải sao. Được, hiểu rồi. Trần Đức nghiêng đầu, nhìn sang Trúc Mặc Uyên, chẳng phải cô nói chuyện gì cũng nghe theo tôi à. Mặc Uyên làm theo tất cả mọi sai khiến của anh, Trúc Mặc Uyên vội hành lễ, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Tốt. Trần Đức lướt ánh mắt sang Hạng Diễm, nói với Trúc Mặc Uyên, cô cũng thấy rồi. Người đàn ông theo đuổi cô muốn tôi quỳ xuống liếm giày, cô cảm thấy nên làm thế nào? Trúc Mặc Uyên nhìn Hạng Diễm một cái, trong mắt không hề dao động. Cô ta là phụ nữ sẽ động lòng với đàn ông, nhưng người đàn ông này tuyệt đối không phải là Hạng Diễm. Cô ta không có chút cảm giác với Hạng Diễm. Không có cảm giác là không có cảm giác, không cần lý do. Sau đó, Trúc Mặc Uyên làm hành động khiến tất cả mọi người,
kể cả Trần Đức cũng phải ngạc nhiên, kinh ngạc không thôi. Cô ta quỳ xuống, quỳ trước Trần Đức. Sau đó, khom lưng, cúi đầu. Thè lưỡi liếm giày. Động tác ôn thuận, thân thiết, giống như một con thú cưng, một con chó. Cả quá trình, không nhanh, không chậm, mười mấy hơi thở là kết thúc, sau đó, lại đứng lên, lặng lẽ đứng phía sau Trần Đức. Xung quanh, tất cả mọi người đều sững sờ, giống như linh hồn chịu một đòn chí mạng, sắc mặt đỏ bừng, không thể tưởng tượng, không dám tin, ngây người đứng tại chỗ. Kể cả Trần Đức cũng vô cùng ngạc nhiên. Cô gái này, mẹ kiếp đúng là tàn nhẫn. Vốn dĩ, anh muốn cho Trúc Mặc Uyên làm chút hành động ám muội, hoặc là nói vài lời ám muội để đả kích Hạng Diễm. Nhưng chưa từng muốn đế cô ta quỳ xuống liếm giày. Đối với Hạng Diễm mà nói, hành động này giống như một kẻ thất bại ngày ngày dỗ dành cưng nựng một nữ thần, chỉ sợ nữ thần chịu tổn thương, chịu ấm ức. Nhưng, lại bắt gặp nữ thần quỳ liếm trước mặt người đàn ông khác, bị người đàn ông khác coi là nữ bộc, muốn đùa cợt. Cảm giác đó khó chịu đến mức nào? Thật tàn nhẫn. Trúc Mặc Uyên, đang giết người giết cá trái tim ư. Phụt. Lồng ngực Hạng Diễm phập phồng, vô cùng tức giận, miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trưng bệch, nhìn chằm chằm Trúc Mặc Uyên với ánh mắt âm độc. Mặc Uyên, hôm nay tôi hẹn cô cùng đi dạo phố, cô nói với tôi không có thời gian, phải làm việc, rất bận, bây giờ, cô, đây là công việc của cô hả? Ánh mắt Hạng Diễm như phun ra lửa, kiềm chế sát ý trong lòng. Hẳn hy vọng nghe được một lời giải thích, nghe được Trúc Mặc Uyên giải thích cô ta bị ép, bất đắc dĩ. Như vậy, hắn có thể tha thứ cho Trúc Mặc Uyên. Đáng tiếc, Trúc Mặc Uyên rất lạnh nhạt, lạnh lùng muốn chết, cô ta không nói một chữ, không chỉ không nói, mà còn lùi lại một bước. Hạng Diễm đang đợi câu trả lời của cô ta. Cô ta lại im lặng từ đầu đến cuối, im lặng, lại im lặng. Không nói ra một chữ, cũng chẳng thèm giải thích gì. Đúng rồi, nhất định là bị ép, nhất định là vậy, nếu không, cô tuyệt đối sẽ không nói gì, trong lòng Hạng Diễm vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm Trần Đức, kiếm trong tay bắt đầu phát sáng, lập tức, như con thú hoang lao về phía Trần Đức. Ầm ầm ầm. Lập tức, xung quanh Hạng Diễm, nguyên khí sôi sục, tràn ngập, đạo tắc vờn quanh, kiếm trong tay giống như hóa thành một điểm sáng, phá vỡ hư không, lao thẳng vào giữa đôi lông mày của Trần Đức. Chiều này, Hạng Diễm gần như đã dùng hết toàn bộ sức lực, cánh tay của hắn dạn ra vì dùng sức quá mạnh, giống như chiếc gương bị nứt, xuất hiện từng đường nứt, cơ bắp toàn thân bùng phát, ngũ quan hung dữ, đáng sợ, còn như thú hoang hơn thú hoang. Hắn muốn cào xé vụn Trần Đức. Nhưng, giấc mơ rất đẹp. Hiện thực lại rất tàn khốc. Kiếm của hắn còn chưa đến trước người Trần Đức. Trúc Mặc Uyên vốn đứng phía sau Trần Đức lại lập tức chặn trước người anh, thi triển kết giới phòng ngự, bảo vệ anh. Xoạt xoạt. Hạng Diễm thực sự rất mạnh, thanh kiếm đó trực tiếp phá rách kết giới phòng ngự, đánh tan cả kết giới phòng ngự. Khi Hạng Diễm nhận ra Trúc Mặc Uyên chặn trước người, muốn thu kiếm lại thì đã không kịp, hắn dùng hết sức đánh một đòn đến mức độ như này, vốn không thể kiểm soát. Hạng Diễm, đây là tôi trả anh và tôi, không còn khả năng nào nữa, cuối cùng Trúc Mặc Uyên lên tiếng nói, sau đó, trừng mắt, nhìn thanh kiếm càng lúc càng gần. Nhưng đúng lúc đường kiếm đó cách cô ta nửa tấc, đột ngột dừng lại. Trên thân kiếm có thêm hai ngón tay, kẹp chặt lưỡi đoạn kiếm đó. Trong phút chốc, vốn dĩ bản thân Hạng Diễm cũng không dừng lại được, không thu kiếm được, vậy mà thanh kiếm đột ngột dừng, như bị ấn nút tạm dừng, cũng không thể tiến thêm, càng không thể rút lại. Không biết từ lúc nào, Trần Đức xuất hiện trước người Trúc Mặc Uyên, dáng vẻ ung dung, tự nhiên, như kẹp thanh kiếm của trẻ con 3 tuổi, nhẹ nhàng không thể nhẹ nhàng hơn. Sau đó, keng, Trần Đức khẽ động hai ngón tay, thân đoạn kiếm rung lên, giống như chịu một lực lớn khó mà nói rõ, nứt gãy từng tấc, tan tành, tia lửa bắn tứ phía. Trong tích tắc, chỉ còn lại cái chuôi. Hạng Diễm ngây người nhìn chằm chằm đoạn kiếm, bất động tại chỗ, như bị điện giật, sắc mặt, ngay cả đôi môi cũng trở nên vô cùng trắng bệch, đồng tử co lại, run sợ, tư duy chìm vào hỗn độn, sợ hãi theo bản năng, khiến trái tim hắn đập điên cuồng, cánh tay cầm kiếm khẽ run lên. Một số tu sĩ vây quanh xem kịch xung quanh, tuy không run rẩy, nhưng hoàn toàn chấn hãi, nuốt nước miếng. Trong đôi mắt của Trúc Mặc Uyên cũng hiện lên vẻ chấn hãi không thôi. Lúc này,
cuối cùng cô ta hiểu tại sao Trần Đức có thể có được thẻ chứng nhận chí tôn. 30 tuổi, dùng hai ngón tay bẻ gãy kiếm của Hạng Diễm. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Trúc Mặc Uyên nằm mơ cũng không thể nào làm được đến mức đó. Mày cũng là kẻ đáng thương, tha cho mày một mạng, Trần Đức thản nhiên lướt nhìn Hạng Diễm một cái, sau đó hòa vào hư không biến mất. Trúc Mặc Uyên đi theo sát phía sau, không rời xa một chốc lát. Sau khi hai người rời đi, xung quanh mới bùng lên từng trận cảm thán, kinh hãi. Tên đó là ai? Mạnh quá! Dạo này Thành Bồng Lai quả đúng là gặp được nhiều người tài, vẫn nên khiêm tốn chút, đừng quá kiêu ngạo, nếu không, có thể đá phải tấm sắt bất cứ lúc nào. Trong lúc mọi người bàn tán, Hạng Diễm đã run sợ đứng lên, hồn siêu phách lạc, hoang mang bỏ đi. Còn về báo thù, hắn hoàn toàn không dám nghĩ. Dùng hai ngón tay có thể bẻ gãy kiếm của hắn, thực lực thực sự đó, rốt cuộc đáng sợ đến mức độ nào. Hắn không dám nghĩ, thậm chí ngay cả chút suy nghĩ đi gây rắc rối cũng không có nổi. Có thể nói lần này có thể sống sót, là hắn đã may mắn đến nghịch thiên rồi. Phải biết rằng, hắn ra tay đã sử dụng sát chiêu, dưới tình huống này, bình thường, bất kỳ ai cũng tuyệt đối không thể nào tha cho hắn. Khoảnh khắc đối phương hủy kiếm của hắn, thậm chí Hạng Diễm đã sẵn sàng nghênh đón cái chết. Phù, không thể chọc vào người đó, tuyệt đối không thể chọc vào, Hạng Diễm lập tức về nhà gia tộc, sau khi bình tĩnh lại, bắt đầu điều tra thân phận của Trần Đức. Hắn có địa vị rất cao trong nhà họ Hạng, quyền lên tiếng còn cao hơn, thông qua thiên cơ thuật và nhân viên tình báo của nhà họ Hạng. Chẳng bao lâu đã điều tra được. Khách quý hàng đầu có thẻ chứng nhận cấp chí tôn của Hương Mãn Viên. Chưa đến 30 tuổi. Hơn nữa, trước đó không lâu, đã giết Nam Cung Trần, hiệu, Hoàng Thiên Vương. Xem xong các dòng thông tin, cả người Hạng Diễm mềm nhũn ngồi trên ghế, da đầu tê dại, lạnh toát mồ hôi, vô cùng thấy may mắn vì hắn không đánh thương Trần Bát Hoang, nếu không, Hương Mãn Viên có thể tha cho hắn không? Với bối cảnh thần bí và đáng sợ của Hương Mãn Viên, nhà họ Hạng hoàn toàn không thể gánh chịu được. Còn về Trúc Mặc Uyên, ngay cả nghĩ đến mà hắn cũng không dám nghĩ. Mau, mau thông báo cho tất cả người nhà họ Hạng, gặp được Trần Bát Hoang, thì phải đối đãi lịch sự, tuyệt đối không được gãy chuyện, mau đi đi. Hồi lâu sau, Hạng Diễm hạ lệnh cho cả nhà họ Hạng, đồng thời, phát cho mỗi người một người từ gia chủ đến nô bộc, mỗi người một bức dung mạo của Trần Đức. Đồng thời, bóng dáng của Trần Đức xuất hiện ở một góc thành thạch, sau đó, quay đầu nhìn sang Trúc Mặc Uyên, cô biết tại sao tôi không giết Hạng Diễm không? Trúc Mặc Uyên ngấn người. Tôi không biết. Ha ha. Trần Đức cười lạnh lùng. Thứ nhất, tôi cảm thấy hẳn đáng thương. Thứ hai, tôi rất không vui với cô. Trúc Mặc Uyên, cô muốn thăm dò thực lực của tôi. Có thể nói rõ, việc gì phải làm vậy, còn liếm giày. Cô không cảm thấy rất ghê tởm à. Mẹ kiếp, tôi còn buồn nôn đấy. Cô gái Trúc Mặc Uyên này, thực sự quá tâm cơ. Tại sao cô ta phải kích động Hạng Diễm như vậy? Chỉ có hai lý do. Thứ nhất, muốn mang Trần Đức ra làm bia đỡ đạn. Thứ hai, trừ phi là cố ý khiến Hạng Diễm nổi giận, muốn dùng Hạng Diễm để thăm dò thực lực của Trần Đức. Trong hai lý do, bất luận là cái nào, Trần Đức cũng vô cùng ghê tởm, phản cảm. Thực sự cho rằng đàn ông toàn thiên hạ đều bị cô ta đùa cợt trong lòng bàn tay à? Tôi nói cho cô biết, nếu tôi không chặn đường kiếm đó của Hạng Diễm, thì bây giờ cô đã chết rồi, Trần Đức cất giọng rất lạnh lùng. Nhiệt độ không khí xung quanh cũng bỗng hạ thấp vì cảm xúc của anh. Trúc Mặc Uyên không nhịn được run lên, anh Trần, tôi. Cô cút đi, còn theo tôi thì sẽ mất mạng đấy. Không đợi Trúc Mặc Uyên nói hết, Trần Đức đã quay người đi, biến mất trong đám đông. Người đàn ông này, quả nhiên không đơn giản. Một giây trước, Trúc Mặc Uyên còn bày dáng vẻ ngoan ngoãn vâng lời. Một giây sau, vẻ mặt liền buông lỏng, trong đôi mắt lóe lên hào quang, cũng không biết nghĩ gì. Sau đó hóa thành một làn sương biến mất tại chỗ. Một giây, hai giây, ba giây, năm giây, mười giây sau, đột nhiên ở chỗ không gian đó xuất hiện gợn sóng, sau đó, bóng dáng của Trần Đức lặng lẽ hiện lên. Tại sao anh không đi? Bởi vì Thiên Yêu Hoàng nhắc nhở anh, bảo anh quay lại xem sao, nói Trúc Mặc Uyên không đơn giản. Quả nhiên, lão Yêu Hoàng, giống như ông nói, cô gái đó đúng là không đơn giản. Đương nhiên, Thiên Yêu Hoàng nói, cô gái đó đến từ tộc Hồ, tộc này gần như đã bị tuyệt chủng ở thế giới Đại Thiên rồi, bình thường, rất muốn xuất hiện ở thành phố náo nhiệt. Hơn nữa, quan trọng nhất là,
rõ ràng cô ta rất mạnh, lại giả bộ không chặn được đường kiếm của Hạng Diễm, cậu cảm thấy cô ta có thể đơn giản không? Rất mạnh ư, Trần Đức hơi ngẩn người. Rất mạnh, hơn nữa, cô ta vẫn luôn cố hết sức che giấu thực lực của mình, nếu không phải cô ta ra tay ngăn đường kiếm của Hạng Diễm, e rằng, ngay cả ông già như tôi cũng bị lừa. Giọng của Thiên Yêu Hoàng hiếm khi có vài phần nghiêm trọng, cô gái đó có lẽ còn mạnh hơn cậu, cụ thể có thực lực gì cũng không dễ nói. Tóm lại, sau này chú ý nhiều hơn, đương nhiên, cậu cũng không cần lo lắng, có tôi ở đây, cô ta sẽ không gây ra uy hiếp gì cho cậu được. Mạnh đến thế sao, Trần Đức hơi nghi hoặc, có thực lực như vậy, còn tình nguyện làm người chủ trì nhỏ bé ở hội đấu giá, đúng là kỳ lạ. Thôi bỏ đi, Trần Đức lắc đầu. Anh không có giao tình sâu nặng với Trúc Mặc Uyên, cũng không định qua lại nhiều với cô ta, đối phương muốn làm gì, anh không quan tâm. Không nghĩ đến nữa, Trần Đức bỏ đi, lại đến cổ nguyên ở Thạch Thành. Trong Thạch Thành có rất nhiều cổ nguyên, nhiều không đếm xuể. Đáng tiếc, công năng của con mắt xuyên thấu thực sự có hạn, không thể nhìn xuyên qua được tuyệt đại đa số cổ nguyên. Ia, đi đến trước cửa một cửa hàng, đột nhiên, Tiểu Y nhảy ra từ trong lòng Trần Đức. Một tay tóm giật áo anh, một tay khác chỉ vào cửa hàng đó. Tiểu Y, nhóc muốn anh đi vào đó à? Trần Đức hỏi. Y Y, Tiểu Y gật đầu liên tục, như gà mổ thóc, vô cùng đáng yêu. Khi Trần Đức nhìn rõ cửa hàng mà Tiểu Y chỉ, hơi ngẩn người. Thiên Tự Các, đây chính là cửa hàng cổ nguyên mà Tiểu Y chỉ, cửa hàng bán cổ nguyên trong Thạch Thành cũng được phân đẳng cấp, Thiên Tự Các là cao cấp nhất. Cả Thạch Thành. Cửa hàng có thể có chữ Thiên Tự Các, chỉ có nhà này. Tên nhóc này, thật biết chọn. Trần Đức được một phen đau đầu, cửa hàng được phân đẳng cấp, đương nhiên có nguyên nhân của nó, đẳng cấp càng cao, cổ nguyên cũng càng là hàng cực phẩm, nói cách khác, hàng càng tốt thì cũng càng đắt. Ví dụ như Thiên Tự Các, cổ nguyên cấp thấp nhất ở đây cũng phải hàng ngàn nguyên thạch một viên. Nhưng, tuy cỏ giá đắt, nhưng khi mở ra, thứ bên trong chưa chắc có giá trị. Có cổ nguyên nhìn bề ngoài thì rất tốt, là cực phẩm, trên thực tế mở ra lại như tiêu tốn nguyên thạch vô ích. Đi thôi, vào trong xem sao. Tiểu Y có lai lịch thần bí, thực lực đặc biệt, Trần Đức tình nguyện tin tưởng nó, hơn nữa, vào trong xem cũng không mất gì. Thiên Tự Các rất ít người, như cửa hàng xa xỉ phẩm, những người đến đây gần như đều là những người khá lớn tuổi già sức yếu, không còn nhiều thời gian, trẻ tuổi giống như Trần Đức, hoặc là trông có vẻ trẻ trung. Vừa nhìn thì chưa đến 10 người. Không vì điều gì khác. Cổ nguyên ở đây quá đắt, thanh niên bình thường không mua nổi, nhưng cổ nguyên ở đây thường xuyên mở ra được đồ tốt, trong đó không thiếu thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ và công pháp thần thông, võ kỹ. Vì vậy, thường thiêu hút những người có mạng sống sắp đi đến cuối con đường đến đây đánh cược. Đánh cược cơ duyên đột phá, hoặc là đánh cược có thể có được dược liệu, bảo vật tăng tuổi thọ. Thiên Tự Các rất cao cấp. Trên kệ bày các loại cổ nguyên khác nhau. Có viên cái to đến cao mấy trăm mét, có viên nhỏ bằng nắm đấm trẻ con, rực rỡ đủ loại. Bạn nhỏ, cậu cũng đến đây mở cổ nguyên à? Trần Đức đang dạo một lượt, một ông lão đi đến, tươi cười nói. Xem qua một chút, Trần Đức ôm Tiểu Y, chậm rãi nói, đạo hữu có chỉ giáo gì không? Ha ha, không nói được là chỉ giáo, tôi chỉ muốn khuyên cậu, thấy cậu còn ít tuổi. Cổ nguyên ở đây đều có giá rất cao, không nên dễ dàng xuống tay, mấy ông lão chúng tôi thường ở cổ nguyên, có đủ các thủ pháp, võ kỹ quan sát cảm nhận cổ nguyên. Ông lão tên là Hồn Châu, rất thân thiện, chân thành khuyên nhủ, ông ta cũng là một trong nhiều người mua cổ nguyên, hàng năm tìm kiếm phương pháp đột phá ở Thiên Tự Các, thọ nguyên chỉ còn 3 năm. Nhưng những võ kỹ thần thông này còn phải dựa theo tìm hiểu tổng kết quanh năm suốt tháng với cổ nguyên mới có thể sử dụng. Thấy cậu trẻ như vậy, vẫn không nên đến Thiên Tự Các xuống tay thì tốt hơn, có thể ra bên ngoài xem sao. Cảm ơn đạo hữu nhắc nhớ, nhưng tôi vẫn muốn xem thêm một chút, Trần Đức cười nói. Cũng được, mở rộng kiến thức cũng rất tốt, lão Hồn Châu cười gật đầu, cổ nguyên ấy à, cũng là một môn học vấn vô cùng thâm sâu, còn có thế lực chuyên nghiên cứu nó, kiếm cổ nguyên trong dãy núi, tìm được cổ nguyên, lại thông qua phương pháp phán đoán bên trong có phải có đồ tốt không. Đi đến trước một viên cổ nguyên, Tiểu Y đột nhiên kêu một tiếng, nhưng có người ngoài ở đó, nó cũng không hành động nhiều. Nhưng Trần Đức hiểu, nhìn viên cổ nguyên đó một cái, bề ngoài cổ nguyên có màu vàng kim, hình bầu dục, nhìn tổng thể hơi giống quả xoài. Thông qua con mắt xuyên thấu,
Trần Đức có thể nhìn thấy xung quanh cổ nguyên hình quả xoài cỏ không ít pháp tắc vần quanh, từ trên xuống dưới, tổng cộng có 20-30 vòng, vốn không nhìn rõ bên trong có gì. Trần Đức dừng trước cổ nguyên hình quả xoài, ngắm trái ngắm phải, cũng không nhìn ra điểm tốt gì, hay chỗ không tốt nào. Nhưng giá của nó rất đắt, 300.000 cân nguyên thạch thượng phẩm. Cái giá đó thực sự khiến Trần Đức kinh sợ. Nhưng ngược lại, ở Thiên Tự Các, cái giá này đã rất rẻ rồi. Tiểu Hữu nhìn chúng viên cổ nguyên này à, Hồn Châu cười thản nhiên nói, viên cổ nguyên này đã được bày ở đây hơn nửa năm rồi, bằng mắt thường có thể thấy, nhìn bề ngoài, nó tương đối tốt, nhưng... Kiến nghị Tiểu Hữu đừng xuống tay. Tại sao? Trần Đức hỏi, rõ ràng anh thấy hai mắt Tiểu Y sáng lên, Hồn Châu lại bảo anh đừng mua. Thứ quá cao thâm, có lẽ Tiểu Hữu cũng không hiểu, nói đơn giản vậy, Hồn Châu vui vẻ giải thích cho Trần Đức, những viên đá tốt thực sự ở Thiên Tự Các này. Vừa được chuyển về đã được người khác mua mất, mở ngay tại chỗ, còn hơi kém một chút, sẽ 7-3-4 tháng, mà viên cổ nguyên này, đã ở đây nửa năm, nghĩ cũng biết rồi. Vậy sao? Trần Đức không tỏ thái độ gì trước lời của Hồn Châu, có lẽ nó thực sự là viên đá tốt, không ai phát hiện ra thì sao? Ha ha, khả năng đó rất thấp, Hồn Châu lắc đầu, người có thể đến đây ngắm hàng, đâu có ai không phải là cao thủ về mặt này, tỷ lệ đồ tốt không được phát hiện ra cực thấp. Thực ra nếu Tiếu Hữu thực sự muốn mua, có thể đợi thêm, cậu rất may mắn, còn một canh giờ nữa, Thiên Tự Các sẽ chuyển về một lô cổ nguyên mới, đến lúc đó, cậu có thể chọn ra vài viên trong số đó, xác suất đào ra đồ tốt của cổ nguyên đó nhiều hơn cổ nguyên hình quả xoài này nhiều. Cảm ơn tiền bối chỉ giáo, nhưng tôi vẫn muốn mua cổ nguyên hình quả xoài này để luyện tay trước, Trần Đức cầm thạch nguyên lên, và trả 300.000 cân nguyên thạch thượng phẩm. Cậu nhóc, cậu đang tặng tiền cho Thiên Tự Các đấy. Ha ha, lại có một ông lão nhìn thấy Trần Đức mua cổ nguyên hình quả xoài, cười lắc đầu. Chắc cậu là người mới đến phải không? Không biết nó được đặt ở đây nửa năm rồi à? Cậu thanh niên, cậu mua nó sẽ thiệt chắc rồi. Lại một kẻ ngốc tham rẻ. Rất nhiều nhân vật lão bối chú ý đến Trần Đức mua cổ nguyên hình quả xoài, đều cảm thấy anh là tên ngốc. Tất cả những người hiểu về cổ nguyên, hay thường xuyên ở Thiên Tự Các này đều không ngốc đến mức mua cổ nguyên. Hình quả xoài đó, mua nó đồng nghĩa với việc tặng người ta tiền, chẳng phải sao? Lỡ như có thể mở ra đồ tốt thì sao? Trần Đức không nói nhiều thêm, anh tin Tiểu Y. Sau đó, cắt mở cổ nguyên. Trước đây khi ở địa cầu, Trần Đức đã từng cắt mở nguyên thạch phỉ thúy, vì vậy, vẫn có chút kinh nghiệm. Điều khác duy nhất là ở địa cầu, anh dùng máy cắt, bây giờ, anh dùng tay là được. Bề ngoài cổ nguyên hình quả xoài trơn bóng. Long lanh rực rỡ. Sau khi cắt được một tầng, hào quang ảm đạm đi không ít. Lại cắt thêm một lớp, lại ảm đạm đi nhiều. Ây, cậu thanh niên, 300.000 cân nguyên thạch thượng phẩm này tiếc quá, chỉ có thể coi như mua một bài học, Hồn Châu lắc đầu, thở dài. Cổ nguyên tốt, thông thường cắt ra sẽ xuất hiện các loại phản ứng, còn thứ rác rưởi thì như trước mắt thế hiện ra, từng lớp ảm đạm dần, từng lớp càng bình thường hơn. Trần Đức không từ bỏ. Tiếp tục cắt, từng lớp từng lớp. Từng lớp vỏ không ngừng rơi xuống. Cổ nguyên to như quả xoài nhanh chóng được cắt chỉ còn lớp mỏng như hột xoài, trông có vẻ chẳng khác gì hòn đá bình thường, không có chút gì đặc biệt. Uầy, lại là một tên chỉ số thông minh chạm đáy rồi, 3 vạn nguyên thạch thượng phẩm đó, tiếc quá, đúng là tiếc quá mà, một thanh niên trông thì còn rất trẻ nhưng thực chất đã hơn 6.000 tuổi than thở, đúng là buồn cười chết đi được. Đúng đó. Đúng là thanh niên trẻ nên còn non và xanh lắm, hơi ngu ngốc. Xung quanh, rất nhiều người vây xem cuộc vui. Dù sao, Thiên Tự Các cũng không có bao nhiêu người vào xem, mua về lại càng ít, khi nào có người cắt đá thì mới có thêm nhiều người dừng lại quan sát. Một mặt là xem cho đỡ nghiệt, mặt khác là chờ xem có thứ gì tốt thì họ cũng sẽ tranh thủ ra giá, mua về tay. Bình thường, trừ những món cực hiếm. Cực phẩm ra thì bảo bối mua ở thành thạch đều rẻ hơn mua ở buổi đấu giá, hay trên thị trường, nói chung là vẫn lời lắm. Chỉ là, quả xoài của Trần Đức càng cắt càng nhỏ, càng cắt càng thấy bình thường. Những lúc thế này, rất nhiều người mất hết hứng thú xem, có một vài người tự nhận là nắm được rất nhiều kỹ thuật, chọn đá rất chuẩn đã bắt đầu mỉa mai. Trần Đức cũng không vội. Tiếp tục cắt. Vâng là câu đó, anh tin tưởng Tiểu Y. Ông. Khi mọi người sắp tản đi hết, khi lớp đá mỏng sắp được cắt đi, thì đột nhiên, một luồng sáng đẹp mắt rực rỡ xuất hiện.
Thần quang bảy màu bay thẳng lên trời, chiếu sáng cả thiên tự các, một con bướm thật lớn bay ra, lượn lờ trong vầng hào quang đó. Trong nháy mắt, những người xoay lưng bỏ đi đều dừng bước, quay đầu lại. Hồn Châu luôn đứng bên cạnh Trần Đức nhanh chóng ra tay, dùng bí pháp phong ấn toàn bộ thiên tự các lại, đồng thời nhắc nhở Trần Đức, anh bạn, mau bắt lấy con bướm đó, đừng để nó chạy. Mất, thứ bên trong cổ nguyên này, dù tầm thường cách mấy cũng là bảo bối, thải điệp lại còn là một loài động vật quý hiếm. Bộp, ti, Trần Đức còn chưa ra tay, thì con bướm nhiều màu đó đã hóa thành một luồng sáng, hóa thành thứ ánh sáng lấp lánh rực rỡ, sau đó biến mất, chỉ để lại một mùi hương thấm vào tận tim gan. Là hư ảnh, không phải là thải điệp thật, Hồn Châu có kiến thức rộng rãi, bèn lên tiếng trước, anh bạn, lần này kiếm bộn nha. Những người cược đá đều biết rất rõ. Hư ảnh đó được ngưng kết từ đại. Đạo. Một khi nó xuất hiện thì chỉ chứng minh một điều. Bên trong cố nguyên, có bảo bối. Hơn nữa, nó chắc chắn là cực phẩm. Hết người này đến người khác trợn tròn cả mắt, nhân viên của thiên tự các cũng kinh ngạc, hết sức kinh hãi. Hòn đá hình quả xoài đó lại có bảo bối thật ư. Đó chính là cổ nguyên được bỏ xó ở đây suốt nửa năm. Nửa năm qua, không biết bao nhiêu người nhìn thấy nó, sờ vào nó, nhưng cuối cùng vẫn không chịu vung tay mua. Không thể ngờ, nó thật sự là bảo bối. Bỏ lỡ rồi, bỏ lỡ rồi, lúc tôi mới nhìn thấy nó đã thấy có duyên, suýt chút nữa đã đập tiền vào mua. Tôi từng cầm nó nghiên cứu suốt 2 tiếng đồng hồ. Ói máu chết mất, tại sao lại như vậy? Tên nhóc này đúng là gặp thời mà. Ti 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 ti. Rất nhiều người muốn hộc máu, đa số người ở đây đều nhìn thấy tảng đá xoài này, nhưng ai cũng chê nó phèn quá, đắt quá, rủi ro và lợi ích không cân bằng nên không có ai ra tay. Chỉ là, hôm nay lại bị một tên mới vào nghề mua được, còn cắt ra món hàng ngon. Anh bạn, đừng cắt nữa, dù bên trong có thứ gì tôi cũng sẽ mua lại nó với giá 6 vạn cân nguyên thạch thương phẩm, một ông lão trực tiếp ra giá, địa vị của ông ta rất cao, là một thái thượng trưởng lão của thế lực lớn. Tên là La Vương. Lão già này, chỉ có 6 vạn nguyên thạch thượng phẩm đã đòi mua. Tôi trả 10 vạn, lại một người nữa ra giá, ánh mắt sáng rỡ. Anh bạn, 10 vạn cân nguyên thạch thượng phẩm, giá cao rồi đấy. Nếu cậu tiếp tục cắt, có thể bên trong chẳng có gì đâu, không đáng để mạo hiểm. Nhảm nhí, trong đám đông lại có một ông lão cất lời, ghét bỏ phản bác lời người kia nói, óng thích ức hiếp người mới quá nhỉ. Ai lại chả biết hào quang phát ra thì chắc chắn sẽ có bảo bối. Tôi trả 15 vạn nguyên thạch thượng phẩm. Mọi người lần lượt ra giá, bọn họ cũng không phải nít danh gì, ai cũng là cao thủ sống mấy vạn tuổi rồi, thậm chí có người còn sống đâu đó gần 10 vạn năm, có thể nói là hóa thạch sống hàng thật giá thật. Trong một phút ngắn ngủi, Trần Đức còn chưa cắt đá xong thì giá cả đã lên đến 30 vạn cân nguyên thạch thượng phẩm. Nói thật, Trần Đức cũng hơi lung lay. Anh chỉ tốn 3 vạn cân nguyên thạch thượng phẩm để mua tảng đá xoài này, chỉ vì một vầng sáng lóe lên, một con bướm mà đã lời gấp 10. Một cú sốc như thế, cũng chẳng mấy ai có thể chịu nổi. Nhưng mà, anh vẫn từ chối, các vị, thật lòng xin lỗi, đây là lần đầu tiên cắt cổ nguyên nên tôi muốn cắt ra xem thế nào. Hai, anh bạn à, cậu tham lam quá, 30 vạn cân nguyên thạch thượng phẩm, cái giá đó không thấp đâu. Có người nói thế, tưởng rằng Trần Đức muốn tăng giá. Trần Đức không nói thêm gì, chuẩn bị tiếp tục cắt. Thế nhưng đúng lúc này, Hồn Châu lại nhắc nhở anh phong bế không gian xung quanh lại, để đề phòng lỡ như có dị vật xuất thế, để nó bỏ chạy mất thì sẽ lỗ nặng. Cảm ơn tiền bối. Trần Đức lập tức tạo trận pháp, phong bế không gian xung quanh. Sau đó, anh lại cắt. Từng lớp đá được cắt xuống bởi động tác cẩn thận của anh. Mỗi một lớp đá được cắt xuống, lại có hào quang chói mắt lóe lên, con bướm nhiều màu lại bay lượn, bên trong phong ấn của Trần Đức có hơn 20 con bướm vây quanh anh, thần dị và hùng vĩ đến lạ lùng. Xoẹt! Lại thêm một lớp đá rơi xuống, ánh sáng long lanh màu tím chợt bùng lên, nó như hơi nước màu tím bay ra ngoài, trong vầng mây tím đó là một thứ trông giống hạt dưa xuất hiện giữa tay Trần Đức. Nó vừa xuất hiện thì cả thiên tự các lập tức chìm trong mùi hương thơm ngát, mùi thơm đó vừa êm dịu. Lại khiến lòng con người ta thoải mái hẳn ra. Thậm chí, Hồn Châu đứng gần Trần Đức nhất đã hấp thu một ít khí tím tràn ra từ trận pháp, sau đó lập tức cảm nhận được khí huyết của mình dồi dào hơn nhiều. Tuổi thọ,
đó là tuổi thọ của tôi đã tăng lên thêm 2 năm, ánh mắt Hồn Châu hiện lên vẻ kinh ngạc, có thể thấy rất rõ khí huyết đã được đổi mới, không còn cũ nát như trước nữa. Cái gì? Chỉ hít một hơi đã tăng thêm 2 năm tuổi thọ á? Cái này này này, Hồn Châu không hề nói dối, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được những thay đổi trạng thái đó. Với mấy lão già sắp cưới hạc về trời như bọn họ mà nói, không chỉ là một năm, kéo dài tuổi thọ ra một ngày thôi đã là điều xa xỉ rồi. Bởi vì liên quan đến cảnh giới, nên tuổi thọ của họ cũng có hạn, mà sự hữu hạn này không thể dùng các loại đan dược bình thường để kéo dài được. Chỉ có đột phá. Chỉ có những thần dược tuyệt thế mới có thể đột phá được gông xiềng sinh mệnh của bọn họ. Trạng thái của Hồn Châu không thể làm giả được. Anh bạn, cậu có mang chai lọ gì không? Mau bao bọc linh khí của nó lại, nếu không hiệu quả sẽ giảm đi. Hồn Châu lên tiếng nhắc nhở, đồng thời lấy ra một cái lọ đưa cho Trần Đức, cho cậu này, nhanh cái tay lên. Cảm ơn. Trần Đức cũng không ra vẻ làm gì, trực tiếp nhận lấy, sau khi xác định không có vấn đề bèn bỏ cái hạt nhỏ xíu vào bình đá. Đồng thời, trong lòng đầy vui mừng, Tiểu Y quả nhiên không gạt anh, tuy là trước mắt vẫn chưa biết cái hạt đó là gì, nhưng không có gì để nghi ngờ, nó chắc chắn là hàng ngon. Không sai vào đâu được. Bởi vì mấy ông lão đang đứng xem đều sáng rỡ cả hai mắt, nhìn chằm chằm bình đá chứa hạt với vẻ mong ngóng khát khao, nhìn nó được anh bỏ vào túi. Cảm giác đó, giống hệt như đứa nhỏ nhìn thấy kẹo, muốn hào hứng bao nhiêu là có hào hứng bấy nhiêu. Xung quanh, mấy ông lão hối hận xanh cả ruột, vẻ mặt đó chẳng khác gì miếng thịt dâng lên tới miệng rồi lại đột ngột bay đi. Ai mà ngờ được, tảng đá xoài được đặt trước mặt họ mỗi ngày, giá cả cũng không được tính là cao ở Thiên Tự Các, còn thường xuyên giảm giá lại cắt ra thiên tài địa bảo như thế. Quanh cái hạt đó là những vầng mây tím, bản thân nó lại có màu đỏ như huyết ngọc, hít một hơi mây tím vào người thôi mà tuổi thọ đã tăng 2 năm, đủ các loại dấu hiệu khiến mọi người nhận ra được lai lịch của nó. Tương truyền rằng trăm vạn năm trước, thế gian từng có một gốc cây, nó được ngưng kết bởi đại đạo, gốc cây đó 10 vạn năm mới nở hoa, 10 vạn năm mới kết quả, 10 vạn năm tiếp theo quả mới chín, trông quả như hạt dưa vậy, người thường ăn vào có thể thay đổi thể chất, gia tăng thực lực. Người bị thương ăn vào có thể khởi tử hồi sinh, trong cấp thiên, người sắp cưỡi hạc về trời có thể tăng 3 vạn năm tuổi. Gốc cây đó được gọi là cây thần đại đạo, quả của nó tên là quả huyết ngọc tử hải. Cấp thiên là gì ấy hả? Khai thiên, đạp thiên, đăng thiên, lăng thiên. Trong bốn cảnh giới đó, người ăn quả có thể tăng 3 vạn năm tuổi thọ. Không sai, chắc chắn là quả huyết ngọc tử hải, từ trước đến nay nó chỉ tồn tại trong sách và truyền thuyết mà thôi, không ngờ hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. 3 vạn năm tuổi thọ. Nếu có thể sống thêm 3 vạn năm, tôi tin mình có thể đột phá cảnh giới, từ đó có thể sống lâu hơn rất nhiều. Trên thực tế, tác dụng của quả cây thần đại đạo không chỉ là 3 vạn năm tuổi thọ, vì người trong cấp thiên có chút hạn chế, nếu người ăn nó mạnh hơn cấp thiên thì tuổi thọ cũng sẽ tăng nhiều hơn. Có nó, chẳng khác gì có thêm một mạng. Nó quý giá đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Nếu nó xuất hiện bên ngoài Thiên Tự Các, e là đã dấy lên một hồi tranh đoạt gió tanh mưa máu. May mắn, bên trong Thiên Tự Các này, không có ai dám ra tay. Thứ nhất, Thiên Tự Các có quy tắc của riêng mình, ai dám ra tay ở đây sẽ trở thành kẻ địch của Thiên Tự Các, mà người sau lưng Thiên Tự Các thì không phải ai cũng dám trêu vào. Thứ hai, nơi này cao thủ như mây, yếu nhất cũng trên khai thiên rồi, trong đó cũng có khá nhiều cao thủ đạp thiên, thậm chí còn có cả cảnh giới đăng thiên. Anh bạn, lão tên Lý Tài Nhất, sẵn sàng trả 100 vạn nguyên thạch thượng phẩm, mong cậu có thể từ bỏ vật yêu thích. Lúc này, một ông lão đứng ra, chống cây gậy, mái tóc sắp rụng hết chẳng còn cọng nào. Nhưng, thực lực của ông ta là thứ không thể nghi ngờ, rất mạnh. Ít nhất cũng phải trên đạp thiên, hơi thở vô cùng khủng bố, vừa ra tay đã là 100 vạn cân nguyên thạch thượng phẩm, vung tiền như rác. Ông ta vừa nói tên thì đã có rất nhiều người nhận ra. Lý Tài Nhất, đến từ thế lực nằm trong 20 thứ hạng đầu Tây Thần Châu, thụ tộc. Bản thế của ông ta chính là một gốc cây già. 100 vạn cân nguyên thạch thượng phẩm, Trần Đức khá rung động, đó không phải là một con số nhỏ, nhiều nguyên thạch thượng phẩm như thế, có lẽ đã đủ để anh đột phá. Lão Lý, sống thêm 3 vạn năm nữa mà ông chỉ chả có 100 vạn cân nguyên thạch thượng phẩm, khinh thường ai thế, trong đám đông lại có người lên tiếng, cũng là một ông lão, hơi thở khá điềm tĩnh,
như được che giấu bằng một phương pháp đặc biệt nào đó, rất khó để nhận ra cảnh giới thật. Anh bạn, tôi sẵn sàng bỏ ra 500 vạn cân, cậu có thể nhường lại cho tôi không? 600 vạn, không chờ Trần Đức lên tiếng, Lý Tài Nhất lại tăng giá, hơi thở điềm tĩnh, bất đắc dĩ. 700 vạn, sau đó lại có người mở miệng. Tôi trả 1.000 vạn nguyên thạch thượng phẩm, khi đôi bên đang tranh luận không ngừng thì lại có một người mới tham gia vào. Bất ngờ là, người đó không phải một ông lão, có lẽ người đó vẫn còn sống thêm 1-2 vạn năm nữa, dáng vẻ của một người đàn ông trung niên, khí huyết cuồn cuộn. Người đó tên là Vạn Cửu Khung. Đến từ Sơn Trang Huyền Phượng của Tây Thần Châu. Địa vị của Sơn Trang Huyền Phượng còn cao hơn thụ tộc của Lý Tài Nhất một bậc. Dù sao, trong thụ tộc cũng toàn mấy gốc cổ thụ thành yêu, thực vật muốn có được linh trí, hóa thân thành người là một khó khăn vô cùng to lớn, thế nên nhân số rất ít, hơn nữa họ còn khá là bài xích ngoại giới, sự phát triển cũng có giới hạn. Sơn Trang Huyền Phượng lại hoàn toàn khác, giang tay rất rộng, dù là người hay là yêu, chỉ cần đủ mạnh họ đều hoan nghênh. Tư chất của hai bên cũng rất khó để so sánh. Dù là Lý Tài Nhất, hay là mấy ông lão tranh chấp với Lý Tài Nhất nãy giờ, khi thấy Vạn Cửu Khung nhúng tay vào đều ngậm miệng không nói gì nữa. 1.000 vạn nguyên thạch thượng phẩm, cái giá đó quá cao. Bọn họ cầm nhiều nguyên thạch như thế, ra ngoài chưa chắc đã mua được bảo bối như quả của cây thần đại đạo, nhưng mua những thiên tài địa bảo khác để tăng tuổi thọ lại không khó. Tất nhiên, nói đi nói lại vẫn là nghèo. Nếu như không nghèo, bọn họ nhất định sẽ tham gia tranh giành. Bởi vì cuộc đời của một võ giả, trừ khi đột phá, nếu không cũng chỉ còn một lần dùng thiên tài địa bảo nghịch thiên như thế. Vậy nên, bảo bối đó có cấp bậc càng cao càng tốt, có thể tăng càng nhiều tuổi thọ càng tốt. Đáng tiếc, 1.000 vạn nguyên thạch thượng phẩm, bọn họ có thể bỏ ra, nhưng cũng táng ra bại sản, bào hết sạch số tiền cất giữ của cả thế lực. Mà với Vạn Cửu Khung, thì 1.000 vạn nguyên thạch thượng phẩm chỉ là khởi điểm, hắn ta có thể bỏ ra nhiều hơn. Đành vậy, ai bảo Sơn Trang Huyền Phượng người ta giàu có mạnh mẽ hơn họ nhiều cơ chứ? Lý Tài Nhất không tăng giá thêm nữa, cứ tranh giành nhau thế này, cuối cùng chẳng những không được gì mà còn đắc tội với Vạn Cửu Khung, không cần thiết. 1.000 vạn cân nguyên thạch thượng phẩm, Trần Đức nói thầm trong lòng, anh hoàn toàn không ngờ một cái quả bé như hạt dưa lại đáng giá như thế. Nói thế có nghĩa là quả âm chi mà anh bỏ trong tiểu thế giới lại càng có giá hơn đúng không? Quả của cây đại đạo mất 30 vạn năm để chín, mà quả âm chi thì mất cả 100 vạn năm mới chín một lần. Quan trọng nhất là, anh có thể cảm nhận rất rõ, so với quả âm chi thì cái quả giống hạt dưa này thua xa, ít nhất là thua gấp 10 lần ấy chứ nhỉ? Trước đó anh có tổng cộng 7 quả, một quả tiểu y ăn rồi, một quả tặng cho Lưu Mặc Lâm, bây giờ chỉ còn lại 5 quả âm chi. Tất nhiên, Trần Đức cũng không có ý định bán nó đi, quả ảm chi đó anh đế lại cho tiểu y, làm thức ăn cho nó. Về phần quả huyết ngọc tử hải, có thể bán, cũng có thể không bán, tất cả đều xem anh lựa chọn thế nào. Anh bạn, huyết ngọc tử hải quý thì có quý, nhưng trước mắt đang có rất nhiều người thấy cậu sở hữu nó, mà cậu thì còn trẻ như vậy, để nó trong người, rời khỏi thiên tự các, rời khỏi thành thạch này sẽ không an toàn nữa, chi bằng bắn nó đi. Vạn Cửu Khung một nửa là khuyên nhủ, nửa còn lại là uy hiếp, cậu còn chưa tới 30 tuổi, thực lực cũng không mạnh bao nhiêu, ra khỏi thành thạch sẽ biến thành con cá trên thớt mặc người chém giết. Huyết Ngọc Tử Hải với cậu mà nói là củ khoai nóng bỏng tay, chi bằng bán cho tôi, có Vạn Cửu Khung tôi bảo vệ, tôi tin có rất ít người dám đụng đến cậu. Đúng đó, nhóc à, cậu hãy bán cho đạo hữu họ Vạn này đi, để bảo vệ an toàn cho mình. Nhóc con, đừng cố tăng giá nữa. 1.000 vạn cân nguyên thạch thượng phẩm đã cao lắm rồi đấy. Xung quanh, các võ giả luôn miệng khuyên nhủ, Trần Đức lại im lặng mãi không lên tiếng, như đang cân nhắc điều gì đó. Rất lâu sau, anh cười quay đầu nhìn về phía Hồn Châu bên cạnh, lão tiền bối, ông thấy quả huyết ngọc tử hải này thế nào? Có hứng thú với nó không? Hả? Ít. Sau khi Trần Đức cắt tảng đá xoài ra, Hồn Châu vẫn cảm thấy vui vẻ vì sự may mắn của anh. Nhưng từ đầu đến cuối không hề tham gia đấu giá, nghe Trần Đức hỏi thì lại thấy kinh ngạc. Anh bạn trẻ, quả huyết ngọc tử hải là cực phẩm trong cực phẩm, tất nhiên tôi cũng thấy nó rất tốt, chẳng qua. Tốt thì có tốt, nhưng lão già tôi cũng chỉ biết đứng ngoài nhìn mà thôi. Thứ nhất, cực phẩm như thế dùng cho tôi quả là lãng phí,
hiệu quả của nó với người trong cấp thiên mà nói là vô vàn to lớn, tôi có thể hút được chút khí tím đã là may mắn lắm rồi. Thứ hai, túi tiền của tôi cũng nhỏ, ha ha, từ trên xuống dưới cũng chỉ có hơn 300 vạn, không đến 400 vạn cân nguyên thạch, sao đủ để mua được bảo bối thê, này. Nói đến lý do thứ hai, giọng Hồn Châu lại có chút tự giễu. Vẫn là câu đó. Nghèo. Nếu không nghèo, ông ta đã ra giá từ lâu rồi, cần gì phải im lặng từ đầu đến giờ. Nào ngờ, Trần Đức lại mỉm cười, tiền tài là vật ngoài thân, lão tiền bối mà thích thì tôi bán cho ông với giá 200 vạn cân nguyên thạch, thế nào? Hả, một. Hồn Châu lại sửng sốt, hết sức kinh ngạc. 200 vạn bán lại cho ông ta, xem như anh đã tổn thất 800 vạn cân nguyên thạch thượng phẩm, đây là lần đầu tiên Hồn Châu thấy một người hào phóng như thế. Hay có thể nói là anh còn quá trẻ, không biết rõ giá trị của quả huyết ngọc tử hải. Hay có thể nói là vì trước đó ông ta đã giúp anh đôi điều. Anh bạn, lại một lần nữa, Hồn Châu nhắc nhở, giá trị của quả huyết ngọc tử hải cực kỳ cao, trước đó tôi đã nói rồi, hiệu quả của nó dùng cho mấy lão già như tôi thật sự to lớn, rất quý giá, có thể tự giữ lại, hoặc là bán cho vạn cửu khung, đó đều là những sự lựa chọn rất tốt, cần gì phải. Lão tiền bối. Tôi chỉ hỏi óng một câu, ông có thích nó không? Trần Đức cười hỏi. Tất nhiên, làm gì có ai ghét nó được cơ chứ? Hồn Châu cười khố. Được, thế nó để lại cho ông, tổn thất 800 vạn cân nguyên thạch, với tôi mà nói không có gì to tát cả. Trần Đức lấy bình đựng ra, nhét vào tay Hồn Châu, khoảnh khắc tặng nó cho ông ta, lòng anh cũng hơi đau. Nguyên thạch thật sự không quan trọng với anh ư. Trên thực tế, nó rất quan trọng. Suy cho cùng. Nguyên thạch cũng có sự khác biệt với tiền ở địa cầu, nguyên thạch chẳng những là tiền để mua bán mà còn là tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn là tài nguyên tu võ thiết yếu nhất và là thứ cơ bản nhất cần được chuẩn bị. Ở cấp bậc như Trần Đức, muốn đột phá thì nguyên khí giữa đất trời hoàn toàn không đủ, nên lâu lắm anh mới có thể đột phá một lần, lần nào cũng phải có thiên tài địa bảo hỗ trợ, lần trước đột phá là nhờ anh hấp thu địa vu lôi. Nguyên thạch cũng không khác gì dầu đổ vào ô tô, điện trong bóng đèn. Là thứ mà một võ giả không thể thiếu, nhưng nó có hạn, phải tốn rất nhiều năm, nhiều tháng nguyên thạch mới được hình thành trong hang động. Vì thế, nguyên thạch mới trở thành tiền, trở thành vật trung gian lớn nhất trong trao đổi hàng hóa. Nhưng, Trần Đức vẫn quyết định bỏ đi 1.000 vạn nguyên thạch thượng phẩm. Thứ nhất, con người Hồn Châu không tệ, lần đầu tiên gặp mặt, Hồn Châu đã phân tích cho anh biết lợi và hại, còn giúp đỡ anh, khuyên răn anh. Người này chẳng những không xấu. Mà còn là người rất tốt, đó là mẫu người cực kỳ hiếm cỏ khó tìm ở đại thiên thế giới, nên qua lại thân thiết. Thứ hai, đó chính là kết quả sau khi anh bàn bạc với Lão Yêu Hoàng. Lão Yêu Hoàng chỉ có mấy chữ để đánh giá về Hồn Châu. Đại tài trưởng thành muộn. Chỉ cần cho ông ta thêm thời gian, ông ta vẫn có thể mạnh hơn nữa. Vả lại, thực lực của Hồn Châu bây giờ cũng không tệ, người khác không thể cảm nhận được. Nhưng Lão Yêu Hoàng lại dễ dàng đoán ra cảnh giới của ông ta. Lăng Thiên, Lục Giai. Cảnh giới đó có thể nói là khủng bố, sắp trở thành người mạnh nhất trong cấp thiên rồi. Nếu không có Lão Yêu Hoàng nhắc nhở thì chắc Trần Đức cũng không thể nhận ra, một ông lão hiền lành thân thiết như thế, lại mạnh mẽ đến vậy, có thế kết bạn với một cao thủ như thế, tất nhiên là không tệ. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết nhất chính là Trần Đức đã bàn với Tiểu Y. Nó gật đầu, ủng hộ nên anh mới như thế. Không thì anh đã chẳng dễ dàng hành động như vậy. Cái này, tay Hồn Châu run rẩy, dù Trần Bát Hoang tặng quả huyết ngọc tử hải này cho ông ta vì lý do gì, thì với ông ta mà nói cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tuổi thọ của ông ta, không còn nhiều. Dù trước đó đã hít được chút khí tím nên tăng thêm 2 năm, thì cũng chỉ còn 6 năm mà thôi. Năm hay 6 năm, với một cao thủ cấp thiên mà nói chẳng là gì cả. Người như bọn họ, bình thường tùy tiện bế quan thôi cũng mất mấy chục đến cả trăm năm, thậm chí là ngàn năm tới vạn năm cũng không phải là cái gì ghê gớm. Năm, sáu năm trôi qua trong nháy mắt, Hồn Châu đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đợi cái chết, nhưng vào đúng lúc này, ông ta lại có được quả huyết ngọc tử hải, trong lòng Hồn Châu là sóng to gió lớn, không thể bình tĩnh. Lão tiền bối, ông hãy nhận lấy đi, nếu ông còn không chịu nhận nữa thì tôi đổi ý đấy nhé. Trần Đức cười nói. Thôi được rồi, tôi nhận, mắt Hồn Châu đỏ ửng. Trong tình huống này, nếu ông ta từ chối nữa thì có vẻ giả tạo quá. Nhóc Trần à, đại ân này không lời cảm ơn nào có thể nói hết được.
Hồn Châu tôi nợ cậu một ân tình, sau này chỉ cần cậu lên tiếng, Hồn Châu nhất định sẽ không từ chối việc gì. Hồn Châu biết rất rõ, nếu như không phái do Trần Đức còn trẻ người non dạ, thì tức là anh xem trọng thực lực của ông ta, nhưng dù là lý do nào, thì Trần Đức cũng đã cứu ông ta một mạng, ân tình đó, chẳng cần biết là anh coi trọng thực lực hay cảnh giới của ông ta, dù anh có muốn ông ta trả lại một mạng cũng được. Sau đó, Hồn Châu lấy ra 200 vạn cân nguyên thạch thượng phẩm, tự tay trao cho Trần Đức. Thanh niên làm việc quá bốc đồng, mong là cậu không hối hận vì sự bốc đồng này của mình, Vạn Cửu Khung hừ lạnh, khó chịu rời đi. Hành động của Trần Đức có thể nói là hoàn toàn khinh thường hắn ta rất khó chịu, chẳng qua là tạm thời không tiện nổi đóa lên. Thôi, chuyện có thế khiến Trần Bát Hoang tôi phải hối hận không nhiều lắm đâu, Trần Đức thản nhiên đáp lại, Vạn Cửu Khung vừa há miệng đã ngầm uy hiếp anh, nói cái gì mà huyết ngọc tử hải là củ khoai nóng bỏng tay, mang ra khỏi nơi này sẽ xảy ra chuyện, lời uy hiếp đó khiến Trần Đức có ấn tượng rất tệ với người này. Nhóc con, đúng là cậu đã dùng hết may mắn cả đời mình rồi, đáng tiếc, cậu lại nhường may mắn đó cho người khác, còn đặc tội với Vạn Cửu Khung, ha ha. Tự cậu giải quyết cho tốt đi. Ây, đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc. Đúng là mẹ nó váng hết cả đầu, mọi người giải tán thôi. Một đám lắc đầu thở dài, không có được quả huyết ngọc tử hải, trong lòng họ vô cùng hụt hẫng, vô cùng hối hận, cũng hết sức khó chịu. Đá xoài cắt ra bảo bối như thế, những người đó vừa tản đi lập tức hóa điên, đi lựa chọn mấy cổ nguyên đã bày trong cửa hàng nửa năm hay vài ba tháng, sau đó mua về, nhỡ đâu lại cắt ra món gì đó hay ho thì sao? Chưa đến một phút, giao dịch đã hoàn thành. Xung quanh, một đám võ giả hâm mộ khóc nấc lên. Má nó, rốt cuộc là may mắn tới mức nào vậy? 200 vạn nguyên thạch thượng phẩm lại mua được quả huyết ngọc tử hải, đúng là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Biết vậy ban đầu bọn họ nên tốt bụng một chút, đi theo tên nhóc đó. Thằng nhóc đó khờ quá, 800 vạn nguyên thạch mà lại không thèm. Đúng đó, lão già kia có cái gì tốt mà lại được tặng quả huyết ngọc tử hải thế? Chỉ là... tất cả chỉ là mơ ước, không có ngoại lệ, mấy tảng đá đó chỉ cắt ra toàn đồ bỏ, mấy người mua cổ nguyên lỗ nặng, bọn họ đều hộc máu, miệng bốc khói. Dù sao, cố nguyên trong thiên tự các cũng rất đắt. Có một tảng như đá xoài cũng là rẻ lắm rồi. Có một xô, người thậm chí còn chi cả hơn 10 vạn, hay 30 vạn nguyên thạch thượng phẩm để mua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.